Ngay tại lúc hắn những lời này vừa mới nói được phân nửa, trên mặt hắn vốn là bình tĩnh vô cùng thần sắc, lại đột nhiên đổi, theo sát mà càng nhìn không được mạnh ngẩng đầu, hướng trên ngọn núi phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ở nơi này, đang có lao một cái lóe hàn mang điểm sáng màu bạc từ xa đến gần thần tốc xẹt qua đến. Phanh! Cũng chính là khi hắn nhận thấy được trong nháy mắt đó, chỉ thấy hắn nói thi triển ra nguyên bản xoay quanh ở giữa không trung diễm đầu rắn trên, cư nhiên bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim loại vậy sáng bóng hắc quang, bạo xạ xuống. Mà hắc quang tốc độ chân thực quá nhanh, mau ngay cả hắn đều không phản ứng kịp, tự nhiên hắn sở triệu hồi ra tới diễm xà cũng hoàn toàn không có tránh né. Như vậy sau một khắc, đạo hắc quang kia liền ở Trần Phi hơi co rút lại trong con ngươi, nặng nề chém ở tại diễm xà nóng, cực nóng đầu trên. Ầm ầm một tiếng. Oanh! Như đinh tai nhức óc vậy thanh âm đang lúc mọi người bên tai ầm ầm vang vọng, sau đó ở đây mọi người liền trợn mắt hốc mồm nhìn thấy, nguyên bản hẳn là xoay quanh ở giữa không trung, cường thế đến làm người ta sởn tóc gáy diễm xà cư nhiên lúc này đã bị trảm thủ. Riêng lớn thân thể hóa thành viêm mưa vứt sái xuống. Phốc suy, theo mọi người còn nghe được một tiếng tương tự với thổ huyết thanh âm, làm bọn hắn nhìn không được ghé mắt đi qua, nhìn quyển kia hẳn là để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi người đông phương mặt. Lại phát hiện, hắn chính chậm rãi lau chùi khóe miệng, ở phía trên kia, bất ngờ còn lưu lại một ít nhàn nhạt huyết ấn. Cái này là đại nhân đến. Nga tương đương thượng đế phù hộ, thật là lớn người, đao phong sách đại nhân. Này còn sót lại theo tinh hồng chi nha sát thủ đầu tiên là hoảng sợ nhìn một màn này, lập tức bộc phát ra một trận cuồng nhưng mà kinh hỉ. Bởi vì bọn họ đã gặp được bị trảm thủ diễm xà nguyên bản vị trí ở khu vực dưới, bất ngờ có một thanh lóng lánh hàn mang ngân sắc đao phong cắm vào dưới nền đất, chỉ toát ra nửa đoạn thân đao, không gì sánh được đáng chú ý. Nga tương đương tôn kính đao phong xét các hạ, người nếu muốn không hiện ra, khả năng tự sẽ không còn được gặp lại ta. Mà ở thấy tình cảnh này, Modic rốt cục hơi thở phào nhẹ nhõm, xoay người, hướng về đỉnh đầu ngọn núi phương hướng âm trầm nghiêm mặt điềm nhiên nói ta nghĩ ngươi hẳn là nhượng cái này ngu xuẩn người đông phương trả giá thật lớn, nhượng hắn đi gặp thượng đế. Chúng ta tinh hồng chi nha, đã bị hắn bị phá hủy gần một nửa. Hắn bây giờ lời nói này, tràn đầy nồng nặc sát khí. Mà đang ở hắn ngôn ngữ thanh hạ xuống trong nháy mắt, mọi người rõ ràng nghe được, sẽ ở đó trên ngọn núi. Cư nhiên không hiểu kỳ danh nhiều hơn tiếng bước chân, chậm rãi, chậm rãi. Không biết bao lâu sau, rốt cục có một đạo thân ảnh ra bọn hắn bây giờ trong tầm nhìn. Chỉ thấy đó là một vị người khoác theo màu rám nắng áo Mayo, đầu đội mũ bỏ lão nhân. Mặt của hắn thoạt nhìn rất là thô cuồng, cũng rất già nua khô gầy, thậm chí cả người thoạt nhìn đều có vẻ nhỏ gầy, cũng chỉ có một thước sáu, bảy tả hữu. Thế nhưng đạo thân ảnh kia xuất hiện trong tầm mắt mọi người nội. Cho người cảm giác lại dị thường làm cho, dường như nhuốm máu đao phong vậy, vừa sắc bén, lại có vẻ như tiên huyết vậy phá lệ sình sạch. Thật là đáng sợ, tên, dù là Trần Phi ở nhìn thấy người cũng không nhìn được hơi rụt một cái con ngươi, vô ý thức gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Tuy nói trên thực tế trong lòng hắn đã có rất lớn chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy cái tên kia lúc, lại vẫn là không nhịn được trong lòng dùng mình, có chút chấn động. Người này trên người sát khí cùng sát khí, còn thật không vậy đùa giỡn. Khụ, có thể, ta đã tới chậm, mà nhưng vào lúc này, lão giả kia đã chậm rãi lên tiếng, run rẩy nói. Nga tương đương tôn kính đao phong xét các hạ, người cũng không có tới chậm, bất quá, ta cho rằng ngươi hiện tại càng hẳn là trước làm thịt hắn, đưa hắn đi gặp thượng đế. Nghe vậy Modic máu loãng pha tạp trên khuôn mặt già nua xẹt qua âm trầm vẻ, lãnh đạm nói. Tràn đầy sát khí. Làm thịt hắn, Modic, khiến ngươi thất vọng rồi, ta. Không giết được hắn, đã có thể sau đó một khắc, đầu kia mang mũ bỏ lão giả lại khẽ lắc đầu một cái, run rẩy nói. Cái gì? Mọi người nghe vậy sắc mặt chợt biến đổi, ngay cả Modic cũng giống như vậy. Bởi vì bọn họ cư nhiên nghe được cái gì? Bọn họ tổ chức tinh hồng chi nha vĩ đại nhất, tối truyền kỳ sát thủ vương đao phong xét các hạ. Lại còn nói hắn giết không được người đông phương, điều này sao có thể? Cái này chẳng lẽ không đúng đang nói đùa sao? Tất cả mọi người ngây người, ngay cả Trần Phi sắc mặt đều có chút dị dạng. Tôn kính đao phong xét các hạ, xin lỗi, ta cũng không có hiểu ngươi ý tứ. Mà đang nghe đầu kia mang mũ bỏ lão giả, cũng chính là đao phong xét theo như lời nói, Modic hơi ngẩn người,
có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không, sắc mặt có chút khó coi nói. Khụ khụ, khụ khụ. Thế mà Đao Phong xét lại đã không có lại để ý tới hắn, mà là vẻn vẹn nâng lên hai tròng mắt, hướng Viễn Phương nhìn lại, run rẩy đột nhiên cất giọng nói đến từ Đông Phương thế giới bằng hữu, ta nghĩ ngươi hiện tại cũng có thể hiện thân đi. Nghe vậy ở đây tất cả mọi người sửng sờ một chút. Thậm chí ngay cả Trần Phi trên mặt thần sắc có chút cổ quái, lẽ nào? Theo sát mà chỉ thấy hắn xoay người hướng phía sau nhìn lại, cùng lúc đó, cảm giác của mình năng lực thả ra đến lớn nhất. Gì, đó là, Diêm Sư Thúc, mà đang ở ngoại trừ vị kia ở ngoài, tất cả mọi người không hiểu ra sao, Trần Phi lại đột nhiên tập trung xa xôi xử nhất nói thân ảnh màu đen vẻ mặt sợ run lên. Bởi vì thân ảnh màu đen không là người khác, đúng là hắn Diêm La, Diêm Sư Thúc. Chậm rãi xử theo quải trượng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mà khi Diêm La như vậy đột ngột xuất hiện ở lúc, cả người là máu, trước mắt đống hỗn độn Emodic lại nhìn không được con ngươi mạnh co rụt lại, chợt có chút hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia xử theo quải trượng thanh âm già nua, có chút run rẩy kinh dị thanh âm, không nhìn được thốt ra. Ngươi là Hương Cảng chợ đêm vị kia. Hiển nhiên hắn đối với Diêm La loại này tiên thiên trung kỳ đáng sợ cường giả cũng không xa lạ gì. Lại là Hương Cảng chợ đêm vị kia. Mọi người đều biết, Hương Cảng chợ đêm chính là Đông Nam Á khu vực hắc ám thế giới tối thế lực khổng lồ tổ chức, kỳ hội dài cùng với tam đại phó hội trưởng càng ở toàn cầu trong phạm vi, đều chính mình cực đại nổi tiếng, bị bọn họ tinh hồng chi nha liệt vào S cấp nguy hiểm. Nhưng bây giờ, cái loại này S cấp nguy hiểm trong thế lực tam đại phó hội trưởng cường đại nhất vị kia, cư nhiên sẽ đích thân xuất hiện ở đây, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ là Hương Cảng chợ đêm, tưởng tượng bọn họ tinh hồng chi nha động thủ. Hương Cảng chợ đêm, Đông Phương thanh niên nhân đến tột cùng lai lịch gì, lợi hại đến loại trình độ này đều không nói. Thậm chí ngay cả Hương Cảng chợ đêm vị kia đều có thể đủ mời tới. Cũng có người hình như là nhận ra Diêm La thân phận, nhịn không được vẻ mặt sợ hãi nói. Dù sao tiên thiên trung kỳ loại trình độ đó cổ vũ giả. Để xuống tại bọn hắn phương Tây hắc ám thế giới thế nhưng đủ để sánh ngang SS cấp chúa tể cường giả, ngay cả bọn họ tinh hồng chi nha vĩ đại nhất đại nhân Đao Phong xét các hạ, cũng bất quá chỉ là loại trình độ đó. Nhưng bây giờ, đối phương Đông Phương thanh niên nhân cư nhiên cũng mời tới đồng dạng như thế một vị. Đây quả thực quá làm người ta giật mình, quá làm người ta khó có thể tin. Dù sao có tư cách có năng lực mời được cái loại này tầng thứ cường giả ra ngựa, không chỉ có là cần muốn người cường đại mạch. Nhưng lại phải bỏ ra khó có thể lường được đại giới, mới có khả năng làm được. Một màn này, bọn họ tự nhiên không ngờ tới. Nghĩ đến đây, dù là Emodic loại này S cấp dị năng giả cũng không nhìn được sắc mặt không gì sánh được âm trầm cùng khó xem, cặp kia nhuộm máu con người gắt gao nhìn chằm chằm Diêm La, thanh âm âm lãnh nói tôn kính các hạ, lẽ nào ngày hôm nay đây hết thảy, đều là các ngươi Hương Cảng chợ đêm sở đạo diễn đi ra ngoài. Ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Chúng ta đồ vật phát lập được hòa bình minh ước, ngươi làm như vậy, có đúng hay không có chút hơi quá đáng. Thanh âm của hắn, tận lực đang cùng bình minh ước tăng thêm một điểm giọng nói, rất hiển nhiên là muốn mượn cái này cớ mạnh mẽ áp Diêm La một chút. Dù sao đây chính là Đông Tây Phương cao cấp nhất cường giả liên hợp chế định xuống minh ước, để tự là cả địa cầu an định, vì vậy đừng nói là bọn họ, coi như là trở lại một vị đáng sợ hơn cường giả, có thể, cũng không dám đơn giản như vậy làm càn. Minh ước, quá phận. Nhưng mà đối với hắn loại này tiểu siết Trần Phi lại nhìn không được khóe miệng ngoéo. Một cái, cười lạnh nói chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta Hoa Hạ có đúng hay không hẳn là toàn thể xuất động, trước đem bọn ngươi cái này cái gọi là tổ chức sát thủ nghiền diệt cái hơn 10 hồi rồi hãy nói. Lẽ nào ngươi đã quên trên cổ ta thứ này, là ai lưu lại? Trần Phi theo như lời nói nhất thời làm Emodic sắc mặt cứng đờ, bởi vì hắn vừa rồi quả thực quá kích động. Vì vậy cũng liền quên mất Trần Phi trước đối với hắn theo như lời nói. Đáng chết, chuyện này hình như là bọn họ trước phạm quy. Được rồi, câm miệng đi, chuyện kế tiếp mà giao cho ta. Có thể tiếp Diêm La lại hơi khiển trách Trần Phi một câu, sau đó lúc này mới xoay người ngẩng đầu, nhìn về phía trên ngọn núi cả người thả ra đáng sợ sát khí cùng với sát khí Đao Phong xét, cười nói đã sớm nghe nói các hạ người truyền kỳ sát thủ uy danh, hôm nay may mắn gặp lại, có thật không vinh hạnh a. Trên ngọn núi, đầu kia mang mũ bỏ Đao Phong xét khàn khàn con ngươi hơi híp, đồng dạng có chút thần sắc phi ngưng nhìn Diêm La, run rẩy, khàn giọng nói ta cũng đã nghe nói qua tên của ngươi. Năm đó, thiếu chút nữa không có nhận dưới có về nhiệm vụ của ngươi.
Đao Phong Sách là làm gì? Sát thủ. Mà hắn sở nhận nhiệm vụ là cái gì? Tự nhiên tất cả đều là có quan hệ ở sát nhân nhiệm vụ. Mà bây giờ hắn lại cư nhiên đột ngột ra nói như vậy, nhất thời làm Diêm La Sử theo quải trượng tay khô gầy trưởng hơi run lên, chợt có chút ngoài cười nhưng trong không cười nói phải. Vậy cũng được bỏ lỡ các hạ ngươi so tài cơ hội tốt, thật là có chút đáng tiếc a. Nghe vậy nhất thời ở đây tất cả mọi người nhìn không được trái tim run rẩy, ngay cả Amodic đều là giống nhau. Bởi vì, này hương cảng chợ đêm vị này có thể không bình thường, hoàn toàn là có tư cách cùng bọn chúng tinh hồng chi nha cực mạnh vương bài sát thủ Đao Phong Sách chạy song song với tồn tại. Nếu là bọn họ lưỡng thật đánh nhau, chỉ sợ hậu quả kia, sẽ trở nên có chút thiết tưởng không chịu nổi. Mà ở thấy tình cảnh này, ngay cả đầu kia mang mũ bỏ Đao Phong Sách cũng không nhịn được hai tròng mắt hơi híp một cái, cặp kia run rẩy, khàn khàn lão mắt tràn ngập ra lau một cái nhàn nhạt vẻ kinh dị. Tuy nói hắn Đao Phong Sách, tung hoành hắc ám sát thủ giới nhiều năm như vậy, sợ quá ai. Nhưng bây giờ đối phương địa vị quả thực cũng không thái nhất vậy, chứ nói chi là bên cạnh hắn còn theo cái đồng dạng vướng tay chân tiểu tử kia. Hắn vô ý thức hai tròng mắt hướng phía Trần Phi quét tới. Lau một cái nhàn nhạt tàn khốc cùng với sát ý hiện lên. Lại dám đến bọn họ tinh hồng chi nha nháo sự, xem ra là thật coi hắn Đao Phong Sách già rồi, đao trong tay đã không sắc bén. Vì vậy, hắn hơi nhấp mân thuần túy nhất, run run trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia nhàn nhạt màu sắc trang nhã, chợt mặt không biểu tình, nhìn Trần Phi nói. Khụ khụ, các hạ ngươi nếu muốn cùng ta luận bàn, về sau cũng có khi là cơ hội. Bất quá bây giờ, ta nghĩ ta hẳn là lãnh giáo một chút người trẻ tuổi này khả năng. Lúc đầu lấy thân phận của hắn cùng với niên kỷ, dưới tình huống bình thường là không sanh được cùng Trần Phi loại này thanh niên nhân vậy so đo tâm tư. Bất quá hôm nay Trần Phi làm những chuyện như vậy mà lại thật quá mức, hoàn toàn là đối với hắn các tinh hồng chi nha khiêu khích. Mà loại sự tình này mà nếu là truyền đi, cái này đối với bọn hắn tinh hồng chi nha mà nói, quả thật có chút thật mất thể diện. Là tối trọng yếu vẫn có một vị vương bài sát thủ ngã xuống, cái này để cho bọn họ tổn thất quá lớn. T. Đại nhân chuẩn bị tự mình xuất thủ, mà đang nghe Đao Phong Sách tự mình phun ra lời như vậy, dù là tinh hồng chi nha này cái sát thủ, lúc này cũng không nhịn được có dũng khí phía sau lưng, cái cổ gian trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt đẫm cảm giác. Dù sao phải biết rằng, vĩ đại Đao Phong Sách các hạ, tuy nói một bên là bọn hắn rất tôn kính cường giả, có thể một bên lại cũng là bọn hắn không gì sánh được sợ ma quỷ. Bởi vì, này tên một khi nổi giận, quả thực hãy cùng tử thần vậy, tàn nhẫn không gì sánh được, không hề nhân tính, thật là đáng sợ. Phải. Mà đang nghe đối phương lời như vậy, Diêm La cũng không từ con ngươi hơi híp một cái, chợt lau một cái nhàn nhạt màu sắc trang nhã di động hiện tại hắn trên khuôn mặt già nua, sau đó chợt nghe thấy hắn thản nhiên nói nguyên bản chuyện này ta là không nên nhúng tay. Bất quá, ai kêu tiểu tử này cùng ta có cũ, là sư chất của ta. Vì vậy các hạ nếu thật muốn động thủ, không ngại hai chúng ta trước so chiêu một chút. Lời này vừa nói ra mọi người sắc mặt càng thêm thay đổi, có chút kinh khủng cùng hốt hoảng. Bởi vì, này loại cấp bậc cường giả một khi động khởi tay đến, mặc dù là đối với bọn hắn tinh hồng chi nha, cũng coi là nhất kiện có thể nói dung chuyển đại sự món. Nga. Nghe vậy Đao Phong kia xét bị mũ bỏ che giấu chân mày rốt cục hơi gạt gạt, chợt một sình sệch huyết sát, máu tanh vị tràn ngập đi ra, trước chém rơi diễm đầu rắn lô, việc này cắm trên mặt đất mặt ngân đao, lúc này càng hơi ông minh động tĩnh một tiếng, quỷ dị phiêu bay lên, một lần nữa trở lại Đao Phong xét trong tay. Hắn lúc này mới con ngươi nhàn nhạt quét về phía Diêm La, chiến nguy nói. Khụ khụ, nếu là các hạ thật muốn như vậy nói, vậy không phương tự thử một chút xem sao? Khụ khụ. Tuy nói hắn quả thực không muốn cùng Diêm La loại phiền toái này chính là nhân vật động thủ, có thể, nếu là thật không biện pháp. Hắn tự nhiên cũng sẽ không sợ. Dù sao lấy hắn Đao Phong Sách truyền kỳ sát thủ tên, tung hoành sát thủ giới lâu như vậy, sợ quá ai. Mà đang nghe cái này, Diêm La thẳng thắn trực tiếp không nói, bởi vì quả thực đã không cần thiết nói thêm gì đi nữa. Một cái đã đem đối phương đắc tội chết, một cái không chuẩn bị lúc đó buông tay. Như vậy như vậy. Không nhận nhận chân chân đánh một trận, phỏng chừng cũng không nhiều lắm khả năng nói xuôi được. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhẹ nhàng nâng khởi trong tay quải trượng, trong cơ thể đang có một cây khô gặp xuân nửa năm đáng sợ khí tức du nhiên nhi sinh, có thể nhưng vào lúc này, một đạo trẻ tuổi bàn tay, lại đột nhiên kéo hắn lại. Sư thúc, trước hết chờ một chút,
chỉ thấy Trần Phi cư nhiên cười híp mắt đưa tay đi đến Diêm La trên cánh tay của, cười lắc đầu nói. Ngươi, chẳng lẽ, hồ đồ, ngươi muốn làm gì? Mà ở thấy tình cảnh này, Diêm La trong lòng nhìn không được lộp bộp một chút, sau Trần Phi sợ làm được sự tình, càng làm cho người không khỏi biến sắc, quát. Bởi vì Trần Phi cư nhiên lướt qua hắn đi tới trước mặt hắn, cùng đối phương khí thế đáng sợ đối mặt. Sư thúc, đa tạ ngươi có thể cho ta xuất đầu, bất quá, trận này hãy để cho ta đến đây đi. Trần Phi híp mắt cười cười, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chợt xẹt qua một tia lệ khí. Hắn không xa vạn lý xa xôi đi tới nơi này Italia, có thể không phải là vì đảm đương quần chúng. Tuy nói mang theo mũ bò lão giả đao phong xét, địch nhân thoạt nhìn tựa hồ quả thực rất mạnh, có thể hắn Trần Phi, cũng không giống như là ngồi không. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Nghĩ đến đây, hắn hơi giơ tay lên, mà đang ở rất nhỏ nhấc tay, một luồng sợi nóng, rừng rực hỏa diễm bao vây lấy sắc bén kiếm khí xuất hiện. Sau đó chậm rãi ngưng tụ thành từng đạo tam dương chân hỏa kiếm khí, một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, năm đạo, sáu đạo, bảy đạo, tám đạo. T, đây là, mà ở Trần Phi bên cạnh chậm rãi hiện ra một, hai, ba, bốn, bảy, tám đạo thiêu đốt hừng hực hỏa diễm mắt sắc sau, vô luận là Amodic hay là ở đây chúng tên sát thủ, lại thậm chí còn Diêm La, cũng không nhịn được trên mặt thần sắc chợt có chút sững sờ. Trong con ngươi hiện ra lau một cái rung động cùng vẻ kinh hãi. Ngươi, ngươi vừa rồi, cư nhiên còn chưa sử dụng toàn lực, cả người là máu Amodic ngón tay run rẩy chỉ vào Trần Phi, không nghĩ tới cái này người Đông Phương cư nhiên như thế đáng sợ, vừa rồi cùng hắn vừa đứng, cư nhiên đều không dùng vận dụng toàn lực. Đến mức này nguyên bản vừa rồi cũng đã bị dọa đến chết cây Ethiota tinh hồng chi nha bọn sát thủ, lúc này càng cảm giác phía sau lưng. Cổ lạnh siêu siêu, cột sống hàn khí cọ 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 ứa ra. Dù sao ngay vừa rồi, Đông Phương thanh niên nhân vẻn vẹn chỉ vận dụng sáu chuôi như vậy cổ quái hỏa diễm kiếm, tự đều thiếu chút nữa đưa bọn họ tinh hồng chi nha tứ đại vương bài một trong ma pháp sư Amodic đại nhân làm thịt, mà bây giờ. Đủ tám chuôi như vậy quỷ dị, đáng sợ viêm kiếm ra bọn hắn bây giờ trước mắt, cái này ý vị như thế nào? Hoàn toàn đã không cần nói cũng biết. Khó khăn, chẳng lẽ... Tiểu tử kia thật là có bản lĩnh, cùng bọn chúng tinh hồng chi nha vĩ đại nhất đao phong xét các hạ đánh một trận. Ngươi, không chỉ là bọn họ, ngay cả Diêm La lúc này đều có chút rung động đến không nói. Dù sao trước hắn thế nhưng chính mắt thấy Trần Phi từ dãy núi ép đại liệt cốc, vẫn giết đến nơi này toàn bộ quá trình. Loại trình độ đó, chỉ sợ cũng coi là trước đây thiên sơ kỳ cảnh giới trong, cũng không sai biệt lắm đều có thể xưng hùng. Nhưng bây giờ, hắn đã thấy đến. Tiểu tử này cư nhiên chưa vận dụng toàn lực. Đây quả thực, liên hắn cũng không nhìn được sắc mặt hơi đổi đổi, lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy quỷ dị cùng với thán phục. Tiểu tử này, thật đúng là quái vật a. Vừa rồi bất quá là chơi với ngươi chơi mà thôi, nếu không, ngươi nghĩ ta vì sao có gan tới cái này. Mà Trần Phi đang nghe Amodic nói, chỉ là sắc mặt bình thản khóe miệng hơi ngoéo. Một cái, cười yếu ớt theo. Phốc suy, chợt, chỉ thấy hắn khẽ nhất tay một cái, một luồng sợi nóng liệt diễm dắt cuốn sắc bén kiếm khí gào thét đưa hắn quay chung quanh, sau cùng hội tụ ở đỉnh đầu của hắn trên, ngưng tụ thành một thanh bình thường nam tử trưởng thành cánh tay vậy phẩm chất hừng hực thiêu đốt viêm kiếm, nhất thời một loại cực nóng sóng chiều cửa hàng tản ra. Hừng hực thiêu đốt viêm kiếm rất sinh động, cũng rất đáng chú ý, thật giống như thập phần xinh đẹp xem xét vật, có thể mọi người tại đây coi như là Diêm La cũng không dám chút nào khinh thường nó. Bởi vì, tại nơi trong phảng phất ẩn chứa làm người ta cảm thấy sợ hãi lực lượng đáng sợ, liền hắn, đều cảm giác được một tia nguy hiểm leo lên trong lòng. Đáng chết, đây quả thực, mà ở Amodic càng nhãn thần hoảng sợ nhìn chuôi này hừng hực thiêu đốt viêm kiếm, ra mặt tử điên cuồng run run cùng với khó có thể tin. Bởi vì hắn biết rõ, cổ lực lượng này, nếu là vừa rồi Trần Phi ngay từ đầu liền lấy ra tới, hắn sợ rằng liên ngăn cản tư cách cũng không có, hiện tại đã chết. Thế nhưng, vì sao a? Dựa vào cái gì a? Tiểu tử này, cái này người Đông Phương mới bây lớn. Hắn dựa vào cái gì chính mình thực lực kinh khủng như thế, liên hắn đường đường S cấp dị năng giả Amodic đều sợ hãi, đều không sanh được đối kháng dũng khí. Đây quả thực quá không công bình. Nga tương đương thượng đế, đây tột cùng là dựa vào cái gì? Phốc suy, phốc suy, phốc suy.
Huyền phù ở Trần Phi đầu trên đỉnh chuôi này viêm kiếm thả ra nóng nhiệt năng cùng với sắc bén kiếm quang, hầu như mỗi một lần hỏa diễm nhảy lên, đều là kiếm khí mắt thường có thể thấy được bốc lên đi ra, khiến không khí đều bạo phát ra rõ ràng bốc hơi thanh, khói xanh từng sợi, làm cho nhịn không được bất ngờ biến sắc. Mà chính là căn cứ vào loại này cơ sở trên, Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con người chậm rãi toát ra lăn chiến ý, con người hướng về phía trước nâng lên, nhìn mặt không biểu tình, cũng là ở đây duy nhất sắc mặt chưa thay đổi mũ bỏ lão nhân, mắt hơi híp, chợt hướng về bên cạnh Diêm La Diêm Sư Thúc chậm rãi mỉm cười nói Diêm Sư Thúc, trận này còn là giao cho ta đến đây đi. Ngươi xác định. Thế nhưng, mặc dù là căn cứ vào loại này cơ sở trên, Diêm La lại còn là có chút chần chờ, hạ giọng chậm rãi nói lấy ngươi hiện tại thực lực như vậy, có thể đều còn chưa đủ. Ngươi thật có nắm chắc có thể cùng hắn đánh một trận. Đúng vậy, xác xác thật thật là còn chưa đủ. Tuy nói Trần Phi lúc này triển hiện ra lực lượng, ở tinh hồng chi nha những sát thủ kia trong, thậm chí ơ mò đích như vậy S cấp dị năng trong mắt cường giả, đã cũng đủ khủng bố cùng chính mình thống trị lực. Có thể khi hắn như vậy tiên thiên trung kỳ trong mắt cường giả, nhưng vẫn là thoáng có như vậy nợ thiếu, còn chưa đủ. Chớ nói chi là đối phương vị kia truyền kỳ sát thủ. Hiển nhiên ở trong lòng hắn, vị kia hung danh dung chuyển toàn thế giới truyền kỳ sát thủ Đao Phong Xét, xác xác thật thật là một vị liên hắn đều không có biện pháp không kiêng kỵ được nhân vật hung ác. Vì vậy hắn vẫn còn có chút lo lắng, cũng vẫn còn có chút chần chờ. Nắm chặt, ta không có gì nắm chặt, bởi vì coi như là hiện tại, ta cũng cảm giác mình có chút sởn tóc gáy đến cả người run. Mà đang nghe Diêm La Diêm Sư Thúc nói, Trần Phi khẽ lắc đầu một cái, chậm rãi đem bản thân có chút run rẩy ngón tay đưa ra ngoài, nói. Vậy ngươi còn, nghe vậy Diêm La đương nhiên nhìn không được nhíu mày một cái, có chút sắc mặt dị dạng nói. Chỉ là hắn nói đều còn chưa nói hết, đã bị Trần Phi tiếp cười cắt đứt, sau đó người cư nhiên nâng lên cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm mang theo mũ bò thân ảnh, nhãn thần hung ác lệ, giọng nói kiệt ngạo nói bất quá ta sẽ thắng. Ta ngày hôm nay thế nhưng tìm đến chàng tử, nếu là thua, mặt để nơi nào. Lời này vừa nói ra, Diêm La muốn thốt ra nói không khỏi cứng ở trong miệng, chợt càng lộ ra lau một cái bất đắc dĩ, vẻ cười khổ. Xem ra sư huynh thật đúng là nói không sai, tiểu tử. Thực sự là hắn ma loại lừa. Khụ khụ, thắng, ta nghĩ ngươi sẽ chết. Khụ khụ, khụ. Thế mà, đúng lúc này, Đao Phong kia xét như mang theo sình sịch, máu tanh sát ý lạnh giọng run run vang lên, nhất thời làm mọi người tại đây đều tốt giống như thân thể nhịn không được run rẩy, một không rõ tim đập nhanh theo dâng lên trong lòng. Mà đang lúc bọn hắn tiến hành trong nháy mắt, Đao Phong kia xét khô gầy, già nua thân thể nội hình như ở nơi này một chốc, liền có một âm lãnh nói khó có thể hình dung khí tức chảy ra đến, đem cả khu vực đều ràng buộc, bao phủ, khiến tim của bọn họ đều tốt tự hơi bắt đầu co quắp vậy, thực sự là dọa người. Chết, có thể ta sẽ chết, bất quá cũng sẽ không chết ở trên tay ngươi. Ngươi đồ đệ ở trên người ta để lại vết tích, để ngươi người sư phó này đến chuộc tội đi. Hình như cũng thật không tệ. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo khác càng thêm trẻ tuổi kiệt ngạo thanh cũng chợt vang lên. Chỉ thấy Trần Phi trên mặt chính hiện lên tự tiếu phi thiếu màu sắc trang nhã, sau một khắc, liền có một dâng trào, nóng nhiệt năng vọt lên, hóa thành vô số ngón cái vậy kích thước tinh mịn viêm lưu, dường như bão tố vậy dắt kinh người thế hướng về phía trước mang tất cả đi, bao phủ khu vực. Đại chiến nhất thời dường như hỏa sơn nham tương phun trào vậy bị kích phát. U long, u long, u long. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Dường như bão tố vậy viêm lưu nhìn qua như xinh đẹp cảnh sắc, tốc độ cũng không tính là rất nhanh, nhưng cư nhiên làm cho một loại không cách nào trốn tránh kinh ngạc cảm. Nhất thời ngay cả Đao Phong kia xét cũng hơi mị lên lão mắt, lòng bàn tay run lên, trong tay ngân sắc lưỡi dao tràn ngập ra một luồng rất nặng âm lãnh vẻ. Có thể ta cần để cho ngươi biết, cái gì là không cho khiêu khích uy nghiêm. Đao Phong xét híp mắt nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, theo chỉ thấy hắn nhẹ nhàng về phía trước họa xuất một đao. Cư nhiên nhất thời làm cho cảm giác phảng phất không cách nào trốn tránh viêm lưu, dĩ nhiên đã bị một đao này cắt ra. Sau đó Đao Phong kia xét còng xuống, giả yếu thân ảnh nhất thời tiêu thất ở tại chỗ, giống như là đột nhiên tiêu thất hoặc là ẩn nấp ở trong bóng tối vậy, khiến Trần Phi chợt đôi mắt co rụt lại. Cẩn thận! Như vậy bên này tựu sau đó một khắc, Trần Phi bỗng nhiên cảm giác được trong nội tâm hiện ra một cảm giác rợn cả tóc gáy, sau đó cả người nổi da gà đều tốt giống như toàn bộ đi ra.
lau một cái nhàn nhạt ngân mang từ phía sau hắn chuyển đến kéo tới, hít thở không thông vậy cảm giác nguy hiểm xông lên đầu, làm hắn nhịn không được ở trong lòng điên cuồng hét lên một tiếng. Thân thể chợt dịch chuyển. Xoẹt phập. Chỉ nghe được một tiếng chói tai xé rách thanh, bộ ngực hắn cùng với trên cánh tay y phục bị cắt ra một đoạn, hơn nữa loáng thoáng còn có thể nhìn thấy một ít màu đỏ. Thật mạnh a. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi nhịn không được đôi mắt sâm sâm gắt gao nhìn chằm chằm từ trong bóng tối đi ra còng xuống, dạ yếu thân ảnh, trong lòng hiện ra nồng nặc, áp lực cực lớn, cùng với nặng nề gánh vác. Không hổ là hắc ám sát thủ giới truyền kỳ sát thủ, quả nhiên. Thật đúng là thật có chút tài năng. Khụ khụ, ngươi nếu là chỉ có trình độ loại này, tối đa trở lại 2-3 lần, ta liền có thể ở ngươi cái cổ hoặc là trong trái tim mở một cái lỗ thủng. Ngươi tin không? Khụ khụ, khụ khụ, khụ. Mà ở làm ra cái này có thể nói kinh khủng thế tiến công sau, đao phong kia xét phảng phất nghĩ cái này hình như thập phần bé nhỏ không đáng kể. Vì vậy hắn vẻn vẹn chỉ là dùng một loại bình thản, thậm chí tiếp cận với vô tình nhãn thần, lạnh lùng nhìn Trần Phi, run rẩy khàn giọng nói. Mà cho dù ai đang nghe loại giọng nói này, loại này vô tình nói, sợ rằng đều biết nhìn không được phía sau lưng, cổ gian chợt lạnh cả người, một khó diễn tả được tâm kinh cảm xông lên đầu. Bởi vì, này mới là đao phong xét, vị kia ngay cả tinh hồng chi nha mình sát thủ đều sợ tử thần tồn tại. Có thể ngươi hẳn là trước còn hơn ta. Mới nói những lời này. Nếu không, ngươi không cảm thấy đây là một chuyện tiếu lâm sao? Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên tự tiếu phi tiếu mở miệng nói. Bàn tay một quán, một tiểu tiết hắc sắc vải vóc xuất hiện ở trong đó. Đó là, nhất thời ở đây mọi người, thậm chí ngay cả Amodic, Diêm La đều đôi mắt rụt một cái, sau đó nhãn thần nhanh chóng hướng phía vị kia còng xuống, dạ yếu lão trên thân người nhìn lại. Chỉ thấy, đao phong xét trên cổ một khối áo khu vực, bất ngờ có chút không hoàn chỉnh. Nói cách khác, tựa hồ ta có một ít nhìn ngươi. Mà nhưng vào lúc này, đao phong kia xét cũng chiến nguy theo vươn tay, ở trên bả vai mình khối kia áo thiếu sót khu vực nhẹ nhàng mà sờ sờ, chợt bàn tay khẽ run lên, lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt cùng với thong thả thốt ra chính là lời nói, đều nhiều hơn mấy phần trầm trọng cùng sẳng giọng. Bất quá, ngày hôm nay ngươi vẫn phải là chết. Ngay tại lúc sau một khắc hắn trên khuôn mặt già nua thần sắc chợt lạnh lẽo, lau một cái tiếng gào thét lạnh lùng xuất hiện. Nhất thời, một sình sịch đến mức tận cùng máu tanh, âm lãnh vẻ thay đổi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cực kỳ khủng bố cùng làm người sợ hãi. Đao phong xét được khen là hôm nay toàn cầu hắc ám sát thủ giới đủ để bài tiến trước ba tồn tại, chính mình truyền kỳ sát thủ hung danh, tự nhiên không biết đều đã giết nhiều người, cũng là am hiểu nhất sát nhân. Vì vậy trong cơ thể phân sát ý cùng sát khí đã sành sạch, nồng nặc đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Người bình thường chỉ là cảm thụ được phỏng chừng cũng phải phạm choáng, càng hay là lúc này giống như Trần Phi như vậy hoàn toàn bị tập trung ở trung tâm, không hạn chế bao phủ cùng tắm rửa. Loại kinh nghiệm này cảm không thể nghi ngờ là làm cho. Ngay cả Trần Phi lúc này đều có chút nhịn không được mí mắt co quắp, thế mà hắn hiện tại cũng đã không quản được nhiều như vậy, bởi vì, tự sau đó một khắc. Tiềm tàng trong bóng đêm ngân mang lại lần thứ hai tập sát tới, nhất thời hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Ngưng. Audio điện tử võ tấn bền. Bất quá, cái này nếu là hắn mình làm ra tuyển trạch, đương nhiên không có khả năng tại đây một lúc mới bắt đầu tự lùi bước. Cho nên khi đao phong kia xét vị này kinh khủng sát thủ lần thứ hai kéo tới. Hắn ép buộc bản thân kiềm chế hạ nội tâm phân run cùng tim đập nhanh. Sau đó kiệt ngạo thấp giọng về sau, bàn tay tìm tòi, nhất thời giữa không trung viêm lưu tựa như cùng tinh mưa vậy hội tụ khi hắn lòng bàn tay, như phát ra trầm thấp cùng nóng tiếng gầm gừ. Chợt ngưng tụ thành một thanh viêm kiếm hình thái. Đao phong xét tay cầm chuôi này ngân sắc lưỡi dao đánh tới, tự trong bóng tối nhắm ngay Trần Phi cổ, cái loại cảm giác này giống như là bị nhất tôn vô tình tử thần khóa được vậy, trong lòng run cùng chấn động cảm là khó có thể hình dung. Bất quá theo hắn một đao này lại bị cản lại. Thương. Chỉ thấy Trần Phi thân hình hơi nghiêng, trong tay nóng, cực nóng viêm kiếm hung hăng đè một cái, liền trực tiếp cùng trong bóng tối kéo tới ngân mang đụng vào nhau, phát ra leng keng thanh. Nhất thời chỉ thấy đao phong kia xét khàn khàn lão mắt hơi rụt một cái, không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên có thể đỡ hắn một đao này, nhất thời trên khuôn mặt già nua màu sắc trang nhã rất vô tình mấy phần, trong tay ngân mang dường như đoạt mệnh tử thần vũ khí, bị nung chu cùng nồng nặc tới cực điểm sát khí bao vây lấy.
lại nhanh chóng lôi ra tàn ảnh chém chém, đâm thẳng ra tam đao. Toàn bộ trong một cái hít thở. Thương, thương, thương. Nhiên nhi lần này Trần Phi lại cư nhiên thuận tay hơn ngăn lại, sau đó lại như lực lượng cùng thần sắc đều hưng phấn lên, cơ căng, trong tay nóng, cực nóng viêm kiếm một chém, lại lần đầu tiên làm ra mình phản kích. Có thể ngươi cũng không có ta trong tưởng tượng mạnh như vậy, khó khăn như vậy lấy ứng đối. Trần Phi tựa hồ là thật sự có một ít đại hưng phấn, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái rung động dáng tươi cười. Nhất là tại đây loại điên cuồng trọng áp dưới, hắn cư nhiên cảm giác được lực lượng của chính mình cùng với thực lực kỹ xảo, đều đang ở lấy một loại tốc độ kinh người trưởng thành theo. Điều này hiển nhiên là nhất kiện làm người ta vô cùng kích động thời gian, đương nhiên cũng để cho Đao Phong kia xét lấy làm kinh hãi. Tiểu tử này. Vào lúc này Đao Phong xét trong mắt, Trần Phi phân lượng bất ngờ đã so với trước cao hơn gấp đôi, gấp hai. Thậm chí gấp ba. Bởi vì coi như là hắn, cũng là hoàn toàn thực sự không nghĩ tới, đối phương cư nhiên có thể ở một bên cùng hắn giao chiến đồng thời, một bên thực lực một chút xíu đề thăng. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh khủng trạng thái, cũng là làm người ta khó có thể tin thiên phú. Hắn phải chết, bằng không, hậu hoạn vô cùng. Nghĩ đến đây Đao Phong kia xét trong con người sát ý càng tăng lên, thậm chí dường như chảy ra vậy không chút kiêng kỵ bộc phát ra. Bởi vì hắn không cách nào tưởng tượng, loại này tiểu quái vật, cho hắn thêm vài năm thời gian, sẽ trở thành dài tới trình độ nào. Đến cái loại này thời gian không thể nghi ngờ là khó có thể tưởng tượng. Mặc dù là hắn Đao Phong xét, được khen là truyền kỳ thế giới cấp sát thủ, cũng không muốn vì mình lưu lại nguy hiểm như vậy tai họa ngầm. Ông! Nghĩ đến đây, trong mắt của hắn, có mênh mông sát ý bộc phát ra, hắn lại không có chần chờ chút nào, bàn chân dẫm một cái, cả người cư nhiên giống như u linh lẻn vào trong bóng tối, nhất thời Trần Phi cả người đều cảm giác mao cốt tủng nhiên, da đầu tê dần. Đây tột cùng là năng lực gì? Nhìn quỷ dị biến mất Đao Phong xét, dù là Trần Phi cũng không nhịn được lúc này có chút cái trán đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt âm trầm. Bởi vì loại năng lực này thật sự là thật là quỷ dị, cũng thật đáng sợ. Thật giống như tiềm tàng trong bóng đêm chí mạng nhất độc xà vậy, tùy thời chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng. Xoẹt phập. Mà nhưng vào lúc này, hắn bén nhạy ngũ giác đột nhiên bắt được phía sau truyền đến như vậy một điểm hơi yếu ba động, nhất thời hắn liền không chút do dự huy động trong tay viêm kiếm về phía sau hung hăng đâm tới. Bởi vì ở vào thời điểm này, bất luận cái gì chần chờ đều là không sáng suốt, đều là muốn chết. Nóng, cực nóng viêm kiếm ám sát ra. Nhất thời một luồng sợi làm người ta kinh hãi nhiệt lượng phóng đến khu vực, rốt cục tại hạ cái hô hấp gian chiếu dọi ra ta chui ngân sắc đao mang cái bóng. Hắn cư nhiên có thể phát hiện ta. Đao Phong xét sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên có thể cảm giác được hành động của hắn, thế mà trong tay hắn ám sát tư thế lại không có chút nào chậm lại cùng đình trệ. Trong sát na, ngân sắc dụng cụ cắt gọt dường như lấy mạng tử thần vậy nơi này. Không gì sánh được làm cho lực lượng đã ở trong nháy mắt đó bạo phát. Leng keng. Đao Phong kia xét trong tay ngân sắc dụng cụ cắt gọt cùng Trần Phi trong tay viêm kiếm chạm vào nhau, đây quả thực thật giống như hừng hực thiêu đốt lưu tinh đụng vào đại địa vậy. Nhất thời liền có một sình sạch đến mức tận cùng nồng nặc sát khí, dường như xinh đẹp huyết hoa vậy vỡ ra được, lôi kéo nóng sóng nhiệt cùng với sắc bén kiếm khí tạo thành rung động vậy sóng xung kích. Thậm chí ngay cả dưới chân bọn họ thổ địa cũng khẽ run lên, bất ngờ xuống phía dưới che sụp đổ một mảnh, hòn đá theo vỡ vụn, có vẻ cực kỳ làm cho. Mà lần này Trần Phi lại bị khổng lồ sóng xung kích bước lui ra mấy thước xa. Đồng thời còn há mồm phun ra một búng máu tích. Thế mà, tự sau đó một khắc, hắn cũng đã lại một lần nữa dường như điện quang vậy thần sắc kiệt ngạo hoành lược ra. Trở lại. Phanh, phanh, phanh. Theo đạo kia làm người ta màng tai có chút nổ tung tiếng gào thét vang lên, nhất thời trong chiến trường, lưỡng đạo nóng lên lạnh lẽo, giống như quỷ mị vậy nhân ảnh không ngừng thoáng hiện lên, song phương một người tay cầm viêm kiếm, một người nắm ngân sắc dụng cụ cắt gọt, không hạn chế đụng nhau, chém giết, hoàn toàn là ở lấy một loại cận chiến phương thức, có vẻ cực kỳ bạo lực cùng máu tanh. Chỉ chốc lát sau, phiến trên đất biên dính vào hai không ít người vết thương rơi máu. Cái này... Điều này sao có thể? Mà ở nhìn thấy một màn này, Tinh Hồng Chi Nha những sát thủ kia các thậm chí ngay cả Hermodic đều có chút sắc mặt trắng bệch lên. Bọn họ thần sắc đờ đẫn nhìn trong chiến trường, đang cùng bọn họ Tinh Hồng Chi Nha vĩ đại nhất, tối truyền kỳ sát thủ vương các hạ Đao Phong xét lực chiến chém giết Đông Phương thanh niên nhân thân ảnh,
đều cảm giác có dũng khí trái tim nhìn không được sắp nhảy ra trái tim lấy làm lạ cảm, cùng khủng hoảng. Bởi vì, thế giới này đến tột cùng là thế nào? Tiểu tử kia dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì có tư cách cùng bọn chúng tinh hồng chi nha vĩ đại nhất tối truyền kỳ sát thủ vương các hạ đao phong sách lớn như vậy chiến? Hơn nữa bây giờ nhìn lại còn vẫn chưa rơi vào cái gì hạ phong. Đây quả thực làm bọn hắn không cách nào tiếp thu. Cư nhiên đều đã đi đến loại trình độ này, tiểu tử này. Đến tột cùng là cái gì tiểu quái vật a? Thậm chí ngay cả Diêm La lúc này cũng không nhìn được có chút cảm thán, bởi vì hắn xác xác thật thật không nghĩ tới, Trần Phi cư nhiên đều đã có thể làm được loại trình độ này. Chỉ là, cái này hình như vẫn còn có chút thiếu. Phanh, phanh, phanh. U U Long. Ở ngắn gần 10 phút gặp, trong chiến trường hai người kia bất ngờ đã giao phong đến rồi mấy trăm hiệp. Vô luận là đao phong sách tiềm tàng trong bóng đêm chí mạng tập kích, hay là Trần Phi mở rộng ra đại hợp, hoàn toàn bằng vào cuồng bạo thủ đoạn phản kích cái loại này chấn động, đều khiến trận chiến đấu này bằng thêm mấy phần tàn nhẫn máu tanh cùng vô tình. Bất quá tự sau đó một khắc, chỉ nghe được một tiếng điếc tai nhức óc oành nặng nề nổ vang. Thân ảnh của hai người rút lui ra, bàn chân tại nơi từ từ nhuốm máu có chút nghiêm trọng trên mặt đất, trà ra thật dài vết tích. Mà hắn lúc này các, từ lâu cùng trước dáng dấp khác nhau trời vực. Vô luận là Trần Phi hay hoặc là vị kia truyền kỳ sát thủ đao phong xét, lúc này đều đã áo quần rách nát, thân thể cùng trên cánh tay tràn đầy sâu cạn không đồng nhất vết thương, có thậm chí có thể thấy trở mình lên thịt, còn có đầu khớp xương. Vì vậy rất hiển nhiên. Đây tuyệt đối là một hồi tương hỗ gian liều mạng chiến đấu. Bất quá thoạt nhìn còn là Trần Phi thoáng rơi vào rồi một điểm phía dưới, bởi vì hắn hô hấp đã cực kỳ trầm trọng, còn đối với Phương, lại tựa hồ như cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Khó trách người có tự tin giết đến nơi này, quả thật có một ít bản lĩnh. Bất quá, bây giờ nhìn lại, quyết định của ngươi còn là quá qua loa cùng ngu xuẩn đi. Đao Phong xét mặt không thay đổi nhìn một chút trên cánh tay mình vết thương. Một đôi ánh mắt lạnh như băng âm mai tập trung vào Trần Phi, run rẩy, chậm rãi điềm nhiên nói. Rất hiển nhiên trải qua trước giao phong sau, mặc dù là trong lòng hắn không muốn thừa nhận, nhưng Trần Phi cho hắn chấn động cùng uy hát yêu ta cũng còn là triệt triệt để thể hiện rồi đi ra. Ngay cả hắn vừa rồi đều hoàn toàn là tinh thần cao độ bắn chúng, mới từ từ đang đối chiến trong tìm được ưu thế, từ từ đạt được thượng phong. Nhưng đối phương Đông Phương tiểu tử mới bay lớn. Hôm nay loại này kiêng kỵ, uy hát yêu ta cảm giác, hắn chỉ sợ cũng chỉ có tại nơi một ít cùng hắn cùng tuổi lão gia này trên người mới có thể cảm giác được, nhưng bây giờ. Qua loa cùng ngu xuẩn, xin lỗi, ta có thể chẳng phải nghĩ, tương phản ta rất may mắn ta có thể đột nhiên phát điên chạy đến nơi này, nếu không, ngày hôm nay cái này như vậy làm người ta hưng phấn mà đánh một trận tự bỏ lỡ, đó không phải là rất đáng tiếc. Trần Phi lúc này toàn thân đều đang phát run. Thế mà ngữ khí của hắn lại có vẻ phá lệ ngẩng cao. Đúng vậy, hắn quả thực rất may mắn hắn có thể đột nhiên phát điên chạy đến cái này Italia đến, không chỉ là để khẩu khí kia, đồng dạng cũng là để ngày hôm nay cái này làm người ta nhiệt huyết sôi trào đánh một trận. Tối thiểu, có thể cùng cái gọi truyền kỳ sát thủ đánh một trận, quả thực cũng làm hắn cho tới bây giờ tiến bộ rất nhiều a. Phải. Thế nhưng nghe vậy, Đao Phong kia xét sắc mặt lại bộc phát âm trầm cùng lãnh lệ. Cứ như vậy thẳng đến non nửa một chút sau, hắn mới đột nhiên nhếch miệng cười, gương mặt già nua kia trên lộ ra một tia quỷ dị lành lạnh dáng tươi cười, run rẩy nói khụ khụ, lúc đầu ta là không chuẩn bị vận dụng vật kia, chỉ là hiện tại xem ra. Tựa hồ hình như có vận dụng cần thiết a. Ngay hắn ngôn ngữ thanh vừa dứt, liền thấy hắn run rẩy từ áo bào trong lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hộp, đem nắp hộp mở sau, bất ngờ liền có một làm người ta cảm giác được kinh hãi quang minh khí vọt ra. Cũng khiến Diêm La Mạnh thốt nhiên biến sắc. Cái này, đây là vâng đặng gia tộc quang minh thánh khí vinh quang sách, vì sao thứ này sẽ ở trên tay ngươi? Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trong hộp bạch sắc trang sách, khó có thể tin nói. Mà khi như bạch sắc trang sách từ trong hộp xuất hiện lúc, nhất thời Đao Phong sách sở đứng ở khu vực đều tốt giống như bị thánh quang bao phủ ở vậy, một luồng sợi màu trắng sữa dường như thánh quang vậy năng lượng còn là nước biển vậy cuồn cuộn không dứt tuôn ra. Nhất thời toàn bộ trong không khí đều tốt giống như bị cái loại năng lượng này lấp đầy vậy, biến thành một mảnh sành sạch quang hải. Mà đứng ở quang hải chính giữa, Đao Phong sách đầu tiên là nhãn thần vẻ lo lắng quét Trần Phi, lại run rẩy, đạm mạc tản liếc mắt vẻ mặt kinh động Diêm La, khàn khàn nhỏ giọng nói bất quá là trong đó một tờ mà thôi,
cũng không có gì lớn không được. Trong truyền thuyết, Vatican Thần Thánh Giáo Duyên Giáo Hội cộng chính mình tam đại thánh khí, theo thứ tự là Thánh Quang Quyền Trượng, Quang Minh Thần Tay, cùng với Vinh Quang Sách, phân biệt bị Thần Thánh Giáo Duyên Giáo Hội ba đại gia tộc nắm giữ. Diêm La trước trong miệng kinh hô ra vâng đặng gia tộc, liền là một cái trong số đó. Mà tam đại thánh khí từ trước đến nay đều là Thần Thánh Giáo Duyên Giáo Hội tối trí cao vô thượng trí bảo, không biết bị bắt có bao nhiêu chặt, nhiều nghiêm, nhưng bây giờ. Loại vật này lại cư nhiên ở Đao Phong Sách loại này hắc ám thế giới sát thủ vương trong tay xuất hiện, hắn há có thể không cảm thấy giật mình, há có thể không cảm thấy nghi hoặc. Tuy nói cứ nghe Vinh Quang Sách hình như có chừng 5 trang, cái này vẻn vẹn là một cái trong số đó, nhưng là còn là cũng đủ làm cho chấn động, cũng đủ nhượng hắn khó có thể tin. Vân vân chờ đã. Đột nhiên Diêm La cặp kia già nua đôi mắt chợt run lên, thật giống như đột nhiên hồi tưởng lại cái gì vậy. Hắn sắc mặt kinh dị tự lẩm bẩm chẳng lẽ, hắn năm đó ám sát vị kia Thần Thánh Giáo Duyên Giáo Hội phó chủ giáo, lại là vâng đặng người của gia tộc. Ngay tại lúc hắn như vậy sắc mặt kinh dị lúc, trong chiến trường khí thế tranh phong lại một lần nữa bắt đầu rồi. Oanh! Chỉ thấy Đao Phong kia xét cầm trong tay Vinh Quang Trang Sách, sắc mặt sẳng giọng ánh mắt tập trung vào Trần Phi, khóe miệng hàm chứa cười nhạt. Cái loại cảm giác này giống như bị một tiềm tàng trong bóng đêm kính mắt phương xà tập trung trở thành mục tiêu vậy, toàn thân đều không khỏi run, sởn tóc gáy. Không nghĩ tới để giết ngươi loại này thanh niên nhân, ta thậm chí ngay cả loại này tự đắc đến khởi, tự chẳng bao giờ lấy ra nữa trôi qua thánh vật đều bạo lộ ra. Không thể không nói, Đông Phương tiểu tử, đây coi là vinh hạnh của ngươi. Có thể chết tại đây dạng vĩ đại thánh vật dưới, ngươi coi như là không uổng công cuộc đời này. Đao Phong Sách giọng nói có chút lành lạnh, đồng dạng cũng đại biểu cho triệt để xé rách ra mặt. Bởi vì Diêm La quả thực đoán không sai, đồ chơi này, đúng là hắn năm đó lẻn vào Thần Thánh Giáo Duyên Giáo Hội ám sát vị kia phó chủ giáo lúc, ngoài ý muốn từ tên kia trên người thu hoạch đến. Lão già kia chính là vâng đặng gia tộc trưởng lão một trong, nhưng không biết vì sao lại đem gia tộc của chính mình thánh vật Vinh Quang Sách đều trộm đi ra một tờ, cũng tiện nghi hắn. Nhưng loại vật này dù sao vẫn là quá nhạy cảm, không thể bại lộ trước mặt người khác. Nghĩ đến đây hắn không khỏi đôi mắt sâm sâm không để lại vết tích quét ở đây mọi người liếc mắt. Có thể, hắn lại được lại giết rất nhiều người đi. Ngày hôm nay tại đây nơi này mọi người, trừ hắn ra, đều phải chết. Cũng không thể nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Bởi vì hắn tuyệt không thể để cho vâng đặng gia tộc này lão già kia biết, Vinh Quang Sách một trang này, khi hắn Đao Phong Sách trong tay, nếu không mặc dù là lấy thực lực của hắn, thân phận, cũng sẽ phiền phức rất lớn. Rất lớn. Đồ chơi này. Mà lúc này, Trần Phi đã ở mênh mông thánh quang năng lượng trong chậm rãi ngẩng đầu lên, nhãn thần có chút kinh dị nhìn Đao Phong kia xách quyển sách trên tay trang, chỉ cảm thấy cả người ở đầu, đều nổi da gà. Trong đó sở năng lượng ẩn chứa bất ngờ làm hắn cảm giác có chút trong lòng run sợ. Hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên có thể xuất ra loại vật này, mặc dù là đối lập hắn tu luyện người tu chân hệ thống trong pháp khí, tựa hồ cũng không khoe khoang nhiều. Hoàn toàn là một tầng thứ gì đó. Thế mà nghĩ đến đây, hắn lại nhịn không được vô ý thức khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nụ cười nhàn nhạt, bàn tay vừa lột, rõ ràng là một chương lớn chừng bàn tay gương đồng. Mà lúc này nếu là có chân chính tu chân giới hệ thống nội người tu chân nhìn thấy gương đồng, có lẽ sẽ nhất thời nhìn không được chân mày cao lại, hơi giật mình nói đê giai pháp khí. Không sai, đây chính là tu chân giới cấp thấp nhất pháp khí. Cũng là Trần Phi sở dĩ dám một thân một mình chạy tới cái này Italia, vọng tưởng bưng tinh hồng chi nha hang ổ dừa. Rất hiển nhiên hắn cũng đến có chuẩn bị, mà là hay là chuẩn bị không nhỏ. Thánh khí. Xin lỗi. Hắn Trần Phi cũng có pháp khí. Cũng không biết là cái này cái gọi là thánh khí nghiêu bức, càng là của hắn pháp khí càng treo ni. Nếu không phải là bởi vì hắn hiện tại tu vi còn quá thấp từ Thiên Khuê núi xuống tới nhiều như vậy, cũng mới miễn miễn cường cường dùng từ nơi đó lấy được tài liệu, trêu ghẹo mãi ra như vậy một cái tối cấp thấp nhất mặt hàng, hắn sớm liền trực tiếp đại triển thần uy đem đối phương cường thế tiêu diệt, vậy còn dùng khiến cho chật vật như vậy, đến bây giờ toàn thân đều là thương. Nhưng dù vậy, coi như là vẻn vẹn chỉ là tối cấp thấp nhất cái loại này mặt hàng, Trần Phi trong tay đê giai pháp khí uy năng cũng chân thật đáng tin. Tương phản phỏng chừng còn sẽ cho người dọa cho giật mình. Ngươi, mà Đao Phong kia xét ở gặp được Trần Phi trong tay, chợt xuất hiện bẩn thỉu, cổ tú loang lổ gương đồng sau, nếu không không có lộ ra bất luận cái gì chút nào giễu cợt sắc mặt,
trái lại cặp kia lành lạnh con ngươi, trong hai mắt màu sắc trang nhã chợt run lên. Bởi vì hắn bất ngờ đã từ gương đồng trong, cảm nhận được lau một cái mùi nguy hiểm. Bất quá, trên mặt hắn cái loại này trần truồng sát khí lại vẫn là không có bất luận cái gì thu liếm, tương phản, tay cầm vinh quang trang sách hắn, lúc này đã hoàn toàn lãnh lạnh như băng, dường như nhìn phía người chết vậy nhìn một chút Trần Phi. Rất hiển nhiên, hắn cũng không tin, Trần Phi trong tay gương đồng coi như lại quỷ dị, có thể có trong tay hắn vinh quang trang sách cường sao. Phải biết rằng đây chính là Vâng Đặng gia tộc thánh khí. Ngu xuẩn Đông Phương tiểu tử, ngày hôm nay, ta sẽ nhường ngươi đi gặp Thượng Đế. Nghĩ đến đây, Đao Phong xét trong mắt sát khí đang không có bất luận cái gì thu liễm. Mà tự sau đó một khắc, kèm theo sình sạch đến mức tận cùng nồng nặc sát khí, trong tay hắn vinh quang trang sách bất ngờ hóa thành lau một cái nguyệt nha hình màu trắng sữa quang nhận, nếu như nhanh như tia chớp hướng về Trần Phi bạo lược đi. Phải, huynh hoang thế nhưng lóe đầu lưỡi Nga Tương Đương nói không chừng ngày hôm nay. Ta có thể đem ngươi cho làm thịt, cũng nói không nhất định. Thế mà nghe vậy Trần Phi lại kiệt ngạo cười lạnh cười, đem vật cầm trong tay gương đồng thoáng cái tung. Nhất thời gương đồng thay đổi quỷ dị huyền phù ở giữa không trung, một luồng sợi thổ hoàng sắc tia sáng như tinh giờ vậy tràn ngập đi ra, lại trong phút chốc tạo thành 7-8 đạo rất nặng khí lưu, nhộn nhạo ô quang, không sợ hãi chút nào, mãnh liệt hướng phía vinh quang trang sách hình thành ngày rằm quang nhận cọ rửa đi, rất là kinh người. Nhất thời giữa không trung bao phủ ra rất nặng quang thải, chói tai thanh một mảnh. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, hiu hiu hiu. Chỉ thấy 7-8 đạo rất nặng khí lưu ô quang đã nghiễm nhiên cùng nguyệt nha quang nhận đụng vào nhau, phát ra nặng nề làm người ta hàm răng mệt mỏi tan dã thanh. Hơn nữa ở hầu như vừa tiếp xúc được trong nháy mắt, người trước cũng đã rung chuyển có chút bị sắc bén nguyệt nha quang nhận cắt bỏ một ít và lại rất, thế mà đều không đợi được Đao Phong xét vui vẻ. Tiếp lại là một đạo chói tai ông minh thanh, vinh quang trang sách hóa thành nguyệt nha quang nhận nhất thời run lên, lau một cái mắt thường có thể thấy được lớn chừng ngón cái chỗ hổng bị rất nặng ô quang cọ rửa đi ra, tàn phế một khối. Nhất thời Đao Phong kia xét nhìn không được bỗng nhiên biến sắc, vươn tay chuyển đến trong miệng hung hăng lay động, sau đó nhỏ một giọt sình sạch tiên huyết đến chính lóe quang vinh quang trang sách trên. Nhất thời nguyệt nha quang nhận chỗ hổng lại bị bổ toàn bộ. Hơn nữa nhìn lên tựa hồ đáng sợ quang minh khí tức còn càng tăng lên mấy phần. Đao Phong kia xét khàn khàn lão đôi mắt tử tùm, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trầm giọng nói có thể đừng cao hứng rất cao. Vinh quang chém giết. Chỉ nghe được vậy hắn một tiếng quát chói tai, nhất thời vinh quang trang sách hóa thành nguyệt nha quang nhận cư nhiên bỗng nhiên run lên, ở trong khoảnh khắc hình thể bắt đầu triệt triệt để cải biến lên. Sau đó chỉ thấy đến lau một cái rậm rạp chằng chịt màu trắng sữa quang vựng cuồn cuộn nổi lên. Tạo thành một loại thế tồi khô lạp hủ nhận quang, đấu đá về phía trước phương. Không thể không nói vinh quang sách không hổ là thánh khí, mặc dù vẻn vẹn chỉ là năm kể chuyện trang trong một trong số đó, đều cư nhiên chính mình như vậy dọa người chiến trận, khiến Trần Phi hơi biến sắc, trong tay cầm gương đồng năm ngón tay không khỏi chặt hơn mấy phần. Bởi vì tự bây giờ đối với phương triển hiện ra loại trình độ này, chỉ sợ cũng xem như là đương sơ hóa đạo ổ tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong nguyên liệt gương. Cũng phải tay vịn nuốt hận, khó có phản kháng chỗ trống. Bất quá hắn lại còn có cơ hội. Chỉ thấy kỳ lẳng lặng đưa tay chỉ hướng huyền phù ở giữa không trung gương đồng ảnh ngược, trong tay cấp tốc, thật nhanh nặn ra nào đó ấn quyết, nhất thời phong vân đại tác phẩm, một làm người ta khó có thể tin dày nặng khí tức tự đại dưới đất trào động, tràn ngập, bao phủ giữa không trung, bất ngờ tạo thành một đầu trườn xoay quanh mấy thước thổ hoàng sắc đại xà. T. Thổ hoàng sắc đại xà vung lên lành lạnh đầu hướng thiên gào thét một tiếng, chợt một loại làm người ta kinh hãi uy thế dung chuyển ra, thân thể cao lớn khẽ động, cùng bẻ gãy nghiền nát tập kích tới nhận quang ngạnh hám cùng một chỗ, trong sát na bạo phát ra. Ít nhất, ảnh hưởng đến chu vi hơn 10 mét sóng xung kích. Rất hiển nhiên loại này có thể nói quỷ dị cùng rung động giao thủ phương thức không thể nghi ngờ sẽ khiến ở đây đối đãi đều cảm giác kinh hãi, cảm giác được mộng ảo. Thậm chí ngay cả Đao Phong xét bản thân lúc này đều có chút sợ ngây người, thậm chí hốt hoảng. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Đông Phương tiểu tử trong tay cổ quái gì xét loang lổ gương đồng, cư nhiên thật có thể đủ cùng hắn nắm giữ vinh quang sách đánh đồng, lẫn nhau tranh phong. Hơn nữa cái này còn chưa phải là tối trọng yếu là Trần Phi về trong tay gương đồng nắm giữ, xa xa nếu so với hắn thành thạo nhiều lắm. Phốc suy, phốc suy. Phốc suy. Vì vậy hắn nhịn không được sao sắc mặt điên cuồng thôi động trong tay thánh vật,
cường thịnh, mênh mông quang mang lực cuồn cuộn không ngừng xuất hiện, mang tất cả hướng Trần Phi, nhất thời khu vực chấn động trình độ làm người ta kinh hãi. Vô số đá vụn biến thành bột phấn, trên mặt đất cũng từ từ bắt đầu ra nẻ cùng với ầm ầm sụp đổ lên. Phốc suy, Trần Phi tự nhiên cũng thừa bị khó có thể tưởng tượng trọng áp, trong miệng tiên huyết phảng phất là không lấy tiền vậy phun ra. Thế nhưng, nụ cười trên mặt hắn lại càng phát ra trở nên nồng nặc lên. Có thể ta có thể chống đỡ đến ngươi sức cùng lực kiệt một khắc kia. Đến lúc đó, ta tự thuận lý thành chương thắng, ngươi nói đúng không? Tôn kính đao phong xét các hạ. Ngay đao phong xét cặp kia từ từ co rút lại già nua trong con ngươi, Trần Phi đột nhiên híp mắt nở nụ cười, cười đến làm cho phát lạnh, làm cho cả người chỉ không ngừng run rẩy. Hắn cư nhiên. Thực sự. Rất hiển nhiên một trận chiến này phát triển đã hoàn toàn vượt quá mọi người tại đây đoán rằng, vô luận là tinh hồng chi nha còn sót lại những sát thủ kia, hay là cả người là thương S cấp phong hệ dị năng ma pháp sư Amodic, thậm chí tu vi thực lực đã đạt đến tới tiên thiên trung kỳ Diêm La, lúc này đều yểm không lấn át được trong con người sâu đậm rung động cùng với kinh dị. Dù sao, đao phong xét đây chính là được khen là thế giới hắc ám sát thủ giới bài danh trước ba truyền kỳ nhân, trong tay nhiễm cường giả tiên huyết cũng không biết có bao nhiêu. Thậm chí còn kiềm giữ vinh quang trang sách cái loại này thánh vật, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại bị Trần Phi như vậy một cái hơn 20 tuổi đông phương tiểu tử đẩy vào tuyệt cốc, thậm chí còn rất hiếm thấy lộ ra hoảng loạn tư thái, chứ nói bọn họ không thể tin được, bởi vì xác xác thật thật không thể tin được. Thế mà sự thực lại cứ như vậy bày tại bọn hắn trước mắt, không phải do bọn họ miên man suy nghĩ. Có thể, hắn thật có thể đủ đánh bại hắn. Dù là Diêm La lúc này cũng không nhìn được sâu đậm nhìn trong chiến trường đạo kia làm hắn cảm thấy giật mình tuổi còn trẻ thân ảnh, nội tâm có dũng khí không nói được phức tạp cùng lay động. Dù sao, nếu là Trần Phi thật có thể đủ chiến thắng đao phong xét cái loại này tên, đây chẳng phải là cũng có tư cách cùng hắn chạy song song với. Nhưng vấn đề là, tiểu tử kia hiện tại mới bây lớn. Chẳng lẽ thật đúng là một cái nhỏ quái vật sao? Chống được ta sức cùng lực kiệt. Mà mọi người ở đây đều cảm thấy không gì sánh được giật mình thời gian, chiến trường nội, đao phong sách tự lẩm bẩm, cặp kia già nua, nhuốm máu gương mặt lại đột nhiên nhấc lên lau một cái âm trầm cười nhạt. Hắn chợt ngẩng đầu, nhìn phía Trần Phi, nói có thể, ngươi cũng không nên như vậy xem ta. Xem ngươi, xin lỗi, ta cũng không giống như không có. Chỉ là, lẽ nào ngươi còn có cái gì chưa vận dụng con bài chưa lật sao? Nếu là có, không ngại toàn bộ dùng đến. Dù thế nào ngày hôm nay chúng ta cũng là không chết không ngớt, không phải sao? Nghe vậy Trần Phi con ngươi hơi lóe lên, nói. Hắn chẳng bao giờ chút nào xem lúc này đứng ở trước mặt hắn vị này được khen là truyền kỳ sát thủ lão gia này, nếu không hắn không thể sống đến bây giờ. Con bài chưa lật ta đến đúng là đã không có, bất quá, liều mạng thủ đoạn ta còn giống như thừa lại một cái. Có thể nhưng vào lúc này, đao phong kia sách âm xâm xâm nở nụ cười. Toàn thân chợt toát ra làm người ta sởn tóc gáy, thậm chí con ngươi hơi co lại kinh hãi khí tức. Hắn chết chết nhìn chằm chằm đã có một ít biến sắc Trần Phi tàn nhẫn cười, thanh âm trở nên run rẩy lên có thể ngay từ đầu ta tự sai lầm rồi, không cần thiết để cái loại này phế vật cùng ngươi loại này quỷ dị người Đông Phương dở mặt. Nga, không thể không nói, các ngươi người Đông Phương thực sự rất thay đổi tai. Bất quá bây giờ nói cái gì đã chậm, hôm nay, không phải là ngươi chết chính là ta vong. Ngươi, mà đang ở hắn vừa dứt lời, từ phía sau hắn chợt hiện ra một luồng sợi hắc sắc khí lưu, điên cuồng xoay tròn, sao động, sau đó quấn đan vào khi hắn sau đầu cư nhiên tạo thành một loại hắc động vậy đáng sợ vật thể. Nhất thời Trần Phi theo tầm mắt dịch chuyển đi qua ánh mắt thay đổi, trong lòng một trận. Có thể để cho ta bỏ qua rơi tính mệnh mang ngươi cùng đi gặp Thượng Đế, hoặc là, cái này đã coi như là rất vinh hạnh. Người Đông Phương, ngươi cảm thấy thế nào? Đao phong kia xét quỷ dị, lạnh lạnh cười cười, sau đó già nua khuôn mặt cư nhiên mạnh vặn vẹo, hắc động kia bị hắn ngưng tụ ở trong tay, lại cứng rắn hướng về trong tay vinh quang trang sách trong đè xuống. Oanh! Nhất thời làm người sởn tóc gáy hắc ám cùng quang minh đan vào xuất hiện ở, Amodic đám người thậm chí sợ đến chạy trối chết. Mẹ, Thượng Đế, đây tột cùng là cái gì? Chạy mau, rất hiển nhiên bọn họ đã không dám tiếp tục lại ở lại loại địa phương này, bởi vì... Bọn họ vĩ đại truyền kỳ sát thủ vương đao phong xét các hạ tựa hồ đã nổi điên, một màn vô cùng rung động làm bọn hắn trái tim co quắp. Trần Phi đi mau, lão già kia nổi điên,
Ngay cả Diêm La lúc này cũng không nhìn được bỗng nhiên biến sắc, hướng về Trần Phi sở sừng sững phương hướng hét lớn một tiếng, vẻ mặt vẻ lo lắng. Bởi vì lấy thực lực của hắn đương nhiên có thể cảm giác được, Đao Phong Sách lão già kia đúng là điên rồi, dĩ nhiên đem trong cơ thể mình dị năng bảo tinh thiêu đốt nổ banh, chảy ra tối lực lượng khổng lồ quán chú tiến nhập quang minh thánh khí vinh quang trang sách. Cứ như vậy, Trần Phi cổ quái gương đồng là tuyệt đối không có khả năng địch trôi qua. Bởi vì sau trận chiến này, vô luận thắng bại, lão già kia sợ rằng đều đã không cứu. Cái này hoàn toàn là dùng tánh mạng hiến tế đi ra ngoài lực lượng, ai dám không sợ. Thế mà Trần Phi lại cư nhiên không có tuyển trạch lui về phía sau, vẻn vẹn chỉ là mặt không thay đổi dừng lại ở tại chỗ. Khiến Đao Phong kia xét cũng hơi có chút sợ run. Người cư nhiên không chạy, hắn âm xâm xâm nói. Chạy, ta tại sao muốn chạy? Nghe vậy Trần Phi khóe miệng hơi ôm lấy, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, cười nhạt nói lực lượng của ngươi đều đã đem ta khóa được, ta có chạy hay không, có cái gì khác nhau sao? Nguyên lai kinh khủng kia quang ám đan vào đã hoàn toàn đem hắn khóa được, vì vậy chạy. Căn bản không có cần phải, cũng căn bản không có ý nghĩa. Xem ra ngươi đến bây giờ đều vẫn là rất thanh tỉnh, thật là làm cho người cảm thán a. Dường như quái vật vậy người Đông Phương, bất quá. Ngươi có thể cho hắn cùng tiến lên. Đao Phong Sách cảm thán vậy lắc đầu, lại bỗng nhiên đưa ngón tay ra, chiến nguy chỉ hướng đang do dự có muốn hay không tiến lên đây Diêm La. Ngươi là muốn hai chúng ta đều một lưới bắt hết sao? Dùng ngươi cái này bạo phát sinh mạng một kích tối hậu. Thế mà Trần Phi nhưng thật giống như khám phá ý đồ của hắn, tự tiếu phi tiếu câu dẫn ra khóe miệng, nhìn hắn cười nhạt nói. Ngươi, nghe nói như thế. Dù là Đao Phong Sách trên mặt nhuộm nụ cười máu cũng không nhìn được hơi trệ trệ, sau đó chậm rãi lộ ra lau một cái vẻ lo lắng cùng lạnh lẽo dáng tươi cười, lạnh giọng nói trên thực tế, ta cũng không thích ngươi loại này óc từ thông minh thanh niên nhân. Nhất là giống như bây giờ, xuyên qua ta lời muốn nói. Trần Phi đi mau. Diêm La lại nhìn không được ở phía xa hô to, thậm chí hơi có muốn tới gần đến, mạnh mẽ đem Trần Phi mang đi ý đồ. Sư thúc, đừng tới đây. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi nhàn nhạt quát lạnh thanh nhưng ở hắn bên tai chợt vang lên, thái độ cực kỳ kiên quyết đây là ta mình chọn chiến đấu, ta phải hoàn thành hắn. Đây là ta thân là một gã tôn nghiêm của võ giả, vì vậy Diêm sư thúc, thỉnh ngươi bây giờ ngay tức khắc lui về phía sau. Thế nhưng, nghe được Trần Phi nói Diêm La nhịn không được có chút thở hổn hển lên, tôn nghiêm. Cái gì gọi là tôn nghiêm? Sống sót mới là tôn nghiêm. Không có thể như vậy giống như bây giờ chịu chết. Yên tâm đi, Diêm sư thúc, hắn có liều mạng thủ đoạn, chẳng lẽ ta sẽ không có áp đáy hòm thủ đoạn. Rồi hãy nói, ta hiện tại hình như hẳn là lại cảm tạ hắn đi, tôn kính Đao Phong Sách các hạ, đa tạ ngươi lại nhường càng gần một bước. Ngay tại lúc sau một khắc Trần Phi cười nhạt chính là lời nói chợt vang lên, khiến ở đây tất cả mọi người nhìn không được bỗng nhiên biến sắc. Tiểu tử, ngươi có ý tứ. Đao Phong Sách nhìn không được xâm xâm nhìn Trần Phi, chất vấn. Có ý tứ. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng hơi cong lại, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi tinh mang chợt lóe lên, chợt từ trong cơ thể hắn dĩ nhiên làm người ta khó có thể tin liên tục không ngừng lướt qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đạo, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm kiếm. Không nghĩ tới ta cư nhiên có thể xuất trước một bước ngưng tụ ra 9 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí, đây. Tương đương với luyện khí ngũ trọng đi, cảm thụ được trong cơ thể dâng trào ra nóng, sắc bén lực, Trần Phi hơi nắm giữ 5 ngón tay, cảm khái vạn phần nói. Căn cứ Tam Dương kiếm điển tường thuật tóm lược suy luận, nếu là có thể ngưng tụ ra 36 chuôi Tam Dương chân hỏa kiếm khí, vậy liền đủ để trở thành luyện khí ngũ trọng cảnh giới này vô địch tồn tại, thậm chí ngay cả hơi yếu một ít luyện khí lục trọng, ở kỳ trước mặt cũng phải tránh phong mang, vòng quanh đi. Mà 9 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí mặc dù không hơn thuật kinh khủng như vậy, nhưng tương đương với luyện khí ngũ trọng cũng đã là không thể hoài nghi. Không nghĩ tới ở đối phương loại này tuyệt vọng cao áp dưới, hắn lại có thể đưa tử địa sau đó sinh, phá tan gông cùng xiềng xích, tiến hơn một bước. Quả thực làm người ta không gì sánh được phấn chấn cùng kinh hỉ. Tôn kính Đao Phong Sách các hạ, có thể ta thực sự hẳn là cảm tạ ngươi. Nếu là không có lời của ngươi. Ta không có khả năng nhanh như vậy bước vào hiện ở cảnh giới này. Trần Phi nụ cười trên mặt rất quỷ dị, cũng để cho Đao Phong Sách cảm giác có chút ra đầu tê tê. Rất hiển nhiên, hắn tuy rằng trước đã lĩnh giáo đến rồi Trần Phi đáng sợ tiến bộ thiên phú,
có thể nhường cho hắn có chút mất lý trí chuyện, không nghĩ tới, tại đây loại tuyệt vọng dưới áp lực, đối phương cư nhiên không phải là dẫn đầu tan vỡ, mà là nhằm vào phá gông cùng xiềng xích, tiến hơn một bước. Điều này làm cho hắn chân thực có chút khó có thể tiếp thu, cùng với khuôn mặt cũng dần dần vặn vẹo. Nhìn xoay quanh ở Trần Phi chung quanh chín chuôi hừng hực thiêu đốt phiêm kiếm, được khen là truyền kỳ sát thủ đao phong xét, rốt cục ở sâu trong nội tâm, còn là dâng lên lau một cái theo bản năng sợ hãi. Ngu xuẩn người Đông Phương, đều đã thiêu đốt sinh mệnh. Người nghĩ như vậy vẫn có thể nhượng tim ta linh động dung sao? Đừng quá ngây thơ rồi, cho ta đi tìm chết đi. Bất quá sau cùng, hắn vẫn sắc mặt dữ tợn gầm thét một tiếng, cầm trong tay đã bị hắc ám, quang minh đan vào quấn vinh quang trang sách thật cao dơ lên. Bởi vì, hắn đã không thể lui được nữa. Răng rắc. Nhất thời một có thể nói sợ hãi hắc ám, quang minh khí tức dâng lên, coi như là Diêm La cũng không nhịn được cầm quải trượng khô gầy kịch liệt lay động. Thậm chí sau đó một khắc, hắn bên tai còn nghe được một tiếng vỡ vụn, không phải tới từ ở cái khác, chính là tới từ ở đến vinh quang sách năm đại trang chương một trong. Vinh quang trang sách cư nhiên đều nứt ra rồi. Diêm La nhịn không được hơi há to mồm, già nua con ngươi hiện ra lau một cái vẻ cây ết yêu ta sợ. Bởi vì hắn biết rõ, cái này ý vị như thế nào, cổ năng lượng này có đáng sợ dường nào. Giống, tiểu ly xà kiếm trận. Có thể nhưng vào lúc này, ở đáng sợ kia hắc ám cùng quang minh đan vào màn sáng dưới, một đạo không cách nào che giấu gào thét cùng với phóng lên cao nóng nhiệt lượng, lại giống như hỏa diễm phun trào vậy, chấn động chí cực vang vọng vân vô ích lên. Nhất thời vô luận là đao phong kia xét hay hoặc là Diêm La đều có chút đôi mắt co rút lại lên. Bởi vì đang lúc bọn hắn phạm vi nhìn bên trong, một luồng sợi không biết khi nào bố trí đi diễm quang cư nhiên chợt dâng lên, ở lấy chín chuôi ba mắt chân hỏa kiếm khí làm thả ra nguyên dưới trạng thái, điên cuồng ngưng tụ, điên cuồng bao phủ, sau đó lại càng phạm vi lớn nội đem quang minh cùng hắc ám đan vào cuộn sóng bao phủ lên. Sau đó, ít nhất, có một cái đủ để siết chết voi bàng nhiên hỏa diễm cự xà ra bọn hắn bây giờ trong tầm nhìn, ngửa mặt lên trời giống. Thậm chí bỗng nhiên nhảy vào tới giữa không trung, một khó có thể tin uy áp bao phủ ra. Sau đó, hung hăng rơi xuống. U long. Cái này hoàn toàn là bẻ gãy nghiền nát vậy làm người ta rung động một màn, ngay cả Diêm La cái loại này chân chính tiên thiên trung kỳ cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn, phía sau lưng cùng cổ gian từ từ có một tia hàn khí đang điên cuồng ra bên ngoài mạo. Bởi vì hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, cũng không cách nào tưởng tượng. Trần Phi thủ đoạn cư nhiên như thế quỷ dị, cũng như vậy làm cho. Cái này chân thực quá kinh người. Cái này tuy rằng không là một loại gần như ở nghiền ép lực lượng, thậm chí thoạt nhìn hơi chút còn yếu ở đối phương quang minh cùng bóng tối đan vào, thế nhưng, cái này lại đã đủ rồi. Bởi vì Trần Phi kỳ thực cũng không cần đem cái loại này tế điện sinh mạng một kích triệt để cưỡng chế đi. Vậy không quá khả năng, cũng không quá hiện thực. Phốc suy. Sau cùng. Khắp bầu trời nóng nhiệt năng cùng với quái vật lớn hỏa diễm cự xà một chút bị hắc ám cùng quang minh đan vào lực lượng hủy diệt. Thế nhưng, người sau lưu lại lực lượng lại cũng đã quá nhỏ yếu đi, không đủ để đúng Trần Phi tạo thành dù cho chút nào uy hát iota. Mà đao phong kia xét ở nhìn thấy một màn này, rốt cục nhãn thần ảm ám, mạnh già nua thân thể run lên, hé miệng từng ngốn tiên huyết bị phun ra. Theo cả người hắn liền bắt đầu về phía sau khuynh ngã xuống, sau cùng phịch một tiếng. Đập rơi thứ nhất một ít bụi bặm cùng bụi mù, cái khác tựu đều tất cả tiêu tán ở không. Chết! Mà ở nhìn thấy một màn này, Diêm La nhịn không được lấy tay hung hăng xoa xoa mình lão mắt. Một luồng nồng nặc chấn động cùng tim đập nhanh thoáng qua gian liền xông lên trong đầu của hắn, thật lâu không cách nào tiêu tán ra. Chết! Thật đã chết rồi! Vĩ đại truyền kỳ sát thủ Vương Đao Phong xét các hạ, hắn cư nhiên thật đã chết rồi! Đến mức đã chạy trốn càng xa xa ma pháp sư Modic càng mắt đều xem ngây người, toàn thân bao phủ khó có thể đè xuống hai ức, và đang run rẩy, con người điên cuồng run run. Bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng, cũng không thể nào tin nổi, trong mắt hắn quả thực vô địch truyền kỳ sát thủ Vương, bọn họ tinh hồng chi nha đáng sợ nhất tử thần đao phong xét các hạ cư nhiên thực sự thất bại, nhưng lại nỗ lực sinh mạng đại giới. Cái này tại sao có thể nhượng hắn tiếp thu? Thiên địa bỗng nhiên liền yên tĩnh lại, tĩnh mịch một mảnh, chỉ có thật nhỏ hòn đá cuộn cùng với cuồng phong gào thét thanh âm. Dù sao một trận chiến này chân thực quá mức chấn động, nhất là sau cùng kết cục, càng làm bọn hắn ở đây tất cả mọi người điệt phá kính mắt.
vĩ đại truyền kỳ sát thủ Vương Các Hạ chết, mà Đông Phương tiểu tử, lại cư nhiên thành công còn sống. Cho dù là Diêm La như thế tiên thiên trung kỳ cường giả cũng không nhịn được hơi có chút không nói gì lên, bởi vì hắn biết rõ, đao phong kia xét thực lực tuyệt không so với hắn yếu bao nhiêu, nhưng bây giờ, đối phương lại chết, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng phải là muốn là đổi thành hắn cùng Trần Phi tử chiến một hồi, vậy hắn, chẳng phải là cũng có khả năng bỏ mạng ở cái này. Thắng sao, mà ở nhìn thấy đối phương thân ảnh già nua rốt cục chậm rãi ngã xuống đất, mất đi tiếng động sau, Trần Phi toàn bộ thân thể cũng cảm giác hình như nhanh tán giá vậy, có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười. Một trận chiến này, tựa hồ so với ngày hôm trước khuê núi tuyệt đỉnh một hồi còn được thảm liệt, cũng còn được chấn động. Nhưng đồng dạng, hắn thu hoạch cũng vẫn là có thể dùng giày để hình dung. Dù sao trước hắn ở trên trời khuê phường thị lấy được những dược liệu kia, phối trí mà thành thuốc thiện canh, hôm nay ở trước hắn ngưng tụ ra thứ 8 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí sau, sớm đã hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ. Vì vậy hắn còn cho là mình sẽ đợi lát nữa thật lâu, mới có khả năng đánh vỡ vách ngăn, ngưng tụ ra thứ 9 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí. Dù sao đây chính là đã vượt qua luyện khí tứ trọng một loại khác thiên địa, tính chất hoàn toàn bất đồng. Mà bây giờ, trận này lại cho hắn lớn như vậy kinh hỉ, nhưng hắn tại nơi dạng khổng lồ dưới áp lực thành công hoàn toàn lột xác, ngưng tụ ra thứ 9 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí. Cái này hoàn toàn có thể nói là thực lực tăng vọt. Tam dương kiếm điển bước vào luyện khí ngũ trọng sau lần đầu tiên thủ tú, tiểu ly xà kiếm trận, nhưng thật ra cũng không làm ta thất vọng a. Trần Phi vươn tay đem bản thân vết máu ở khóe miệng trà lau sạch sẽ, cố nén trong cơ thể đau nhức, bàn tay vung lên, lau một cái màu trắng sữa linh quang đưa hắn bao vây lại, sau đó chỉ thấy hắn một bên như vậy nỉ non, một bên bàn ngồi xuống. Tiểu ly xà kiếm trận, chính là tam dương kiếm điển ngưng tụ ra thứ 9 nói tam dương chân hỏa kiếm khí sau, đạo thứ nhất chân chính ý nghĩa trên cường đại bí pháp chiêu số. Nếu không phải cái này vừa lên đến tự đụng với đối phương cái loại này hiến tế sinh mạng thủ đoạn, sợ rằng dành cho hắn trình độ hài lòng còn mãnh liệt hơn. Lớn hơn nữa. Bởi vì loại trình độ đó thế tiến công, chỉ sợ cũng xem như là không diệt được tiên thiên trung kỳ cũng kém cũng không quá xa. Mà điểm này, từ Diêm La vị này chân chính tiên thiên trung kỳ cường giả, lúc này trên mặt còn lưu lại chấn động cùng tim đập nhanh, cũng đủ để nhìn ra mấy phần đại khái. Ngươi không sao chứ? Bất quá người sau cũng hiện tại cũng rốt cục phản ứng lại, nhanh chóng xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, vẻ mặt ngưng túc nói. Bởi vì giờ khắc này Trần Phi cái này dáng vẻ chật vật, trong mắt hắn vẫn còn có chút dọa người. Không vấn đề lớn lao gì, tôi chủ yếu vẫn là có chút thoát lực, thế mà nghe vậy Trần Phi lại chậm rãi lắc đầu, khàn giọng nói. Đợi được buộc chặt thần kinh thư giãn xuống tới, cả người hắn đều tựa hồ có chút mềm xuống, cả người đau đớn muốn chết, vết thương khắp nơi. Tuy nói là không vấn đề lớn lao gì, nhưng cũng còn là thật phiền toái. Vậy là tốt rồi, vậy ngươi bây giờ có muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Nghe vậy Diêm La còn lại là hơi thở dài một hơi, lại hướng về Trần Phi chậm rãi mở miệng nói. Trước không vội, sư thúc, nếu không ngươi hãy đi trước tìm xem, trương trang sách, còn giống như ở bên kia đi. Thế nhưng nghe vậy Trần Phi lại khẽ lắc đầu một cái, đưa ngón tay ra chỉ hướng đao phong sách thi thể ngã xuống khu vực. Mà lời của hắn, cũng để cho Diêm La bỗng nhiên con ngươi sáng ngời. Siêu! Nhất thời chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, hoành xẹt qua băng lãnh thi thể ngã xuống khu vực. Chỉ thấy kỳ ở bên kia lục lọi sau một lúc, lại lần nữa về tới Trần Phi trước mặt, tay cầm một chương đã có một ít lờ mờ, thậm chí từ biên giới đã nứt ra rồi một tí tẹo bạch sắc trang giấy có chút đáng tiếc lắc đầu nói đáng tiếc. Quang minh cùng bóng tối dị năng từ trước đến nay đều là đúng lập. Chớ nói chi là lão gia hỏa kia còn là hiến tế tánh mạng của mình, dẫn đến cái này vinh quang trang sách không cách nào thừa thụ, vì vậy có chút hỏng mất. Vinh quang trang sách, sư thúc người biết thứ này tới. Nghe được Diêm La nói Trần Phi không thể đưa không cười cười, chợt có chút ngạc nhiên nói. Ừ, đây là thần thánh giáo duyên giáo hội ba đại một trong những gia tộc vâng đẳng gia tộc quang minh thánh khí, vinh quang sách trong đó một tờ. Có người nói quyển sách này cùng sở hữu 5 trang. Nếu là tụ tập cùng một chỗ, có thể bộc phát ra lực lượng đem khó có thể tin. Diêm La có chút thất thần giải thích nói. Vinh quang sách, vinh quang trang sách, chắc là tương tự với tổ hợp pháp khí một loại đi. Cũng không biết quyển sách kia trạng thái toàn thịnh dưới, có thể đi đến trình độ nào. Trung giai pháp khí,
Nghe vậy Trần Phi trong lòng không nhịn được nói thầm. Vẻn vẹn chỉ là trong đó một tờ, đều cư nhiên có thể cùng hắn tốn hao đại đại giới làm ra huyền thạch kính càng đấu khó phân thắng bại, nếu là hoàn toàn thể, khẳng định sẽ cường đại hơn kinh người đi. Bất quá tuy nói cái này vinh quang trang sách đã tiếp cận nửa hủy trạng thái, nhưng ngươi một trận chiến này, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Có thể nhưng vào lúc này, Diêm La lại đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, vươn tay ra lòng bàn tay một quán, lau một cái xà đảm lớn nhỏ hắc ám thâm thúy vật thể, chính như tinh vân đấu chuyển vậy, lẳng lặng hiện lên ở trên đó. Đây là, Trần Phi nhất thời bị hắc sắc tinh vân sở hấp dẫn, nhịn không được vô ý thức Liota môi một cái, nói. Dị năng bảo tinh, mà đang ở tiếp, Diêm La há mồm phun ra cái kia hắn đã mơ hồ đoán được đáp án. Không sai, đồ chơi này không phải là cái gì khác, chính là dị năng trong truyền thuyết bảo tinh. Lúc đầu lấy lão gia hỏa kia dị năng đẳng cấp, coi như muốn ngưng tụ ra SS cấp dị năng bảo tinh, cũng không phải là không có khả năng. Bất quá cái này dù sao không phải là dưới trạng thái bình thường ngưng tụ thủ đoạn, lại nói tiếp, coi như là tiểu tử ngươi vận khí không tệ, khi hắn triệt để đem hiến tế thiêu đốt trước liền đem người lôi chết. Dù là Diêm La cũng không nhịn được hơi cảm thán nói. Dù sao loại này vận khí, không có thể như vậy lúc nào đều có thể đủ tùy tùy tiện tiện đụng phải. Đây quả thật là quá may mắn một ít. Thật đúng là dị năng bảo tinh. T, như vậy khỏa dị năng bảo tinh bây giờ là đẳng cấp gì? S cấp, A cộng cấp. Nghe vậy Trần Phi nhìn không được nhe răng tuét miệng kích động. Bởi vì, này đồ chơi tuy nói đối với hắn đã không có gì lực hấp dẫn, thế nhưng, hắn nhưng có thể lấy về cho kẻ dối trá tiểu tử kia dùng A. Vô luận là S cấp. Hay là A cộng cấp, hình như đều đã đủ rồi. Vì vậy hắn mới có thể hưng phấn như thế. Dù sao hắn cũng không muốn vi phạm mình làm sơ chính mồm cho huynh đệ mình hứa hẹn. Mà bây giờ, rốt cục có cơ hội nhượng hắn được như nguyện. Miễn miễn cường cường vẫn có thể cũng coi là S cấp đi. Nếu là vận khí tốt, có thể tạo ra được một cái S cấp hắc ám dị năng giả. Người tựa hồ đã muốn tốt cho ai dùng, mà ở nhìn thấy Trần Phi bộ dáng như vậy. Diêm La hé mắt, nhìn không được vô ý thức già nua con ngươi xẹt qua một tia vẻ kinh dị nói. Nguyên bản, hắn vốn còn muốn cùng Trần Phi đem viên này S cấp hắc ám dị năng bảo tinh muốn đi qua, giao phó cho một cái vẫn đi theo dưới tay hắn mấy thập niên trung thành thuộc hạ sử dụng. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Trần Phi cái này có chút hơi không hợp với lẽ thường kích động dáng dấp, nhất thời trong lòng có tính toán. Thoạt nhìn. Tiểu tử này trong lòng tựa hồ đã có hợp sử dụng khối này S cấp hắc ám dị năng bảo tinh thí sinh. Muốn là như thế này, hắn tự nhiên bất tiện ra lại miệng muốn, tự nhiên trong lòng cho tới bây giờ cũng không có cái loại này ý niệm trong đầu. Ta có cái hảo huynh đệ, hắn vẫn muốn kiến thức một chút thế giới của chúng ta, bất quá hắn cũng đã bỏ lỡ điều kiện tốt nhất tập võ thời gian, vì vậy ta đã đáp ứng hắn, sẽ làm hắn có cơ hội trở thành một danh dị năng giả. Trần Phi cười giải thích. Nếu là kẻ dối trá tiểu tử kia thật có thể trở thành một gã S cấp dị năng giả, vậy hắn hứa hẹn, cũng liền cuối cùng cũng được như nguyện. Là thế này phải không? Vậy được rồi, hiện tại ngươi có thể mau nhanh khôi phục một chút, sau chúng ta nhanh lên ly khai cái này. Nghe vậy Diêm La khẽ gật đầu, lại nói. Ừ, nghe thế Trần Phi đương nhiên cũng không có lại trễ nghi, mà là lẳng lặng nhắm mắt lại vận công khôi phục. Đủ 5-6 phút sau. Trên người hắn này kích thước dữ tợn vết thương đã không ở hướng ra phía ngoài sấm máu, thẳng đến như vậy hắn mới chậm rãi mở mắt, cùng Diêm La cộng đồng ly khai khu vực này. Đến mức tinh hồng chi nha, đều đã hủy diệt, không phải sao? Vatican thần thánh giáo duyên giáo hội, nơi này chính là thế giới lớn nhất thượng đế dập đầu nơi, đồng thời cũng là vô số cuồng nhiệt giáo đổ trong lòng không gì sánh được thần thánh khởi nguyên chỗ, mà ở cái này trong, từ lấy quang minh ba đại gia tộc thực lực khổng lồ nhất. Một trong số đó đó là Vâng Đẳng gia tộc. Chẳng bao lâu sau, Vâng Đẳng gia tộc cường đại đến đều là quang minh ba đại gia tộc thứ hai hai nhà đều phải cúi đầu, né tránh kỳ phong, là từ trước tới nay thần thánh giáo duyên giáo hội cường thịnh nhất gia tộc, được khen là tối tiếp cận thượng đế vinh quang tồn tại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bởi vì hơn 10 năm trước Vâng Đẳng đại đế qua đời, cộng thêm một hồi không cho người ngoài biết biến cố, dẫn đến kỳ từ bắt đầu suy bại lên. Không còn nữa năm đó thanh uy. Nhưng dù vậy, thân là thần thánh giáo duyên giáo hội quang minh ba đại một trong những gia tộc Vâng Đẳng gia tộc, kỳ nội tình, thanh uy, thực lực cũng còn là không thể hoài nghi. Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, của cải dư âm,
vì vậy hôm nay cũng mặc cho nhưng mà xưng là toàn cầu đứng đầu nhất gia tộc, một trong những thế lực, vưu còn hơn tinh hồng chi nha loại này nhất lưu. Mà đang ở hôm nay, cần gia tộc ta cấm địa đột nhiên có một vị tóc trắng xóa tóc vàng mắt xanh lão nhân vô cùng kích động từ trong đi ra, trực tiếp đi tới nhất kiện trang nghiêm túc mục vâng đẳng gia tộc cổ bảo đài cao nội. Một vị nửa mù một con mắt 40-50 tuổi áo giáp trung niên nhân chính ở trong đó tắm thánh quang. Trung niên nhân kia thoạt nhìn rất người cao mã đại, nhắc nhở thoạt nhìn cũng thập phần khôi ngô, nhưng tối đáng chú ý hay là hắn bên trái khóe mắt trên khối kia giữ tợn chí cực vết sẹo, từ trên đi xuống, thoạt nhìn đều giống như là đem toàn bộ vỡ ra. Mà khi người này nhìn thấy vị lão giả kia xuất hiện lúc, rất hiển nhiên sửng sốt một chút, chợt ngay tức khắc đưa tay đặt ở ngực, làm ra một loại từ xưa thần thánh giáo duyên giáo hội lễ nghi, thần sắc trang trọng nói tây bỏ vào trưởng lão. Ngài thế nào đi ra? Tây bỏ vào vâng đẳng, chính là hơn 10 năm trước vâng đẳng gia tộc vĩ đại nhất thiên tài một trong, hôm nay càng là bọn hắn thần thánh giáo duyên giáo hội chín đại đại chủ giáo một trong, gần với Hồng Y đại giáo chủ. Nhân vật như vậy, tự nhiên liên hắn cái này hôm nay vâng đẳng gia tộc tộc trưởng cũng không dám xem thường làm càn. Nước ngang nhiều, thánh khí có động tĩnh. Bất quá vị kia tóc trắng xóa tây bỏ vào trưởng lão kế tiếp một câu nói, lại khiến độc nhãn trung niên nam tử đức ngang nhiều sắc mặt mạnh run lên, vẻ mặt bất khả tư nghị cùng kinh động nói cái gì. Tây bỏ vào trưởng lão, người nói thánh khí, chẳng lẽ là, hắn rõ ràng có chút không dám tin tưởng đây là thật. Thánh khí nó thật sự có phản ứng. Nguyên lai ngay hơn 10 năm trước, bọn họ vâng đẳng gia tộc vĩ đại nhất vương vâng đăng đại đế thọ chung qua đời sau. Gia tộc bọn họ từng xảy ra một hồi dồn khiến cho bọn hắn từ từ đi hướng suy bại, ảnh hưởng sâu xa đại động loạn. Ở lúc đó không chỉ có bọn họ vâng đẳng gia tộc đông đảo trưởng lão, hộ vệ người lục tục lọt vào ám sát, thậm chí ngay cả vinh quang sách đều bị thất lạc một tờ. Đây mới là bọn họ vâng đẳng gia tộc chân chính đi hướng thung lũng nguyên do. Dù sao tàn nhẫn cùng hoàn chỉnh hình thái thánh khí, hoàn toàn tự là hai chuyện khác nhau. Kỳ uy năng hoàn toàn không thể tiếng Nhật. Mà bây giờ, bọn họ vâng đẳng gia tộc đủ nhân gian trưng phát rồi hơn 10 năm vinh quang sách trang thứ nhất, rốt cục lại lần nữa xuất hiện ở. Hắn há có thể không kích động. Vinh quang sách tiêu thất tròn hơn 10 năm, rốt cục lại xuất hiện lần nữa. Nước ngang nhiều, người bây giờ ngay tức khắc thả tay xuống trong sở hữu chuyện, theo ta đi Italia. Rất hiển nhiên tây bỏ vào trưởng lão cũng là như vậy, con người sâu đậm than nhẹ nói. Mà đang ở vâng đẳng gia tộc bắt đầu hành động. Italia phía chính phủ tựa hồ cũng đột nhiên phát hiện dãy núi ép đại liệt cốc phát sinh tất cả. Có chừng hơn 10 gần trăm người ngã trong vũng máu, tiên máu chảy đầm đìa, huyết nhục không rõ. Thậm chí còn có người bị đốt thành cho bụi. Loại sự tình này mà nếu là phương ở người bình thường trong mắt, tất nhiên là này thủ đoạn độc ác, không hề nhân tính hung thủ phạm vào cực kỳ bi thảm đại án. Có thể rất hiển nhiên Italia phía chính phủ cũng không nghĩ như vậy. Bởi vì bọn họ thế nhưng biết này chết tên đến tột cùng là ai. Đây chính là bọn họ Italia khổng lồ nhất tổ chức sát thủ tinh hồng chi nha tổ chức thành viên. Coi như là phóng nhãn thế giới hắc ám sát thủ giới, đó cũng là danh chính ngôn thuận xếp hàng vị thứ tư khủng bố tổ chức. Nhưng còn bây giờ thì sao, những tên kia cư nhiên bị người trong một đêm bưng hang ổ, thậm chí ngay cả vị kia được khen là truyền kỳ cấp bậc lão sát thủ, đều cư nhiên thi thể cũng xuất hiện nơi ấy. Đây quả thực xưng là kinh khủng đại sự món, khiến Italia phía chính phủ đều cảm giác có chút da đầu tê dại. Đến mức cái khác này ở hắc ám địa giới mà kiếm cơm, nhất là Italia hắc bang, tổ chức sát thủ, càng một đám nhận được tin tức sau thiếu chút nữa không có bị hù chết, lại có người có thể trong một đêm đem tinh hồng chi nha cái loại này tổ chức sát thủ đều cho tận diệt. Đây quả thực để cho bọn họ khó có thể tiếp nhận đồng thời, cũng bắt đầu thần hồn nát thần tính lên. Dù sao thế lực thần bí hoặc thần bí nhân, có bản lĩnh trong một đêm đem tinh hồng chi nha đều cho bưng, tất nhiên bọn họ những này so ra kém người sau đại tiểu gia tộc, tổ chức liền càng một bữa ăn sáng. Để lý do an toàn, thậm chí có hai tam gia Italia cảnh nội mafia gia tộc cùng với chủ quản lý loại nhỏ tổ chức sát thủ, đều tuyên bố sắp tới nội đình chỉ tất cả giao lưu hoạt động hoặc nhiệm vụ. Chuẩn bị lão lão thật thật yên tĩnh một đoạn thời gian. Sợ mình bao lên tinh hồng chi nha dập khuôn theo. Đi lên không đường về, bị người ngập đầu. Mà đang ở loại này đè nén bầu không khí dưới, Italia La Mã, Brett gia tộc, tọa đứng vững ở cổ bảo nội tháp cao trong, vị kia được xưng là Brett Tam Thế Chu Nho Bạch Nhân chính vẻ mặt ngây người đứng ở lão Brett trước mặt, thần sắc có chút khoa trương.
Ngươi là nói, Tinh Hồng Chi Nha thật bị Đông Phương tiểu tử cho bưng. Hắn như vậy ngẩn hồi lâu, rốt cục nhịn không được ngẩng đầu nhìn phía chính đứng ở trước mặt mình, sắc mặt đồng dạng thập phần quỷ dị cùng phức tạp lão Brett, lắp bắp nói. Rất hiển nhiên, loại này kết cục là hắn hoàn toàn không thể tưởng đến. Dù sao phải biết rằng, đây chính là Tinh Hồng Chi Nha A. Bọn họ Italia thậm chí toàn cầu đều thuộc về đứng đầu khủng bố tổ chức sát thủ, chớ nói chi là tại nơi trong, còn có cái kia được khen là truyền kỳ lão già kia tự mình ngồi trần, liền hắn cái này đại công tước cấp bậc Brett tam thế đều kiêng kỵ vạn phần, không dám nhẹ lau kỳ anh phong. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn cư nhiên nghe được cái gì? Tinh Hồng Chi Nha thật bị tiểu tử kia cho bưng. Ừ, tôn kính Brett tam thế, nếu chúng ta lưỡng đều không lại nằm mơ nói. Sẽ không có sai. Tinh Hồng Chi Nha đã không tồn tại nữa, hơn nữa, người của chúng ta tại nơi khu vực phát hiện vị kia. Thi thể, lão Brett sắc mặt ngưng trọng tự lẩm bẩm. Vị kia, Brett tam thế ra mặt tử vừa kéo, vô ý thức hỏi ngược lại. Đao, phong rách, nghe vậy lão Brett trầm mặc hồi lâu, rốt cục dừng một chút, nói. Đáng chết. Nghe thế Brett tam thế nhịn không được mộng chửi ầm lên một tiếng. Nhưng lại vô ý thức đưa tay sờ sờ trên cổ sẹo, không hiểu cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người. Tôn kính Brett tam thế các hạ, chúng ta bây giờ ứng với. Lão Brett quả thực chính muốn mở miệng, lại đột nhiên giật mình. Bởi vì hắn đặt ở bên hông điện thoại đột nhiên ông vang lên. Hắn cau mày đưa điện thoại di động lấy ra nữa nhìn một chút, lại phát hiện dĩ nhiên bọn họ Brett gia tộc ám vệ thủ lĩnh đồng ý nhiều đánh tới, mà hắn, trước vừa mới nhìn thấy bản thân đến cổ bảo tháp cao. Nghĩ đến đây hắn vô ý thức chuyển được điện thoại, chậm rãi nói đồng ý nhiều, chuyện gì? Ta hiện tại. Thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, dĩ nhiên đã bị microphone nội đối phương L.I.O.T.A. môi một cái nuốt nước miếng cắt đứt. Bởi vì kỳ sau đó cư nhiên nói như vậy tộc trưởng đại nhân, vị kia Trần Tiên Sinh tới. Vị kia Trần Tiên Sinh, T, đồng ý nhiều, ngươi là nói. Nghe vậy lão Brett đầu tiên là ngẩn người. Sau đó bỗng nhiên cũng hít một hơi khí lạnh, sắc mặt ngưng túc nói. Không sai, chính là vị kia, ta hiện tại đã đem hắn mời vào mở tiệc chiêu đãi phòng khách. Bên đầu điện thoại kia truyền đến thanh âm. Chờ ta hiện tại ngay tức khắc đi qua. Nghe vậy lão Brett không chút do dự giọng nói nhanh chóng nói rằng, sau đó cúp điện thoại, lại đem con ngươi nhìn về Brett tam thế, chậm rãi nói tôn kính Brett tam thế các hạ, vị kia. Tôn kính Trần Tiên Sinh tựa hồ lại tới chúng ta Brett gia tộc. Ngươi xem. Ngươi là nói. Nghe vậy dù là Brett tam thế loại này đại công tước cấp bậc cường giả cũng không nhìn được hơi con ngươi run lên, sau đó trầm mặc nửa ngày, vẫn lắc đầu một cái, nói hắn cũng không biết sự tồn tại của ta, vì vậy ta hay là không đi. Chiêu đãi sự tình tự giao cho ngươi, nhất định phải để cho hắn ở chúng ta Brett gia tộc hưởng thụ được thượng đế vậy đãi ngộ. Ít nhất, cũng muốn nhượng hắn đối với chúng ta sản sinh một chút hào cảm. Ta minh bạch. Nghe vậy lão Brett chậm rãi gật đầu, sau đó cung kính khom người tử, xoay người rời đi. Mà đang ở hắn xoay người sau, hắn lại lần nữa cầm ra điện thoại của mình, bấm bên trong gia tộc đại quản gia Tây Lợi Á điện thoại. Tôn kính tộc trưởng đại nhân, xin hỏi ngài có cái gì phân phó? Một lát sau, microphone nội truyền đến kính cẩn cực kỳ thanh âm. Tây Lợi Á. Lão Brett nghe vậy dừng một chút, chợt chậm rãi nói người bây giờ lập tức chuẩn bị một chút, ta cần một hồi tối cao quy cách, tối cao đẳng cấp, tầng cao nhất tiệc tối, dùng để bắt chuyện chúng ta Brett gia tộc tôn kính khách nhân. Ta nghĩ người hẳn là minh bạch ý của ta. Vâng, vâng, tôn kính tộc trưởng đại nhân, người yên tâm, ta sẽ chuẩn bị cho tốt hết thảy. Mà đang nghe lão Brett trong miệng nhiều như vậy cái tối cao, dù là vị kia Brett gia tộc đại quản gia cũng ngây ngẩn cả người. Chợt mạnh khẩn trương, lắp bắp nói. Có thể có tư cách để cho bọn họ Brett gia tộc tôn kính tộc trưởng các hạ, trịnh trọng như vậy mà đợi chính là nhân vật, dùng cái mông nghĩ cũng biết khẳng định địa vị thiên đại. Như vậy, hắn sao dám chậm trễ? Ừ, kể từ bây giờ đến ban đêm còn có 3 giờ lúc. Vì vậy ngươi chỉ có 3 giờ lúc, cứ như vậy, ta treo. Nói, lão Brett cúp điện thoại, sau đó bước nhanh ly khai tòa cổ bảo nội đài cao. Một lát sau. Một thân Italia từ xưa quý tộc trang phục lão Brett gia bọn hắn bây giờ Brett gia tộc đẳng cấp cao nhất đãi khách phòng khách ngoài cửa. Chỉ thấy kỳ hơi thở một hơi thật dài, sau đó mới đẩy cửa ra đi vào. Tôn kính Trần các hạ xin chào, rất vinh hạnh, chúng ta lại gặp mặt.
mà khi hắn đẩy cửa ra sau, chỉ thấy một đạo tuổi còn trẻ thân ảnh chính ngồi ở trong đó mọi cách không trốn nương tựa chơi điện thoại di động. Thấy tình cảnh này, hắn ngay tức khắc mỉm cười nghênh đón. Nga, tôn kính lão Brett các hạ, người có thể rốt cuộc đã tới. Nghe vậy người trẻ tuổi kia nhất thời đứng dậy tự tiếu phi tiếu nói. Hiển nhiên người trẻ tuổi kia không là người khác, chính là vừa làm một đại sự Trần Phi. Xin lỗi, những ngươi ở đây chờ lâu như vậy, thực sự là không có ý tứ. Ta tại đây hướng ngươi dâng lên ta tối thành khẩn áy náy. Nghe vậy lão Brett lập tức đem tay nắm thành quả đấm đặt ở ngực, vẻ mặt xin lỗi nói rằng. Rất hiển nhiên, làm sự kiện kia mà ra sau, hắn có thể không có biện pháp lại đem Trần Phi trở thành là một vị trẻ tuổi đối đãi. Dù sao ngay cả đao phong xét cái loại này truyền kỳ sát thủ đều thua bởi trong tay đối phương, hắn lão Brett coi là cái gì. Nó căng chết rồi cũng liền một cái hấp huyết quỷ công tước mà thôi, cái gì cũng không coi là. Mà đây cũng là đối mặt cường giả lúc, trong lòng mỗi người vô ý thức không cách nào tránh khỏi kính nể. Ta chỉ là chỉ đùa một chút, tôn kính lão Brett các hạ, có thể ngươi không cần khách khí như vậy. Nghe vậy Trần Phi hơi giật mình, chợt khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái mỉm cười nói. Đâu, tôn kính Trần các hạ, ta đã an bài đêm nay sẽ có một hồi long trọng thịnh đại tiệc tối, là vì các hạ ngài triệu khai, đến lúc đó xin các hạ nhất định phải nể mặt tham gia a. Nghe vậy lão Brett cười cười, lại mở miệng nói. Tiệc tối, không cần phiền toái như vậy đi, kỳ thực ta hôm nay tới, là có chuyện mà muốn làm phiền ngươi. Nghe vậy Trần Phi ngẩn người, vội vã cải biến đề tài nói. Ngươi nói, chỉ cần chúng ta Brett gia tộc có thể làm được, nhất định sẽ không cự tuyệt. Lão Brett biến sắc nói. Là như vậy, các ngươi Brett gia tộc phải có cái Stavia Brett đi, hình như, chắc là gọi tên này. Trước hắn đi hương cảng từng ở chợ đêm đấu giá hội mua đi nhất kiện ngọc khí. Ta hiện tại rất cần món đó ngọc khí. Nghe vậy Trần Phi cũng không chậm trễ, nhất thời mở miệng nói. Còn nhớ rõ hắn ở hương cảng lấy được ngọc bấm ngón tay cùng với ngọc mặt dây chuyền, đều là nghi là trong truyền thuyết trúc cơ cường giả lưu lại đồ vật, vẫn bị hắn dắt ở trong lòng. Mà bây giờ ngoại trừ cái này hai kiện ở ngoài, cũng liền chỉ có một. Khác món bị những người khác mua đi, người nọ tự xưng Vi, Stavia Brett, đến từ Italia. Vì vậy hắn lần này sở dĩ không phải muốn đích thân đến Italia một chuyến, cũng không thường không có phương diện này cân nhắc cùng tâm tư. Dù sao cũng là có quan hệ ở một vị trúc cơ cường giả tin tức, vô luận từ phương diện gì đến xem, đều rất hấp dẫn người. Stavia Brett. Nghe vậy lão Brett có chút chần chờ, bởi vì hắn hình như đối với danh tự này cũng chưa quen thuộc. Chợt hắn liền chậm rãi nói tôn kính Trần các hạ, người nói người nọ chắc là chúng ta Brett gia tộc chi thứ đi. Ta hiện tại ngay tức khắc gọi người cha một chút, hẳn là rất nhanh thì có thể có tin tức. Phiền toái, nghe vậy Trần Phi tự nhiên gật đầu một cái nói. Sau lão Brett liền lập tức tự mình hạ lệnh, điều tra về Stavia Brett tin tức. Như vậy cũng không lâu lắm, liền có người đem tin tức truyền về. Tôn kính Trần các hạ, trong miệng ngươi Stavia Brett đúng là chúng ta Brett gia tộc chi thứ một thành viên. Hắn hiện tại đang ở Mỹ Quốc. Bất quá ta hiện tại đã làm cho thông chi hắn lập tức chạy về đến, tin tưởng đến rồi đêm nay, ngươi là có thể bắt được ngươi muốn món đồ kia. Sau lão Brett cười đúng Trần Phi nói. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại nhịn không được mỉm cười nói đến mức đêm nay tiệc tối. Xin các hạ nhượng chúng ta Brett gia tộc có một cơ hội cố gắng tận tình địa chủ. Ngươi yên tâm, ngoại trừ chúng ta Brett gia tộc dòng chính ở ngoài, tuyệt không sẽ có nữa cái khác không thể làm chung ngoại nhân xuất hiện. Được rồi, nghe vậy Trần Phi do dự một chút, còn là gật đầu đáp ứng. Dù sao mới tìm nhân ra giúp một chút, nếu cự tuyệt tự quá không lễ phép, hơn nữa dù thế nào đám người cũng phải chờ tới buổi tối. Quên đi, không có vấn đề đi. Cảm tạ ngươi hùng hồn, tôn kính Trần các hạ, đến mức thời gian kế tiếp, nếu không ta tự mình cùng ngươi nơi đi dạo, đi lãnh hội một chút chúng ta Italia duyên dáng mới phong cảnh, nhân văn đặc sắc. Tin tưởng tất cả. Cũng không biết khiến người thất vọng. Lão Brett lại mở miệng nói. Đi dạo, hay là thôi đi, ta hiện tại cũng không cái kia tinh thần cùng tinh lực. Đã như vậy, ta còn là về trước tửu điếm đi nghỉ ngơi một chút đi. Nghe vậy Trần Phi lại ngay tức khắc lắc đầu, cự tuyệt nói. Nói đùa, trước trận chiến ấy thiếu chút nữa đều không đem hắn đầu khớp xương cho chia rẽ cái, mệt đều mệt chết, chưa còn có cái gì tinh lực nơi đi dạo. Cho nên vẫn là nằm ở mềm mại trong chăn nghỉ ngơi nhiều một chút,
mới là vương đạo, tốt xấu còn có mấy người tiếng đồng hồ không phải là. Hồi tửu điếm, không, không, tôn kính Trần các hạ, ta cho ngươi an bài đi. Ngươi yên tâm, chúng ta Brett gia tộc gian phòng, tuyệt đối muốn so cái gì tửu điếm tốt hơn rất nhiều, nhất định sẽ làm cho ngươi lưu luyến vong phản. Lão Brett đầu tiên là nghiêm túc nói, sau đó lại đột nhiên thần bí híp mắt cười cười. Có chút ý vị thâm trường. Nói đùa, cái này nếu thật để cho Trần bay đi, buổi tối lại hành hạ đã chạy tới, chỉ sợ hắn sẽ bị mình còn có Brett tam thế rõ ràng mắng chết. Loại này tiểu quái vật cấp bậc người Đông Phương, lại là có thể tùy tiện như vậy chơi đùa. Nói đùa còn không sai biệt lắm. Vậy được rồi. Nghe vậy Trần Phi ngược lại cũng không cự tuyệt, bởi vì quả thực hắn cũng lười chạy. Như vậy cũng chính là chưa tới nửa giờ sau, Trần Phi đã vào ở Brett gia tộc cổ bảo nội xa hoa nhất, cao cấp nhất, lớn nhất có thân phận căn phòng. Vô luận là dắt ở bên trong phòng các loại tràn đầy nghệ thuật hơi thở xa xỉ phẩm, bích họa, tường giấy, cây đèn. Hay là các loại công nghệ cao dụng cụ, một cả mặt cửa sổ sát đất trên cao nhìn xuống, đủ để bao quát cổ bảo nội tất cả tràng cảnh. Còn có dẫm ở dưới chân không biết là loại nào dã thú da lông chế tác mà thành mềm mại thảm, làm cho mới ở dưới chân thật sự có một loại khó diễn tả được thư sướng cảm, tối thiểu giá trị hơn 10 gần trăm vạn đồng euro. Đương nhiên đây hết thảy Trần Phi cái này tên nhà quê cũng không thể quá nhiều sao thấu triệt trực quan hiểu rõ đến, chẳng qua là cảm thấy nơi này quả thực rất tốt mà thôi. Phanh. Ừ tương đương. Theo chỉ thấy hắn đem mình làm thành là một sẽ phát ra tiếng búp bê vậy, nặng nề đem bản thân quẳng ngã mềm mại giường lớn trên, híp mắt lẩm bẩm nói quả nhiên đây mới là cuộc sống của người có tiền a, nếu lúc này có nữa một vị vóc người nóng bỏng, đường cong hoàn mỹ Italia nữ thần ở bên ngoài phòng gõ cửa, vậy. Hắn chính ảo tưởng điện ảnh trong cái gọi kinh điển kiều đoạn, có chút ngu ngốc cười lúc, lại đột nhiên cả người mạnh cả người một cái giật mình. Choang, choang. Choang! Bởi vì hắn cư nhiên thật nghe được bên ngoài phòng truyền đến chuông cửa rõ ràng tiếng vang thanh âm, điều này làm cho hắn nhịn không được lộ ra linh thức hướng ngoài cửa phòng gian phòng quét một vòng, nhất thời vẻ mặt đỏ bừng cùng cổ quái không phải đâu. Đến thực sự, bởi vì ngoài cửa phòng bất ngờ thật có một vị Mỹ đến kỳ cục dị quốc tha hương nữ thần, chính vẻ mặt thấp thỏm lo âu lại run run xuất hiện ở bọn họ ngoài. Cái này lão Brett là nghĩ ta rất xấu sao? Còn cần ngươi chuyên môn an bài cho ta loại sự tình này mà. Ai, thực sự là, rất hiển nhiên tên đầu heo đều biết hiện tại đây là có chuyện gì, điều này làm cho chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu quả thực đam một cái đại giới. Nói tự coi như các người Brett gia tộc nhiệt tình háo khách, cũng không cần nhiệt tình đến loại trình độ này được rồi. Mạc danh kỳ diệu đưa cái Italia đại mỹ nữ đến, hơn nữa còn là cái xích quả quả, giảng đạo lý, điều này làm cho chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu rất xấu hổ. Rất hoảng được không? Dù sao từ trình độ nào đó mà nói, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu, hình như cũng liền so với quốc bảo đại gấu mèo sử nam ra mặt dày trên như vậy một chút xíu mà thôi, lúc nào gặp qua loại chiến trận này. Chẳng lẽ là ta đến sớm? Mà bên ngoài phòng vị kia Mỹ đến kỳ cục Italia nữ tử ở nhìn thấy bản thân nhấn chuông cửa sau, cửa phòng cũng không có như cùng tự mình nghĩ giống trong vậy bị mở ra, nhất thời nét mặt của nàng trở nên càng thêm bất an. Thậm chí hơi có chút sợ hãi, liền đới chừng một thước bảy đã ngoài, vóc người đường cong gần như hoàn mỹ thân thể mềm mại cũng bắt đầu có chút run rẩy lên. Bởi vì nàng không biết đến tột cùng là bên trong gian phòng lúc này thực sự không ai, còn là bên trong gian phòng vị kia tôn kính đại nhân vật đối với nàng Apple không hài lòng. Nhưng nếu là người sau nói, hắn nhịn không được xinh đẹp con người kịch liệt run rẩy, lau một cái sợ hãi theo bản năng nổi lên trong lòng, sau đó cắn cắn răng ngọc. Vươn tay lại tiếp tục gõ cửa một cái nói tiên sinh tôn kính xin chào, ta là Apple trong tá, là Tây Lợi Á tiên sinh cho ta biết đến bên này. Hắn dùng thập phần lưu sướng tiếng Anh nói, đây là trước có người cố ý phân phó nhắc nhở của nàng. Đến mức lúc này nếu là có quen thuộc Apple trong tá tên này người ở đây, nhất định sẽ không thể tin được bản thân mắt chỗ đã thấy, bởi vì... Này Italia nữ tử không là người khác. Chính là hôm nay giờ quốc tế thượng vòng tối chạm tay có thể bỏng một vị mị lực thiên sứ. Không biết là bao nhiêu toàn cầu nam tính tình nhân trong mộng, thậm chí ngay cả ở Mỹ quốc Hollywood bên kia đều có rất cao nổi tiếng, biểu diễn quá mấy bộ nhân khí bạo bằng nổi danh điện ảnh nữ nhân vật chính. Có thể năm nay đều có thể đủ đem kim cầu tưởng cúp thổi phồng về nhà. Có thể chính là như vậy một vị ở toàn cầu đều có rất cao nhân khí siêu cấp minh tinh, từng ở thiên sứ đêm bị ngợi khen Supergirl. Toàn cầu không biết bao nhiêu nam tính trong lòng nữ thần,
tình nhân trong mộng. Như vậy hắn, lúc này lại cư nhiên tùy ý hắn dường như sữa tươi vậy mảnh rẻ chợt ra thịt, gợi cảm ngạo nhân hai ngọn núi cùng với cặp kia không biết giá trị bao nhiêu, tuyết trắng, non mịn, tràn đầy co giãn cùng thon dài độ cung chân ngọc, cứ như vậy bại lộ ở tối, mờ tối trong không khí. Nhất là tại nơi đồ gần như hoàn mỹ nóng bỏng thân thể mềm mại trên người, càng dường như mộng ảo vậy điểm chuế một tia một luồng đủ để gây xích mích nam trong lòng người nguyên thủy nhất dục vọng cây đuốc đích tình quy quần áo và đồ dùng hàng ngày, đây quả thật là làm cho quá khó có thể tin. Thật giống như thiên sứ đột nhiên bị bẩn thỉu thế giới ô nhiễm vậy, trở nên như là đã học xấu. Lẳng lơ, có thể ngươi càng hẳn là trước mặc quần áo vào. Mà đang ở phiến đại môn vẫn như cũ đóng chặt theo, ơ pồ mềm mại môi đỏ mọng đều hàm răng run run cắn, đều nhanh xuất huyết thời gian. Một đạo phảng phất là có chút bất đắc dĩ tuổi còn trẻ giọng nam, rốt cục như là thượng đế vậy, đem hắn từ trong nội tâm bản thân cho mình doanh tạo nên sợ hãi kéo cởi đi ra. Bất quá hắn đang nghe bên trong gian phòng truyền tới nói lại hơi ngẩn người. Trước mặc quần áo vào. Cầm, mặc quần áo vào đi vào nữa. Ngay tại lúc này, cửa phòng đã mở ra, nhất kiện bên trong gian phòng sớm có chuẩn bị xong xa xỉ phẩm nữ tính áo ngủ bị đã đánh mất đi ra. Apple hình như nhìn thấy có một cái bóng, thật nhanh từ cửa phòng nội chợt lóe lên. Tiên sinh, ta vào được. Một lát sau, Apple rất câu thúc, rất khẩn trương nửa quần áo tháo thắt lưng ăn mặc bộ đồ ngủ, thận trọng đi vào phòng nội. Mà sau khi vào phòng, hắn liền xa xa nhìn thấy một vị rõ ràng cho thấy đông phương mặt nam tử trẻ tuổi, chính vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi xếp bằng ở mềm mại trên giường lớn đang nhìn mình, mà ở dưới ánh đèn lờ mờ, hắn còn tựa hồ nhìn thấy vị đại nhân kia trên khuôn mặt. Tựa hồ có như vậy giờ hơi đỏ lên. Thấy tình cảnh này Apple vội vàng đem trong lòng mình không nên có tiểu tâm tư bỏ qua, có chút nơm nớp lo sợ chôn thon dài bước chân đi tới bên giường, cẩn cẩn rực rực, nhu môi khẽ nhếch nói trước, tiên sinh xin chào. Ta là Apple. Trên thực tế nếu là ở dưới tình huống bình thường, lấy như vậy siêu cấp minh tinh, mị lực thiên sứ, Supergirl, phải không quá khả năng tại đây dạng một vị đông phương mặt trước mặt người tuổi trẻ khẩn trương như thế. Dù sao phía sau nàng cũng đứng có người, toàn bộ Italia cao cấp nhất mới tuyến đầu công ty chính là nàng hậu thuẫn. Có thể mặc dù là cái loại này tồn tại, ở Brett gia tộc cái loại này quái vật lớn trước mặt nhưng vẫn là như con kiến hôi nhỏ yếu. Căn bản không có mảy may năng lực chống đỡ. Dù sao ở Italia thế nhưng lưu truyền một câu nói như vậy. Đó chính là ở hôm nay Italia cảnh nội, tối thiểu có 30% sản nghiệp đều là họ Brett, có thể nghĩ, Brett gia tộc ở Italia cảnh nội là có đáng sợ dường nào. Đây mới thực là có thể tả hữu bọn họ Italia toàn quốc trên dưới, thậm chí quốc gia lãnh đạo cao tầng cường thịnh gia tộc. Thậm chí năm đó thế chiến thứ hai không ít chiến dịch phía sau. Kỳ thực đều có một cái tay vô hình đang thao túng, đó chính là Brett gia tộc. Apple tuy rằng không biết nhiều như vậy, thậm chí trước đó, nàng đều hoàn toàn không biết gia tộc này tồn tại. Nhưng ngay không được một giờ trước, công ty bọn họ lớn nhất tối có cổ phần BOSS đột nhiên như là phát điên vậy tìm tới hắn. Hắn lúc này mới đột nhiên biết, nguyên lai ở các nàng Italia, lại vẫn cất giấu như vậy một cái xưng là cự vô phách vậy quái vật lớn. Mà sau tất cả liền tự nhiên thuận lý thành chương, vì để cho Trần Phi điều này có thể đủ tiêu diệt tinh hồng chi nha tiểu quái vật, ở nhàm chán thời gian nghỉ ngơi, có thể có như vậy một ít có ý tứ giải trí hoạt động, bọn họ liền đem Apple vị này người trước phong cảnh vô hạn siêu cấp minh tinh, mị lực thiên sứ thỉnh đến nơi này đến. Dù sao ở bất luận cái gì một vị thời kỳ trưởng thành thanh niên nhân nam tính trước mặt, một vị vóc người ma quỷ nóng bỏng, dung mạo tuyệt mỹ bọn họ Italia mỹ nữ. Khẳng định so với một đám tao lão đầu tử hoặc nam nhân rất có lực hấp dẫn. Chí ít vô luận là lão Brett hay là tổng quản nhà Tây Lợi Á, đều là cảm thấy như vậy. Đến mức nói vì sao bọn họ chỉ tìm tới Apple như vậy một vị siêu cấp minh tinh, mà không phải hai vị, ba vị, không phải là bởi vì ở trong mắt bọn hắn, đông phương cái kia quốc gia người tựa hồ cũng tương đối ngại ngùng, hoặc là nói là hàm xúc, không giống bọn họ người phương Tây như thế cởi mở. Vì vậy do dự sau, bọn họ mới không có làm như vậy quá, cũng liền chỉ để cho Apple vị này hôm nay ở vòng tròn nội tối chạm tay có thể bỏng siêu cấp minh tinh tới rồi. Một là bởi vì hắn rất hoàn mỹ, thứ hai là bởi vì hắn còn không có trải qua nam nhân, chỉ có 19 tuổi, rất thuần khiết. Đến mức hắn vì sao không chọn trẻ cự tuyệt ni? Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, ở Italia hầu như không ai dám chống lại Brett ý chí của gia tộc.
Đừng xem hắn Apple hiện ở trên đầu chỉa vào siêu cấp minh tinh, mỹ lệ thiên sứ, Supergirl chờ chứa nhiều danh hiệu, là toàn cầu không biết bao nhiêu nam nhân tình nhân trong mộng, thậm chí bị sau lưng nàng công ty coi là di động ấn sao cơ. Thế mà, hắn nếu là dám chống lại Brett ý chí nói, sở nghênh đón kết quả tất nhiên là bị đánh nhập địa ngục, bị bên cạnh mọi người vứt bỏ. Kết cục sẽ không so với vô cùng thê thảm. Nhưng chính là như vậy một cái bất kể là tài lực hay là quyền lợi đều ngập trời Brett gia tộc, lại cư nhiên đem như vậy một vị rõ ràng cho thấy đông phương mặt tuổi nhỏ người coi là quý khách, coi là khách nhân tôn kính. Cái này há có thể nhường Apple nội tâm không cảm thấy cây idiota sợ. Cho nên khi hắn hiện tại chân chính nhìn thấy Trần Phi chân nhân, trong lòng không khỏi trở nên càng thêm khiêm tốn, sợ hãi lên, sợ mình bản thủ bản cước, chọc giận đối phương, những cái loại này đại nhân vật mất hứng. Bởi vì hắn chân thực quá trẻ tuổi, tuổi còn trẻ đến làm cho có chút sợ. Ta không phải là gọi ngươi đem y phục mặc được không? Như ngươi vậy, cùng không có mặc có cái gì khác nhau. Mà nhưng vào lúc này, trước từng muốn khởi quá thanh âm lại lần nữa truyền lại đến hắn bên tai, cũng Trần Phi nhãn thần né tránh liếc trộm Apple gần như hoàn mỹ nóng bỏng ma quỷ thân thể mềm mại, có chút miệng khô lưỡi khô. Giảng đạo lý, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng coi như là gặp qua đại quen mặt. Vô luận là cố phi xong như vậy điện ảnh và truyền hình minh tinh, sở diễm sở đại tiểu thư như vậy cao gầy tiếp viên hàng không, hay là quan thi âm quan đại mỹ nữ như vậy vận động hình người chủ trì, càng sâu người còn có ảnh tiên vũ như vậy cổ vũ tiên tử. Cái này mỗi một người đều cũng coi là vô luận nhan sắc hay là vóc người đều mê người đến bạo biểu cực phẩm. Có thể mặc dù là như vậy, giờ này khắc này nửa thân trần theo đứng ở trước mặt hắn Apple, nhưng vẫn là cho hắn một loại khó diễn tả được mới trùng kích cảm giác. Vóc người của nàng thoạt nhìn cực kỳ nóng bỏng, vô luận là lồi lõm có hứng thú, ngạo nhân hai ngọn núi, hay là cặp kia tuyết trắng bắp đùi đầy đặn cùng với đem hơi mỏng lụa mỏng no được phình đính kiểu cái mông, cũng làm cho hắn chỉ là đầu tiên mắt tự cảm nhận được ngoại quốc nữ nhân khác biệt ở hoa hạ khác người ma quỷ vóc người. Chớ nói chi là hắn lúc này còn là võ trang đầy đủ theo, vô luận là hắn cặp kia tuyết trắng đẫy đà, tràn đầy co giãn đại chân dài sở mặc lòe lòe sáng sáng giày cao gót. Hay là cặp kia chân non mềm dường như sữa tươi vậy trên da thịt bao trùm tầng kia, thật mỏng dường như ma quỷ vậy mê hoặc. Màu hồng đai đeo si miệt, cũng như cùng mèo con móng vậy, nặng nề mà gãi Trần Phi nội tâm. Cái loại cảm giác này căn bản không có biện pháp diễn tả bằng ngôn từ, chỉ có thể nói, tiểu phúc cổ lửa cọ 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 liền xông tới. Hơn nữa lúc đầu, Apple nửa người trên ở tiến bên trong gian phòng là xích lõa theo, thế nhưng Trần Phi lại hết lần này tới lần khác tốt có chết hay không. Tự làm bậy không thể sống vậy cho nàng ném tới một bộ đồ ngủ. Như thế rất tốt, nguyên bản lớn mật, càn rỡ họa phong lại đột nhiên chuyển biến thành người hoa càng thêm thích ứng, cũng càng thêm dễ tiếp thu mê hoặc nửa trận nửa che. Apple ngạo nhân, khoa trương trên vây nhẹ nhàng mà bị áo ngủ diện liêu che lấp, thế mà đã có hơn phân nửa bộ tuyết trắng ấm thịt cùng với thật sâu khe rãnh xuất hiện, giống như là bởi vì quá, căn bản không có biện pháp ràng buộc ở vậy. Đến mức áo ngủ nửa người dưới làn váy càng lớn mật, làm càng phân nhánh đến cặp kia tuyết trắng chân ngọc hệ rễ. Lại hợp với hắn đường cong rõ ràng, mũi cao thẳng tinh xảo tuyệt diễm người phương Tây khuôn mặt, Trần Phi quả thực chỉ cảm thấy lúc này bản thân tiểu phúc đều nhanh nổ, vẻ mặt bên tai buông xuống hình như bị hỏa thiêu vậy, còn kém bốc khói. Không thể không nói, quả nhiên lúc này mới nước ngoài cái này độc hữu mỹ cảnh, chỉ ít quốc nội hắn nhìn thấy lại quá phận, cũng đều so với cái này hơi chút thiếu chút nữa. Cảnh tượng này thật đẹp quá nóng bỏng, quả thực nhượng hắn luống cuống, không dám nhìn. Nga tương đương tiên sinh tôn kính, chẳng lẽ là ta thiếu đẹp không? Ngươi yên tâm, ta sẽ rất nghe lời, nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Có thể đang nghe Trần Phi nói, Apple lại mặt cười thoáng cái trở nên có chút bối rối, thậm chí theo sát mà thốt ra những lời này đều mang theo một điểm âm dung cùng khóc nức nở. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu vị này chính mình đông phương mặt đại nhân vật không thích hắn, hoặc là nói là hắn không có thể làm cho đối phương hưởng thụ được hài lòng phục vụ nói, nàng kia hạ chàng nhất định sẽ rất thê thảm, sẽ chết rất khó xem. Bởi vì Brett gia tộc sẽ không bỏ qua của nàng. Nghĩ đến đây, dù là Apple loại này siêu cấp minh tinh, mị lực thiên sứ, cũng không nhịn được trong lòng bắt đầu cực kỳ hoảng loạn lên, thậm chí vô ý thức đều muốn nửa bộ ở trên người nàng áo ngủ đều cởi bỏ, lộ ra vậy thật xưng là gần như hoàn mỹ ma quỷ thân thể mềm mại, run run leo đến trên giường. Non mềm môi đỏ mọng mang theo âm dung nói tiên sinh tôn kính, người yên tâm, ta sẽ rất nghe lời,
ngươi muốn ở trên người ta làm chuyện gì mà có thể. Ta đều biết rất phối hợp, ta nghe lời. Dù là Apple loại này xưa nay lấy mở ra, lớn mật theo xưng người Âu Châu, nói đến phần sau đều có chút mặt đỏ rực nói không được nữa. Hắn dù sao còn không có trải qua nam nhân, nhưng bây giờ, hắn lại phảng phất cầu xin vậy cả người xích quả đối mặt một vị đông phương nam nhân, nói cho hắn biết, ngươi muốn ở trên người ta làm chuyện gì mà có thể. Ta, ngươi. Rất hiển nhiên loại chiến trận này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu từ sinh ra đến bây giờ, sợ rằng huyễn tưởng đều không huyễn tưởng quá, chớ nói chi là đã trải qua. Nhất là vừa rồi một màn kia, quả thực dường như ma nữ nỉ non vậy thật sâu ở trong lòng hắn trước mắt ấn ký. Giảng đạo lý thực sự từng có như vậy một giây nửa giây, hắn đều đã tan tác tâm lý phòng tuyến, vươn tay ra đi, muốn đem đẫy đà nóng bỏng đến mức tận cùng thân thể mềm mại lâu vào trong ngực, hung hăng vuốt ve, làm càn một phen. Dù sao hắn cũng không phải một cái vô dụng nam nhân, vẻn vẹn chỉ là tình thương thấp mà thôi. Mà tình thương thấp, loại tình huống này sợ rằng tình thương lại thấp cũng không vững vàng. Có thể giữa lúc hắn thân đi ra tay đều nhanh muốn va chạm vào tuyết trắng đẫy đà thân thể mềm mại, hắn hai mắt lại đột nhiên chạm đến hắn cặp kia mặc lục sắc hai mắt, chợt hơi ngây ngẩn cả người, tay huyền ở giữa không trung. Bởi vì hắn chỉ ở hắn cặp mắt kia trong gặp được sợ hãi cùng bất an. Mà cái này, đột nhiên nhượng Trần Phi cảm giác mình hình như ở phạm tội. Đang khi dễ một cái vô tội Italia nữ nhân. Nga, xinh đẹp nữ sĩ, có thể ngươi thật hẳn là mặc quần áo vào, mị lực của ngươi chân thực quá, ta sợ còn như vậy ta sẽ nhìn không được, hóa thân làm lang. Ngao ô, Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn thẳng hắn cặp kia run rẩy con ngươi, đột nhiên nhếch miệng cười cười, làm ra một cái để cho nàng kinh ngạc cử động. Bởi vì hắn cư nhiên đột nhiên giống như cái thân sĩ tựa như nói ra nói vậy, sau đó lại đột nhiên làm cho trách vậy học sói chu một tiếng, hướng hắn đánh tới, đem hắn hung hăng đặt ở mềm mại trên giường lớn. Rất nặng mà lại nam nhân xa lạ khí tức, hướng hắn trước mặt nhào tới, để cho nàng có chút thất thần. Mà ngay sau đó một đôi hơi có chút thô ráp bàn tay to, đã để cho nàng cả người giống như điện giật va chạm vào hắn tư mật, mảnh rẻ chợt trên da thịt. Bất quá! Hắn lại là đang vì mình mặc quần áo. Xinh đẹp nữ sĩ, mị lực của ngươi quả thật làm cho người khó có thể kháng cự, vì vậy xin tha thứ ta vừa rồi tay có chút không lớn thành thật, ngươi thực sự rất đẹp, tương đương vóc người cũng tốt. Bất quá bây giờ chúng ta rốt cục có thể bình thường trò chuyện đi, ngươi cảm thấy thế nào? Mà đang ở Trần Phi cầm món đó nữ tính áo ngủ, từ sau đi phía trước tuần hoàn theo lồi lõm có hứng thú, nóng bỏng vô cùng thân thể mềm mại độ cung, cho nàng mặc bộ sau. Lúc này mới có chút không bỏ được buông lỏng tay ra, nhếch môi híp mắt cười nói. Mà ở tự mình đã trải qua một màn này, nghe được Trần Phi tiến đến bên tai nàng cười theo như lời nói, bị hắn đặt ở dưới thân nóng bỏng thân thể mềm mại chủ nhân, Apple cặp kia mặc lục sắc con người đột nhiên không như vậy chiến, nhãn thần cũng không như vậy bất an cùng sợ, ngược lại là không hiểu lòng có một ít bang bang nhảy loạn, khuyên tai cùng mặt cười đều có chút ửng đỏ. Thật vậy chăng? Apple lúc này cũng có chút phản ứng kịp, mặt đỏ rực nói lầm bầm. Trần Phi nếu có thể trở thành Brett gia tộc khách nhân tôn kính, cũng quả thực không có khả năng bởi vì. Này loại việc nhỏ rước họa vào thân. Nghĩ đến đây hắn nhịn không được dùng hắn cặp kia mặc lục sắc đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn Trần Phi, nhìn hắn trương tự xem lên có chút không quá thói quen người đông phương mặt, lại không hiểu cảm giác có như vậy một tia hấp dẫn người, góc cạnh rõ ràng, đường cong độ cung yêu nhã. Thậm chí ngay cả luôn luôn trong lòng hắn đẹp trai vô cùng đông đảo Hollywood quần tinh, giờ khắc này ở tờ này khuôn mặt trước mặt cũng tốt giống như không hiểu chỗ thua kém rất nhiều, khiến hắn con ngươi hơi lấp lánh, lông mi có chút đẹp đẽ vậy vô ý thức run run. Tiên sinh tôn kính, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Tự vào giờ khắc này hắn bỗng nhiên có chút nghiêm túc nói. Xinh đẹp nữ sĩ, có thể ở hỏi thăm tên của ta trước, ngươi càng hẳn là trước đem ngươi phương danh nói cho ta biết. Không phải sao, nhưng Trần Phi lại bán một cái nút, hiệp xúc nói. Ta gọi là Apple, Apple trong tá. Bây giờ nghề nghiệp là một gã người mẫu. Có thể nghe nói Apple nhưng có chút tiểu thất vọng lẩm bẩm miệng, bởi vì nàng trước rõ ràng cũng đã không chỉ một lần nói qua tên của mình, nhưng Trần Phi nhưng không có nhớ kỹ. Như vậy tiểu ủy khuất dưới, hắn đột nhiên đôi mắt đẹp lóe lên cung đứng dậy tử, lại lần nữa từ bò đến Trần Phi phía sau. Đem hắn lửa kia cay ma quỷ gợi cảm thân thể mềm mại từ sau đặt ở Trần Phi giày hai vai và trên lưng,
nhú môi thổ lộ theo mập mờ hương khí nói lần sau cũng không thể lại quên tên của ta, nếu không ta sẽ mất hứng. Apple, đây đúng là cái xinh đẹp tên. Yên tâm đi, lúc này đây ta chắc chắn sẽ không lại đã quên. Cảm thụ được vô luận là đồ lửa nóng thân thể mềm mại cùng hắn da thịt gian phát sinh xích lõa, mảnh rẻ chợt xúc cảm, hay là từ hắn tai tóc mai gian mặt bên nhào tới câu hồn mà tối thơm khí, Trần Phi trái tim hơi run lên, không khỏi vươn tay ở hắn sâu màu sắc tông phát trên nhu lên, cười bảo đảm nói. Tiếng nói vừa dứt, lại thấy hắn đột nhiên đem Apple đầu nhỏ cùng với tinh xảo dung nhan đem đến rồi hắn chính diện tới trước mặt. Một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn nhau hắn mặc lục sắc mỹ sắc con ngươi, miệng một liệt, vừa cười vừa nói ta gọi là Trần Phi, đến từ Hoa Hạ. Bây giờ nghề nghiệp là một cái không việc làm. Nga tương đương không việc làm, tôn kính Trần tiên sinh, người có thể thật biết nói đùa. Đón Trần Phi cặp kia phảng phất là chính mình ma lực thấu triệt con ngươi, Apple chỉ cảm giác mình nhãn thần hơi run một chút chiến, toàn mặc dù có một khó diễn tả được kỳ diệu cảm thụ dùng tới hắn trong lòng. Khiến hắn tâm phát thông ra tốc nhảy lên. Vì vậy hắn phảng phất là thua trận vậy, sắc mặt hồng hồng thác khai cùng Trần Phi cặp kia đen kịt, thấu triệt con người đối diện. Ngay sau đó của nàng thân thể mềm mại vừa chợt, cư nhiên cứ như vậy trực câu câu té nằm Trần Phi trong lòng, một đôi non mịt, dường như sữa tươi vậy tiên chợt ngọc thủ lại ôm Trần Phi cổ, đem thân thể dính sát vào nhau gần hắn, vẻ mặt không tin mở miệng nói. Rất hiển nhiên. Ngay cả đường đường Brett gia tộc đều tôn vi thượng tân Trần Phi, tại sao có thể là một vị không việc làm ni? Hắn khẳng định không tin. Đến mức hắn vì sao như thế thích ôm Trần Phi cổ, thậm chí ngay cả hắn từng dẫn cho rằng chân bảo thuần khiết thân thể mềm mại, đều nguyện ý giống như bây giờ, không hề khoảng cách dính sát vào nhau gần đông phương thân thể của nam nhân. Trên thực tế ngay cả chính cô ta cũng không biết vì sao, vẻn vẹn chỉ là vô ý thức muốn làm như vậy, không có bất kỳ lý do gì. Đừng, nữa gọi ta cái gì tôn kính Trần tiên sinh, ngươi không cảm thấy như vậy rất kỳ quái sao? Apple, ngươi nếu không ngại, trực tiếp gọi tên ta thế nào? Mà đang đối mặt như vậy cảnh tượng hương diễm, Trần Phi nhưng thật giống như đã thành thói quen. Ít nhất, là muốn so với trước cái loại này yếu nhân mệnh chiến trận tốt hơn nhiều lắm. Hắn thản nhiên đem Apple lửa kia cay thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, cười nói. Trực tiếp gọi tên của ngươi, thật vậy chăng? Nghe vậy Apple lại có chút không dám tin nhìn Trần Phi, cặp kia kiều diễm ướt át môi đỏ mọng ở thủy tinh dưới đèn chiết xạ ra mê người sáng bóng. Rất hiển nhiên, tuy nói hiện tại Trần Phi ở trước mặt nàng biểu hiện như vậy bình dị gần gũi, có thể dù sao hắn thế nhưng liên vĩ đại Brett gia tộc đều phải tôn vi thượng tân đại nhân vật, không biết thân phận bối cảnh có bao nhiêu dọa người cùng lợi hại. Nhân vật như vậy, lại có thể tùy tiện gọi thẳng kỳ danh. Cũng chính là bởi vì cái này. Hắn mới tự thủy chí chung trong lòng đều ngoan cường giữ kính nể. Mỗi một lần Trần Phi đem hắn đẩy ra, hoặc là nghiêm phạt lúc, nàng đều sẽ vô ý thức rất không biết xấu hổ lại góp đi tới hoặc là đón ý nói hùa. Bởi vì nàng sợ, sợ bởi vì mình thiếu nhiệt tình, đối phương lại đột nhiên dở mặt. Nhưng bây giờ, đối phương lại cư nhiên chính mồm nói ra nói như vậy mà. Nói nguyện ý để cho nàng trực tiếp kêu tên của mình, mà không phải chỉ dùng để cái loại này tôn kính xưng hô. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa có thể ở trong lòng hắn, là chân chính có như vậy vẻ tôn kính hắn hoặc là đem hắn đặt ở bình đẳng vị trí. Bởi vì, này loại đạo lý rất đơn giản, tỉ như ở một cái xa lạ trường hợp, một người đang cùng một chỗ khác vị bất tương chờ người tiếp xúc lúc, có thể biểu hiện ra lễ nghi sẽ rất hoàn mỹ, thân mật. Mà khi đây hết thảy một khi liên lụy đến xưng hô, tên của, lại sẽ thoáng cái tựu nổi lên cực kỳ rõ ràng. Trên dưới rõ ràng. Cảm tạ, nghĩ đến đây Apple trong lòng đột nhiên tuôn ra một loại rất cảm động tâm tình. Sau đó lau một cái nhàn nhạt thơm hướng về Trần Phi kéo tới, theo sát mà đó là hai luồng no đủ, đầy sinh mệnh lực ấm thịt đặt ở ngực của hắn. Ngay sau đó Trần Phi tự cảm thấy gương mặt bị trọng trọng hôn một cái, thậm chí ba một tiếng đều rõ ràng lọt vào tai. Ngươi nhượng ta cảm thấy tôn trọng, cảm tạ, Trần Phi, ngươi là ta đã thấy mê người nhất, tối săn sóc, tối có thân sĩ phong độ nam nhân. Hôn một cái Trần Phi sau, Apple cũng không có ngay tức khắc buông nàng ra, mà là cùng trước vậy thậm chí càng thêm thân mật ôm hắn. Tùy ý bộ ngực hai luồng đẫy đà đè ở ngực của hắn, thậm chí cặp kia tuyết trắng thon dài, tràn đầy co giãn chân ngọc vẫn còn chập chờn phảng phất rất nghịch ngợm vậy trêu chọc Trần Phi đồng dạng bộ vị da thịt, bám vào lỗ tai hắn bên cạnh câu người nỉ non, khiến người sau trong lòng trực dương dương. Mà tự sau đó một khắc,
hắn lại loạng choạng đầu nghiêm túc nói, bất quá ta cũng không thể như vậy trực tiếp xưng hô tên của ngươi, bởi vì này đối với ngươi không tuân theo nặng, nếu không ta về sau liền kêu ngươi Phi Ca đi. Hắn bám vào Trần Phi bên tai yểu điệu hỏi. Kỳ thực ngươi không cần thiết như vậy. Được rồi, tùy ngươi đi, muốn kêu thế nào thì kêu. Trần Phi vốn đang nghĩ không cái kia cần phải, cái gì tôn không tôn trọng, hắn bên trong lòng mình rõ ràng không được sao. Bất quá khi hắn thấy được Apple trên mặt kiên định, nhưng vẫn là bỏ qua khuyên bảo. Ngươi thật là một gã có mị lực thân sĩ, Phi Ca. Ta lần đầu tiên sinh ra muốn nam bằng hữu ý tưởng. Apple nghe vậy xinh đẹp nở nụ cười, trực câu câu nhìn Trần Phi trương khuôn mặt, lại nhịn không được ở Trần Phi trên mặt nặng nề hôn một cái, phát ra ba thanh âm. Thân sĩ, có đúng hay không thân sĩ ta không biết, bất quá ta hiện tại lại không nín được có chút nhớ hóa thân làm dã thú, tự giống như vậy, Ngao Ô Tương đương cảm thụ được trên gương mặt truyền tới nhu môi hơi nóng xúc cảm, cùng với trong lòng có thể nói là gần như hoàn mỹ lửa nóng thân thể. Trần Phi nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên lại một cái tát đánh vào Apple tràn đầy lực đàn hồi mỹ vú. Những người sau nhìn không được ưng một tiếng. Nhất thời Apple mặc lục sắc đôi mắt đẹp trở nên mị nhãn như tơ, ôm Trần Phi ngọc thủ cũng biến thành chặt hơn mấy phần. Hắn bám vào Trần Phi bên tai, thanh âm phảng phất chính mình thực cốt ma lực, nũng nịu nhỏ giọng nói, Phi Ca, người nếu muốn, ta nguyện ý. Ngài không cần như vậy nhẫn nại. Hắn càng nói càng nhỏ thanh. Một chương tinh xảo dung nhan lại lần nữa trở nên đỏ rực lên. Không hổ là xưa nay lấy mở ra theo xưng người Âu Châu, ở phương diện này, coi như là Apple như vậy một vị chẳng bao giờ trải qua nam nhân thuần khiết thiếu nữ, ở một khi trong lòng có sở sau khi quyết định, liền cũng sẽ trở nên lớn mật như thế, nhiệt tình. Dù sao hắn ngày hôm nay lại trước khi tới tựu đã hoàn toàn làm xong chuẩn bị tâm lý, vô luận là vứt xuống hắn dẫn cho rằng chân bảo thuần khiết, hay là phát sinh ác liệt hơn chuyện. Thỏa mãn này cái gọi là đại nhân vật, thượng lưu nhân sĩ thay đổi tai vậy dục vọng, vặn vẹo tâm lý. Chờ chứa nhiều khó có thể mở miệng bi thảm hậu quả, hắn đều đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Trên thực tế, hắn trước khi tới đều đã là ôm tuyệt vọng, thậm chí rơi xuống địa ngục chết lặng tâm lý tới. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thượng đế thật giống như nghe được cầu nguyện của nàng, đột nhiên quan tâm hắn vậy. Không có trong tưởng tượng chính mình thay đổi tai dục vọng thượng lưu đại nhân vật, cũng không có để cho nàng tuyệt vọng bi thảm hậu quả. Có chỉ là một vị như vậy có mị lực đông phương nam tử, khiến hắn hình như đi vào lãng mạn mà lại xanh sơ tuyệt vời cảnh trong mơ vậy. Lòng của nàng lúc này đều ở đây không có chí tiến thủ phát thông nhảy lên. Cho nên hắn là thật nguyện ý, bởi vì đây là lần đầu tiên giống như cái này để cho nàng nam nhân phải lòng xuất hiện. Được rồi, theo ta nghỉ ngơi một hồi đi. Ta hơi mệt chút. Có thể nghe nói Trần Phi nhưng vẫn là mạnh mẽ đè lại bản thân trong nội tâm cổ sao động hỏa diễm, đưa tay ở Apple làm người ta huyết mạch căng phồng hông của chi hào rú vỗ vỗ, chợt một đầu ngã xuống trên giường, chuẩn bị ngủ một giấc. Trước một ngày chàng đại chiến kia quả thật làm cho hắn tiêu hao có chút quá nghiêm trọng, vì vậy đến bây giờ, hắn kỳ thực đều rất mệt mỏi, vô luận là từ thân thể hay hoặc là tâm linh. Nga, được rồi, ta đây cùng ngươi nghỉ ngơi một hồi. Nghe vậy Apple đầu tiên là trong con ngươi xinh đẹp có chút thất vọng, bất quá theo sát mà hắn lại thật chú ý tới, Trần Phi trên mặt tựa hồ có chút mệt mỏi thần sắc, không hiểu trong lòng có chút đau lòng lên. Sau đó chỉ thấy hắn cầm lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên Trần Phi trên người, sau mình cũng chui vào, nóng bỏng, đẫy đà ma quỷ vậy gợi cảm thân thể mềm mại không xa không gần dán tại Trần Phi bên cạnh, lặng lặng không thèm nói nhắc lại lên. Ngoan một điểm. Cảm thụ được mê người thơm xuyên thấu qua bản thân lỗ mũi chui vào trong cơ thể, Trần Phi da mặt tử hơi run lên, lông mi run lên, nhưng cuối cùng vẫn không đem tuyết trắng đẫy đà thân thể mềm mại đẩy ra. Chỉ thấy hắn trở tay cong lại, đem làm người ta huyết mạch căng phồng hông của chi hào mông ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại có chút trầm thấp dù gì nói. Mà đang nghe thanh âm kia Apple chỉ cảm giác mình cả người đều tô, cặp kia mặc lục sắc đôi mắt đẹp xẹt qua một tia không rõ vui sướng. Theo không tự kìm hãm được ừ một tiếng. Sau bên trong gian phòng liền yên tĩnh trở lại. Thật vậy chăng? Apple lúc này cũng có chút phản ứng kịp, mặt đỏ rực nói lầm bầm. Trần Phi nếu có thể trở thành Brett gia tộc khách nhân tôn kính, cũng quả thực không có khả năng bởi vì. Này loại việc nhỏ rước họa vào thân. Nghĩ đến đây hắn nhịn không được dùng hắn cặp kia mặc lục sắc đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn Trần Phi, nhìn hắn trương tự xem lên có chút không quá thói quen người đông phương mặt. Lại không hiểu cảm giác có như vậy một tia hấp dẫn người,
góc cạnh rõ ràng, đường cong độ cung yêu nhã. Thậm chí ngay cả luôn luôn trong lòng hắn đẹp trai vô cùng đông đảo Hollywood quần tinh, giờ khắc này ở tờ này khuôn mặt trước mặt cũng tốt giống như không hiểu chỗ thua kém rất nhiều, khiến hắn con ngươi hơi lấp lánh, lông mi có chút đẹp đẽ vậy vô ý thức run run. Tiên sinh tôn kính, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Tự vào giờ khắc này hắn bỗng nhiên có chút nghiêm túc nói. Xinh đẹp nữ sĩ, có thể ở hỏi thăm tên của ta trước, ngươi càng hẳn là trước đem ngươi phương danh nói cho ta biết. Không phải sao, nhưng Trần Phi lại bán một cái nút, hiệp xúc nói. Ta gọi là Apple, Apple trong tá. Bây giờ nghề nghiệp là một gã người mẫu. Có thể nghe nói Apple nhưng có chút tiểu thất vọng lẩm bẩm miệng, bởi vì nàng trước rõ ràng cũng đã không chỉ một lần nói qua tên của mình, nhưng Trần Phi nhưng không có nhớ kỹ. Như vậy tiểu ủy khuất dưới, hắn đột nhiên đôi mắt đẹp lóe lên cung đứng dậy tử, lại lần nữa từ từ bò đến Trần Phi phía sau. Đem hắn lửa kia cay ma quỷ gợi cảm thân thể mềm mại từ sau đặt ở Trần Phi dày hai vai và trên lưng, nhu môi thổ lộ theo mập mờ hương khí nói lần sau cũng không thể lại quên tên của ta, nếu không ta sẽ mất hứng. Apple, đây đúng là cái xinh đẹp tên, yên tâm đi, lúc này đây ta chắc chắn sẽ không lại đã quên. Cảm thụ được vô luận là đồ lửa nóng thân thể mềm mại cùng hắn ra thịt gian phát sinh xích lõa, mảnh rẻ chợt xúc cảm. Hay là từ hắn tai tóc mai gian mặt bên nhào tới câu hồn mà tối thơm khí, Trần Phi trái tim hơi run lên, không khỏi vươn tay ở hắn sâu màu sắc tông phát trên nhu lên, cười bảo đảm nói. Tiếng nói vừa dứt, lại thấy hắn đột nhiên đem Apple đầu nhỏ cùng với tinh xảo dung nhan đem đến rồi hắn chính diện tới trước mặt, một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn nhau hắn mặc lục sắc mỹ sắc con ngươi, miệng một liệt, vừa cười vừa nói ta gọi là Trần Phi, đến từ Hoa Hạ. Bây giờ nghề nghiệp là một cái không việc làm. Nga tương đương không việc làm, tôn kính Trần tiên sinh, người có thể thật biết nói đùa. Đón Trần Phi cặp kia phảng phất là chính mình ma lực thấu triệt con ngươi, Apple chỉ cảm giác mình nhãn thần hơi run một chút chiến, toàn mặc dù có một khó diễn tả được kỳ diệu cảm thụ dùng tới hắn trong lòng, khiến hắn tâm phát thông ra tốc nhảy lên. Vì vậy hắn phảng phất là thua trận vậy, sắc mặt hồng hồng thác khai cùng Trần Phi cặp kia đen kịt, thấu triệt con ngươi đối diện. Ngay sau đó của nàng thân thể mềm mại vừa chợt, cư nhiên cứ như vậy trực câu câu té nằm Trần Phi trong lòng, một đôi non mịt, dường như sữa tươi vậy tiên chợt ngọc thủ lại ôm Trần Phi cổ, đem thân thể dính sát vào nhau gần hắn, vẻ mặt không tin mở miệng nói. Rất hiển nhiên, ngay cả đường đường Brett gia tộc đều tôn vi thượng tân Trần Phi, tại sao có thể là một vị không việc làm ni? Hắn khẳng định không tin. Đến mức hắn vì sao như thế thích ôm Trần Phi cổ? Thậm chí ngay cả hắn từng dẫn cho rằng chân bảo thuần khiết thân thể mềm mại, đều nguyện ý giống như bây giờ, không hề khoảng cách dính sát vào nhau gần đông phương thân thể của nam nhân. Trên thực tế ngay cả chính cô ta cũng không biết vì sao, vẻn vẹn chỉ là vô ý thức muốn làm như vậy, không có bất kỳ lý do gì. Đừng, nữa gọi ta cái gì tôn kính Trần tiên sinh, ngươi không cảm thấy như vậy rất kỳ quái sao? Apple, ngươi nếu không ngại, trực tiếp gọi tên ta thế nào? Mà đang đối mặt như vậy cảnh tượng hương diễm, Trần Phi nhưng thật giống như đã thành thói quen. Ít nhất, là muốn so với trước cái loại này yếu nhân mệnh chiến trận tốt hơn nhiều lắm. Hắn thản nhiên đem Apple lửa kia cay thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, cười nói. Trực tiếp gọi tên của ngươi, thật vậy chăng? Nghe vậy Apple lại có chút không dám tin nhìn Trần Phi, cặp kia kiều diễm ướt át môi đỏ mọng ở thủy tinh dưới đèn chiết xạ ra mê người sáng bóng. Rất hiển nhiên. Tuy nói hiện tại Trần Phi ở trước mặt nàng biểu hiện như vậy bình dị gần gũi, có thể dù sao hắn thế nhưng liên vĩ đại Brett gia tộc đều phải tôn vi thượng tân đại nhân vật, không biết thân phận bối cảnh có bao nhiêu dọa người cùng lợi hại. Nhân vật như vậy, lại có thể tùy tiện gọi thẳng kỳ danh. Cũng chính là bởi vì cái này, hắn mới tự thủy chí chung trong lòng đều ngoan cường giữ kính nể. Mỗi một lần Trần Phi đem hắn đẩy ra, hoặc là nghiêm phạt lúc, nàng đều sẽ vô ý thức rất không biết xấu hổ lại góp đi tới hoặc là đón ý nói hùa. Bởi vì nàng sợ bởi vì mình thiếu nhiệt tình, đối phương lại đột nhiên dở mặt. Nhưng bây giờ, đối phương lại cư nhiên chính mồm nói ra nói như vậy mà. Nói nguyện ý để cho nàng trực tiếp kêu tên của mình, mà không phải chỉ dùng để cái loại này tôn kính xưng hô, cái này ý vị như thế nào. Ý nghĩa có thể ở trong lòng hắn. Là chân chính có như vậy vẻ tôn kính hắn hoặc là đem hắn đặt ở bình đẳng vị trí. Bởi vì, này loại đạo lý rất đơn giản, tỉ như ở một cái xa lạ trường hợp, một người đang cùng một chỗ khác vị bất tương chờ người tiếp xúc lúc,
có thể biểu hiện ra lễ nghi sẽ rất hoàn mỹ, thân mật. Mà khi đây hết thảy một khi liên lụy đến xưng hô, tên của, lại sẽ thoáng cái tựu nổi lên cực kỳ rõ ràng. Trên dưới rõ ràng. Cảm tạ, nghĩ đến đây Apple trong lòng đột nhiên tuôn ra một loại rất cảm động tâm tình. Sau đó lau một cái nhàn nhạt thơm hướng về Trần Phi kéo tới, theo sát mà đó là hai luồng no đủ, đầy sinh mệnh lực ấm thịt đặt ở ngực của hắn. Ngay sau đó Trần Phi tự cảm thấy gương mặt bị trọng trọng hôn một cái, thậm chí ba một tiếng đều rõ ràng lọt vào tai. Ngươi nhường ta cảm thấy tôn trọng, cảm tạ, Trần Phi, ngươi là ta đã thấy mê người nhất, tối săn sóc, tối có thân sĩ phong độ nam nhân. Hôn một cái Trần Phi sau, Apple cũng không có ngay tức khắc buông nàng ra, mà là cùng trước vậy thậm chí càng thêm thân mật ôm hắn. Tùy ý bộ ngực hai luồng đẫy đà đè ở ngực của hắn, thậm chí cặp kia tuyết trắng thon dài, tràn đầy co giãn chân ngọc vẫn còn chập chờn phảng phất rất nghịch ngợm vậy trêu chọc Trần Phi đồng dạng bộ vị da thịt, bám vào lỗ tai hắn bên cạnh câu người nỉ non, khiến người sau trong lòng trực dương dương. Mà tự sau đó một khắc, hắn lại loạng choạng đầu nghiêm túc nói bất quá ta cũng không thể như vậy trực tiếp xưng hô tên của ngươi, bởi vì này đối với ngươi không tuân theo nặng, nếu không ta về sau liền kêu ngươi Phi ca đi. Hắn bám vào Trần Phi bên tai yểu điệu hỏi. Kỳ thực ngươi không cần thiết như vậy. Được rồi, tùy ngươi đi, muốn kêu thế nào thì kêu. Trần Phi vốn đang nghĩ không cái kia cần phải, cái gì tôn không tôn trọng, hắn bên trong lòng mình rõ ràng không được sao. Bất quá khi hắn thấy được Apple trên mặt kiên định, nhưng vẫn là bỏ qua khuyên bảo. Ngươi thật là một gã có mị lực thân sĩ, Phi ca. Ta lần đầu tiên sinh ra muốn nam bằng hữu ý tưởng. Apple nghe vậy xinh đẹp nở nụ cười, trực câu câu nhìn Trần Phi trương khuôn mặt, lại nhịn không được ở Trần Phi trên mặt nặng nề hôn một cái, phát ra ba thanh âm. Thân sĩ, có đúng hay không thân sĩ ta không biết, bất quá ta hiện tại lại không nín được có chút nhớ hóa thân làm dã thú, tự giống như vậy, Ngao Ô tương đương cảm thụ được trên gương mặt truyền tới nhu môi hơi nóng xúc cảm, cùng với trong lòng có thể nói là gần như hoàn mỹ lửa nóng thân thể. Trần Phi nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên lại một cái tát đánh vào Apple tràn đầy lực đàn hồi mỹ vú. Những người sau nhìn không được ưng một tiếng. Nhất thời Apple mặc lục sắc đôi mắt đẹp trở nên mị nhãn như tơ, ôm Trần Phi ngọc thủ cũng biến thành chặt hơn mấy phần. Hắn bám vào Trần Phi bên tai, thanh âm phảng phất chính mình thực cốt ma lực, nũng nịu nhỏ giọng nói Phi ca, người nếu muốn, ta nguyện ý. Ngài không cần như vậy nhẫn nại. Hắn càng nói càng nhỏ thanh. Một chương tinh xảo dung nhan lại lần nữa trở nên đỏ rực lên. Không hổ là xưa nay lấy mở ra theo xưng người Âu Châu, ở phương diện này, coi như là Apple như vậy một vị chẳng bao giờ trải qua nam nhân thuần khiết thiếu nữ, ở một khi trong lòng có sở sau khi quyết định, liền cũng sẽ trở nên lớn mật như thế, nhiệt tình. Dù sao hắn ngày hôm nay lại trước khi tới tựu đã hoàn toàn làm xong chuẩn bị tâm lý, vô luận là vứt xuống hắn dẫn cho rằng chân bảo thuần khiết, hay là phát sinh ác liệt hơn chuyện. Thỏa mãn này cái gọi là đại nhân vật, thượng lưu nhân sĩ thay đổi tai vậy dục vọng, vặn vẹo tâm lý. Chờ chứa nhiều khó có thể mở miệng bi thảm hậu quả, hắn đều đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Trên thực tế, hắn trước khi tới đều đã là ôm tuyệt vọng, thậm chí rơi xuống địa ngục chết lặng tâm lý tới. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thượng đế thật giống như nghe được cầu nguyện của nàng, đột nhiên quan tâm hắn vậy. Không có trong tưởng tượng chính mình thay đổi tai dục vọng thượng lưu đại nhân vật, cũng không có để cho nàng tuyệt vọng bi thảm hậu quả. Có chỉ là một vị như vậy có mị lực đông phương nam tử, khiến hắn hình như đi vào lãng mạn mà lại xanh sơ tuyệt vời cảnh trong mơ vậy. Lòng của nàng lúc này đều ở đây không có chí tiến thủ phát thông nhảy lên. Cho nên hắn là thật nguyện ý, bởi vì đây là lần đầu tiên giống như cái này để cho nàng nam nhân phải lòng xuất hiện. Được rồi, theo ta nghỉ ngơi một hồi đi. Ta hơi mệt chút. Có thể nghe nói Trần Phi nhưng vẫn là mạnh mẽ đè lại bản thân trong nội tâm cổ sao động hỏa diễm, đưa tay ở Apple làm người ta huyết mạch căng phồng hông của chi hào rú vỗ vỗ, chợt một đầu ngã xuống trên giường, chuẩn bị ngủ một giấc. Trước một ngày chàng đại chiến kia quả thật làm cho hắn tiêu hao có chút quá nghiêm trọng, vì vậy đến bây giờ, hắn kỳ thực đều rất mệt mỏi, vô luận là từ thân thể hay hoặc là tâm linh. Nga, được rồi, ta đây cùng ngươi nghỉ ngơi một hồi. Nghe vậy Apple đầu tiên là trong con ngươi xinh đẹp có chút thất vọng, bất quá theo sát mà hắn lại thật chú ý tới, Trần Phi trên mặt tựa hồ có chút mệt mỏi thần sắc, không hiểu trong lòng có chút đau lòng lên. Sau đó chỉ thấy hắn cầm lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên Trần Phi trên người, sau mình cũng chui vào, nóng bỏng,
đấy đà ma quỷ vậy gợi cảm thân thể mềm mại không xa không gần dán tại Trần Phi bên cạnh, lặng lặng không thèm nói nhắc lại lên. Ngoan một điểm. Cảm thụ được mê người thơm xuyên thấu qua bản thân lỗ mũi chui vào trong cơ thể, Trần Phi da mặt tử hơi run lên, lông mi run lên, nhưng cuối cùng vẫn không đem tuyết trắng đẫy đà thân thể mềm mại đẩy ra. Chỉ thấy hắn trở tay cong lại, đem làm người ta huyết mạch căng phồng hông của Chi Hào mông ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại có chút trầm thấp dù gì nói. Mà đang nghe thanh âm kia Apple chỉ cảm giác mình cả người đều tô, cặp kia mặc lục sắc đôi mắt đẹp xẹt qua một tia không rõ vui sướng. Theo không tự kìm hãm được ừ một tiếng. Sau bên trong gian phòng liền yên tĩnh trở lại. Trần Phi mơ mơ màng màng chỉ cảm giác mình làm một cái rất giấc mơ kỳ quái. Trong mộng, bên cạnh hắn còn quấn chứa nhiều khiêu gợi thân thể, mặc dù tốt giống như thấy không rõ lắm các nàng khuôn mặt, có thể, vô luận là Doanh Doanh nắm chặt eo nhỏ, hay là Ngạo Nhân trên vây, thậm chí thon dài và lại dường như bạch ngọc vậy làm người ta không rời ánh mắt sang chỗ khác được chân ngọc. Đều làm hắn có dũng khí tiểu phúc tà hỏa bay lên, huyết mạch căng phồng vừa nhìn cảm. Cũng để cho hắn vô ý thức nhìn không được tay ngứa ngáy đưa ra ngoài, làm chạm đến ta đoàn đính kiều, tràn đầy co giãn ấm thịt lúc, không tự chủ nhéo nhéo. Ưng tương đương. Nhất thời khi hắn bên tai phảng phất là cực kỳ rõ ràng vang lên một đạo ưng thanh âm, làm hắn nhất thời nhìn không được cả người run lên, hơi mở mắt. Chỉ thấy một đôi mị nhãn như tơ mặc lục sắc đôi mắt đẹp chính như cùng khả ái mèo con vậy, co giúp ở trong ngực của hắn trực câu câu nhìn hắn, tinh xảo dung nhan hơi có chút đỏ lên hình dạng, đính kiều theo Ngạo Nhân hai ngọn núi. Mà tay hắn, ngạch, khụ khụ. Xin lỗi, xin lỗi. Hắn liền vội vàng đem mình đang ở làm trách tay thu hồi lại, vẻ mặt lúng túng cười nói. Giấc mộng này quả thực làm hắn có điểm. Phi ca, ngươi biết không? Ta hình như càng thích ngươi ngủ hình dạng, ít nhất, ngươi cặp kia tay thật là không thành thật, hành tương đương Apple hít mũi hanh hừ một tiếng, một đôi mắt đẹp như cũ trực câu câu nhìn hắn. Nghe nói như thế Trần Phi trên mặt thần sắc càng lúng túng, một bên dùng dáng tươi cười che giấu, một lần thẳng thắn trực tiếp từ mềm mại trên giường lớn đi xuống ta thế nào cảm giác ta lúc ngủ thật đàng hoàng. Hắn vốn còn muốn biện giải vài câu. Mà khi hắn tiếp nhìn thấy Apple phảng phất là không cẩn thận vậy sửa lại một chút trên người xốc xếch có chút nghiêm trọng áo ngủ lúc, lại ngay tức khắc thoáng cái thức thời im lặng, chạy ra. Nói không đạo lý a, thế nào lần này đột nhiên tựu trong mộng động thủ động cước nghi. Hắn bình thường lúc ngủ không phải là thật đàng hoàng sao? Trần Phi đầy mình nghi hoặc, hướng chủ bên trong phòng ngủ rửa mặt trải đầu gian chậm rãi đi đến. Đọng ở đồng hồ treo tường biểu hiện lúc này đã có 5 giờ chiều nhiều giờ. Không sai biệt lắm cũng nhanh đến thời gian. Không thể không nói, cái này không hổ là Brett gia tộc cổ bảo nội cao cấp nhất căn phòng một trong. Dù là giống như hắn loại này từng ở Bắc Sơn cấp 5 sao đại tử điếm California hoa viên tổng thống phòng xếp ở tính tháng, đã ở hương cảng năm đại hào môn một trong Trần gia bên trong biệt thự phòng ngủ chính thất đợi quá vài đêm thời gian, có thể những địa phương kia nhưng vẫn là đều và không hơn trước mắt bộ này lại thức tổng thống phòng xếp. Lại thức nhảy qua tầng thiết kế. Chừng 600-700 mét rộng mở không gian, không lịch sự chính mình tính gian rộng mở phòng ngủ chính, khách ngoà, cùng với độc lập rửa mặt chải đầu, trang phục, dùng cơm rửa mặt chải đầu dùng cơm gian, trừ lần đó ra ở căn phòng này nội lại còn có tư nhân hồ bơi, kiện thân thất, tầng chót sân phơi. Những thứ này đều là làm cho xem thế là đủ rồi xa hoa bố trí. Đương nhiên hấp dẫn hơn người còn là hiện tại hắn vị trí ở căn này phòng ngủ chính thất, trong đó có hai mặt đều là to lớn cửa sổ sắt đất. Có thể từ bên trong căn phòng đại bộ phận khu vực bao quát đến cả tòa Brett cổ bảo tất cả. Cái loại cảm giác này thực sự rất làm cho khó có thể hình dung, nói chung xác xác thật thật như lão Brett trước theo như lời, không nhượng hắn thất vọng. Phi ca, ta tới giúp ngươi. Mà ở nhìn thấy Trần Phi chuẩn bị đi rửa mặt chải đầu, Apple ngay tức khắc từ trên giường nhảy xuống, đuổi ở Trần Phi trước tiến nhập rửa mặt chải đầu gian đem khăn mặt đem ra, còn giúp Trần Phi đem kem đánh răng chen tốt, rót nước. Lúc đầu trên người nàng bộ đồ ngủ cũng có chút tùng suy sụp, bởi vì không cột chắc dây lưng, và lại khi nàng lúc này lại như vậy kịch liệt vận động một phen sau, nhất thời tảng lớn da thịt trắng như tuyết liền lại bại lộ ở tại Trần Phi đôi mắt dưới. Nửa trận nửa che Ngạo Nhân trên vây cùng với lồi lõm có hứng thú, nóng bỏng câu người vòng eo hào mông, nhất thời làm Trần Phi lại có một ít tâm tư không đứng đắn lên, trong lòng ngứa một chút. Hắn theo từ phía sau vươn tay ôm hắn tuyết trắng hông của Chi. Từ phía sau đem trên người nàng thân xốc xếch áo ngủ trải vuốt sợi san bằng lên,
còn giúp hắn đem dây lưng cho nịt lên. Purple, không thể không nói, ta thật nghĩ ngươi chính là chỉ mê người yêu tinh. Muốn mạng của ta sao? Đang làm hết đây hết thảy sau, Trần Phi lúc này mới cố tình tư nói đùa, đem ôm vào trong ngực cười híp mắt mở miệng nói. Thế nhưng ta lại nghĩ yêu tinh tốt ra, Phi ca ngươi không vui sao? Mà ở nghe được Trần Phi chửi mình tiểu yêu tinh, Purple cũng không có chút nào mất hứng. Ngược lại là một đôi mặc lục sắc đôi mắt đẹp thủy uông uông xoay người lại nhìn Trần Phi, hai tay khoanh cùng một chỗ ôm cổ của hắn, dịu dàng nói. Trần Phi nhìn trước mắt cái này tràn đầy sức dụ dỗ Italia nữ thần máu gia tốc, bất quá lại theo khẽ lắc đầu nói thích là vui vui mừng, bất quá đợi ta có thể phải đi bồi lão Brett ăn cơm. Vì vậy ngươi nhất định phải ở phía sau mê hoặc ta sao? Nghe thế Apple mạnh thân thể mềm mại run lên, sắc mặt ngay tức khắc có chút trắng. À, ta, xin lỗi. Cũng chỉ là cái này trong sát na, hắn giống như là một bị kinh hách mèo con vậy, hoàn toàn đã không có trước cái loại này không gì sánh được tràn ngập sức dụ dỗ gợi cảm tư thái. Ngược lại là nhanh chóng cúi đầu, thân thể mềm mại hơi lay động, thoạt nhìn thần sắc có chút thấp thỏm lo âu. Không có biện pháp, lão Brett là ai? Đây chính là Brett gia tộc thế hệ này người cầm quyền, ngay cả Italia đông đảo quốc gia cao tầng phía sau đều có hắn thống lĩnh Brett gia tộc cái bóng. Chứ nói chi là gia tộc bọn họ lực ảnh hưởng hôm nay thậm chí đã lan tràn tới toàn cầu. Kinh khủng như vậy, thậm chí đều có tư cách được xưng là Italia hắc ám thế giới đế vương gia tộc người thống lĩnh, hắn Apple ở trước mặt đối phương hãy cùng con kiến vậy không khác nhau, làm sao có thể không sợ. Cho nên khi hắn Trần Phi vừa nhắc tới cái tên đó thời gian, hắn thoáng cái cũng không dám, cả người đều thấp thỏm lo âu sợ lên. Mà ở nhìn thấy bản thân tùy tiện một câu nói, để trong lòng giai nhân bị dọa đến như vậy liên cũng không dám thở mạnh một chút, Trần Phi lúc này mới cuối cùng cũng có chút thực cảm Brett gia tộc ở các nàng những. Này người Ý trong mắt, có kinh khủng bực nào, cỡ nào sợ. Đương nhiên hắn cũng có chút tự trách mình lúc đầu thật tốt, làm gì đột nhiên nhắc tới lời như vậy đề. Nghĩ đến đây Trần Phi trên mặt liền nhìn không được lộ ra một tia áy náy, một tay đem trong ngực thân thể mềm mại ôm chặt hơn mấy phần, một tay đặt ở trên đầu nàng nhẹ vỗ về. Nói tốt rồi, là ta nói sai. Yên tâm đi, có ta ở đây, lão Brett cũng không dám đối với ngươi như vậy. Ngươi gạt người, vị kia thế nhưng Brett gia tộc tộc trưởng, tự ngay cả chúng ta Italia người lãnh đạo quốc gia, đều có thể sẽ sợ hắn. Nghe thế, cảm thụ được Trần Phi cường tướng hữu lực khuỷu tay cùng với rộng trong ngực, vậy có một ít thấp thỏm lo âu Apple lúc này mới có chút khôi phục lại. Hắn nghe được Trần Phi nói. Nhịn không được lẩm bẩm miệng đảo cặp mắt trắng dã, không tin nói. Nói đùa, coi như trong lòng hắn Trần Phi có thể lai lịch không nhỏ, có thể tương giác lão Brett cái loại này ở trong mắt của nàng có thể nói là không cách nào sánh bằng đại nhân vật lúc, cũng vẫn không có thể cùng đánh đồng. Dù sao đây chính là coi như phóng nhãn toàn bộ Âu Châu Đại Lục, đều cũng coi là cường thế hưng thịnh siêu cấp gia tộc, lực ảnh hưởng không biết có khủng bố. Gạt người, được rồi, ta không gạt người. Vậy bây giờ một ít người sợ rằng vẫn còn lạnh run ni. Nghe vậy Trần Phi không thể đưa không cười cười, cũng không cải cọ, chỉ là theo sát mà đột nhiên cười trêu ghẹo nói. Nào có tương đương. Apple nhỏ giọng cải cọ một câu, chợt nhìn Trần Phi mỉm cười mặt, cùng với trước mặt nhào tới rất nặng nam tính khí tức, cũng không khỏi trong lòng sinh ra mấy phần khác thường tâm tình. Hắn khoa trương đến làm người ta máu phái căng phồng hông của chi hào mông ở Trần Phi trong lòng ngắt xoay. Sau đó dĩ nhiên dương lên hắn non mềm môi đỏ mọng. Ta còn không đánh răng ni. Nhìn thấy cái này quen thuộc mà vừa xa lạ một màn, Trần Phi không khỏi cả người đều ngẩn người, chợt hơi thanh nói. Ta mặc kệ, có thể trả lời hắn cũng ấp ồ bất mãn hừ hừ, cùng với không gì sánh được to gan chủ động. Hắn cư nhiên ở Trần Phi hơi ngây người chủ động điểm bắt đi một ít đầu ngón chân, gợi cảm non mềm môi đỏ mọng hướng về Trần Phi hung hăng thân hôn lên. Điều này làm cho người sau đâu còn ấn chịu được. Ừ tương đương. Làm nước du giao hòa đặc biệt kích thích thật sâu khác ở hai người nội tâm lúc, vô luận là Trần Phi hay là Apple cặp kia môi, đều cũng nữa khó bỏ khó phân lên, nặng nề dây dưa cùng một chỗ. Như vậy sau một hồi, biết Apple vị này Italia nữ thần chân thực có chút thở không được lúc, mới lưu luyến, ý do vị tẫn tách ra. Ta nghĩ ta rốt cục ở ngươi trong lòng để lại một điểm vết tích. Ngươi nói là sao? Phi ca, hắn nửa híp mắt ngập nước, trực câu câu nhìn Trần Phi, tiên diễm khêu gợi môi đỏ mỏng khẽ nhếch, non mịn đầu lưỡi không gì sánh được hấp dẫn tầm mắt ở phía trên chợt theo, chậm rãi nói.
thanh âm kia quả thực vô cùng câu người. Ngươi yêu tinh mê người này. Nhiên nhi lần này cũng Trần Phi sờ sờ môi của mình, có chút ngoài ý muốn, có chút ngây người, sau cùng quả thật có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười nói. Hắn là thật không nghĩ tới, hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu, cư nhiên bị người cho cường hôn. Nghĩ đến đây trong lòng của hắn tựa hồ có chút không phục, sau đó cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua một tia lửa nóng, cư nhiên lại lần nữa đem tinh xảo đến làm cho mê muội gương mặt trở tới, trọng trọng hôn xuống. Hồi lâu sau tài trí mở, chậm rãi nói đi giúp ta tìm món rộng thùng thình giờ y phục, ta tắm cái đầu. Nga, tốt, Apple nhất thời đỏ mặt thấp giọng nói, sau đó chập chờn gợi cảm, nóng bỏng hông của chi đi giúp Trần Phi tìm kiếm đợi muốn mặc quần áo. Ở loại tầng thứ này khu nhà cấp cao trong, tự nhiên hết thảy đều chuẩn bị có. Như vậy gần 10 phút sau, Trần Phi liền mặc vào nhất kiện Italia đỉnh cấp xa xỉ phẩm Brioni Nam Trang. Mà ở nhìn thấy đột nhiên ở trước mặt nàng đại biến thân Trần Phi, Apple cặp kia đôi mắt đẹp trong nháy mắt có chút phát sáng lên, nói Nga, Phi ca, bộ y phục này ngươi mặc vào thật là đẹp mắt. Nghe vậy Trần Phi đang chuẩn bị đáp lời, lại đột nhiên nghe được tiếng chuông cửa vang lên. Chắc là tới gọi ta đi, Trần Phi nói rằng, ta đi mở cửa. Nhất thời Apple liền phản ứng lại, chập chờn hắn khoa trương đến đủ để làm người ta huyết mạch căng phồng hông của chi hào mông, bước nhanh đi về phía cửa chính. Một lát sau, lại nghe thấy nàng A kinh hô một tiếng, sau đó ngay tức khắc giọng nói trở nên không gì sánh được cung kính, nói tôn kính Tây Lợi Á tiên sinh, người khỏe. Nguyên lai ấn tiếng vang chuông cửa người, rõ ràng là Brett gia tộc đại quản gia Tây Lợi Á. Mà lúc này ở bên cạnh hắn vẫn còn có vị con người đỏ sẫm tóc trắng xóa lão giả. Người này không là người khác, chính là Brett gia tộc tộc trưởng đương nhiệm lão Brett. Cổ bảo xa hoa lại thức thiết kế tổng thống bên ngoài phòng, nhanh như chớp. Ít nhất, hơn 10 vị người mặc thẳng tây trang màu đen nam tử, mỗi người thần sắc lạnh lùng cung kính đứng ở cửa tả hữu hai hàng. Trừ lần đó ra còn có vị thoạt nhìn cực kỳ ưu nhã da thịt tái nhợt trung niên nhân chính ăn mặc một thân chính trang. Cả người có vẻ cực kỳ có từ xưa khí chất quý tộc, có thể hắn hiện tại lại cư nhiên đứng ở một vị khác con ngươi đỏ sẫm, tóc trắng xóa sau lưng lão giả, trải lộ ra một bộ theo ở ta vị đại nhân vật sau lưng tư thế. Cái này nhất thời làm đến đây mở cửa Apple thất kinh, thậm chí có một ít sợ hãi. Bởi vì nàng thế nhưng biết vị kia thoạt nhìn cực kỳ ưu nhã da thịt tái nhợt trung niên nhân là của ai, đây chính là vĩ đại Brett gia tộc đại quản gia. Một vị có tư cách đứng ở hắn các Italia quyền lực đỉnh phong đại nhân vật. Trước bọn họ còn từng gặp qua một lần, hắn từ đúng nơi ấy chiếm được nghiêm túc mệnh lệnh. Nhưng bây giờ, hắn là thật không cách nào tưởng tượng, vị này chỉ sợ cũng coi là bọn họ Italia quốc gia cao tầng cũng không dám xem thường chậm trễ Brett gia tộc đại quản gia, cư nhiên sẽ ở một vị khác trước mặt lão giả thể hiện như vậy khiêm tốn tư thái. Chẳng lẽ là... Nhất thời Apple nhu môi nhìn không được bởi vì nội tâm rung động đoán rằng, mà từ từ run rẩy nới rộng ra. Hắn lần thứ hai nhìn phía lão Brett nhãn thần cũng tràn đầy kính nể cùng run bất an. Có thể có tư cách nhường tôn kính Tây Lị Á tiên sinh, đều ở đây kỳ trước mặt như vậy khiêm tốn lão nhân, ngoại trừ vị kia, còn ai vào đây? Tôn kính lão Brett tiên sinh, ngài, người khỏe. Hắn chiến nguy nói, cúi đầu, cả người dường như mèo nhỏ bị hoảng sợ mễ vậy. Thập phần sợ. Hắn khó có thể tin, cái loại này người vĩ đại vật, cư nhiên sẽ đích thân xuất hiện ở trước mặt nàng. Phải biết rằng đây chính là Brett gia tộc chân chính người chấp trưởng, thậm chí ngay cả trong lòng hắn tôn quý đến dọa người Tây Lợi Á tiên sinh, cũng vẻn vẹn chỉ là đối phương người hầu mà thôi. Ở như vậy truyền kỳ đại nhân vật trước mặt, hắn há có thể không khẩn trương, há có thể không sợ. Thế mà lão Brett nhưng chỉ là nhàn nhạt quét hắn liếc mắt. Liền trực tiếp đem trở thành là không khí không thấy, bất quá theo sát mà, hắn nhưng ở Apple không gì sánh được rung động trong ánh mắt của, cư nhiên hướng bên trong gian phòng cung kính nói tôn kính Trần các hạ, ta là lão Brett, xin hỏi ta có thể vào không? Nhất thời Apple nhu môi mở lớn biên độ, đều thiếu chút nữa đủ để nhét vào một cái trứng gà, quả thực bất khả tư nghị. Phải biết rằng lão Brett đó là hạng truyền kỳ đại nhân vật. Có thể ngay cả bọn họ Italia người lãnh đạo. Ở trước mặt đối phương đều được cẩn cẩn rực rực, rất cung kính, nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên hướng về Trần Phi cái loại này tuổi quá trẻ người Đông Phương khách khí như vậy, thậm chí tôn kính. Nhất thời Apple chỉ cảm giác mình đầu nhỏ đều có làm cho vận chuyển mất linh, cặp kia đôi mắt đẹp trong nháy mắt bị chấn động cùng ngốc lăng cảm xúc đan xen,
quả thực không gì sánh được Ksio ta sợ. Có thể nhưng vào lúc này hắn chợt cả người run rẩy. Bởi vì có một đôi đạm mạc lãnh mâu đã bình tĩnh nhìn kỹ ở trên người của nàng. Chi nha tương đương. Thoạt nhìn cực kỳ ưu nhã ra thì tái nhợt trung niên nhân Tây Lợi Á chậm rãi đem cửa phòng hợp lại một ít, chợt một đôi lạnh lùng con ngươi lại lần nữa rơi xuống Apple trên người, thản nhiên nói nữ sĩ, nếu ta không có nhìn lầm, người hẳn là còn không có được tôn kính Trần Tiên Sinh động tới đi. Nghe nói như thế cùng với đối phương bình thản, lạnh lùng giọng nói, Apple nhìn không được cả người kịch liệt run rẩy, đôi mắt đẹp xẹt qua một vẻ bối rối, muốn giải thích tôn kính Tây Lợi Á trước. Ta nghĩ ta cũng không muốn nghe giải thích của ngươi. Thế mà thoạt nhìn cực kỳ ưu nhã ra thì tái nhợt trung niên nhân Tây Lợi Á lại trực tiếp đem lời nói của nàng thanh cắt đứt, sau đó trên mặt thần sắc có vẻ cực kỳ băng lãnh, cùng với giọng nói bất thiện nói Apple tiểu thư, ngươi còn là làm ra một chuyện ngu xuẩn. Có thể ngươi cũng không rõ, Trần Tiên Sinh là một vị vĩ đại dường nào người, nhưng nếu là ngươi, hơi chút có như vậy một điểm thông minh nói, nên nhớ kỹ cũng chấp hành ta trước đúng ngươi theo như lời nói, ngươi nụ cười trên mặt. Người mê người mà lại thân thể thuần khiết, đều hẳn là để lấy lòng Trần Tiên Sinh mà triệt triệt để nỗ lực, mà không phải giống như bây giờ, cái gì đều không làm. Ta nghĩ tôn kính Trần Tiên Sinh hiện tại khẳng định rất không cao hứng, mà một khi vị kia vĩ đại tiên sinh mất hứng, tin tưởng ta, Apple tiểu thư, cái này đối với ngươi mà nói sẽ là một tràng tai nạn. Người, cho ta đem nàng mang đi, Tây Lợi Á như trước mặt không biểu tình, có thể hắn ngôn ngữ trong tiếng từ từ âm lãnh xuống giọng nói. Cũng đã đủ để hiển hiện cùng chứng minh hết thảy. Hắn theo phất phất tay, ý bảo bên cạnh những người áo đen kia đem ngu xuẩn nữ nhân mang đi, để cho nàng đạt được phải có nghiêm phạt cùng hạ tràng. Phải biết rằng vị kia đến từ Đông Phương một quốc độ Trần Tiên Sinh, đây chính là liên bọn họ Brett gia tộc tộc trưởng lão Brett đều phải cung kính, trịnh trọng mà đợi tôn kính đại nhân vật, bây giờ lại bị như vậy một cái ngu xuẩn lẳng lơ nhiễu loạn hăng hái, không hưởng thụ được khoái trá buổi chiều thời gian. Quan trọng hơn đây hết thảy đều vẫn là Tây Lợi Á tự mình an bài, nhưng chưa từng nghĩ ra to lớn như vậy cạm bẫy, hắn há có thể không tức giận. Thậm chí lúc này liên trong lòng hắn đều có chút bất an lên. Bởi vì nếu là vị kia tôn kính Trần Tiên Sinh mất hứng, vậy hắn Tây Lợi Á, tự nhiên cũng phạm sai lầm lớn, sẽ phải chịu liên lụy. Mà đang nghe Tây Lợi Á đại quản gia lúc này giọng nói như thế trang an cùng băng lãnh, những người áo đen kia mặc dù có không ít người đều là Apple người ái mộ. Nhưng vào thời khắc này, bọn họ cũng hay là không dám cải lệnh, chỉ có thể mặt không thay đổi giống như Apple đi đến, trong ánh mắt mang theo tiếc hận. Không phải là, tôn kính Tây Lợi Á tiên sinh, ngài xin nghe ta giải thích, xin nghe ta giải thích. Nhất thời Apple trương tinh xảo mặt cười trong nháy mắt huyết sắc thốn được sạch sẽ, thanh âm cùng ánh mắt đều trở nên run cùng sợ hãi lên, vội vã muốn giải thích. Nhưng lúc này của nàng giải thích hữu dụng không? Hiển nhiên vô dụng. Tây Lợi Á đã trực tiếp quay đầu sang chỗ khác không nhìn nữa hắn. Những người áo đen kia cũng đến gần rồi hắn. Phanh! Đã có thể sau đó một khắc, những người áo đen kia hành tẩu đường nhỏ phía trước, vẫn còn muốn đột nhiên hơn một mặt nhìn không thấy cái gương vậy, để cho bọn họ cứng rắn đụng vào, sau đó phát sinh mấy tiếng phanh nặng nề động tĩnh, bị đụng mọi người cũng trở về. Mà ở nhìn thấy một màn này vô luận là Tây Lợi Á hay là Apple đều mạnh sắc mặt đổi. Người trước tự nhiên là bởi vì sai nghĩ tới điều gì, có chút thất kinh. Sau đó người cũng không rõ đột nhiên đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có chút kinh dị. Chi nha tương đương. Chỉ là tự sau đó một khắc phía sau bọn họ cửa phòng cũng đã đột nhiên bị đẩy ra, một vị có Đông Phương mặt tuổi nhỏ người từ trong đó đi tới, một bên thuận lợi lâu chủ Apple non mềm hông của Chi, một bên híp mắt nhìn phía đã có một ít thất kinh Brett gia tộc đại quản gia Tây Lợi Á, cười nói Tây Lợi Á các hạ. Một gã hợp cách Italia thân sĩ cũng sẽ không như vậy cùng một vị xinh đẹp nữ sĩ nói đùa, ngươi cảm thấy thế nào? Nhất thời Tây Lợi Á toàn bộ tái nhợt cái trán cùng gáy trong nháy mắt mát lạnh, sau đó rậm rạp hiện đầy mồ hôi lạnh, giờ mới hiểu được bản thân tựa hồ hình như làm sai chuyện này. Chợt chỉ thấy hắn cả người một cái giật mình, lập tức hướng phía Trần Phi trong ngực Apple thật sâu bái một cái, dùng một loại chưa bao giờ có tôn kính giọng nói tạ lỗi nói xin lỗi, tôn kính Apple nữ sĩ. Xin tha thứ ta vừa rồi thô bỉ vui đùa. Ở đây, ta hướng người dâng lên ta tối thành kính áy náy. Hoàn toàn tuyệt nhiên bất đồng lưỡng chủng thái độ, khiến Apple có chút ngây người, tựa hồ không nghĩ tới vận mạng xoay ngược lại cư nhiên như thế cực nhanh. Cũng tựa hồ không nghĩ tới Trần Phi lại lợi hại như vậy, ngay cả đường đường Brett gia tộc đại quản gia, tôn kính Tây Lợi Á tiên sinh,
đều đơn giản là một câu nói của hắn, đã bị sợ đến như vậy. Còn cư nhiên bởi vậy hướng hắn loại này tiểu minh tinh đều dâng lên như vậy trịnh trọng tạ lỗi. Hắn quả thực quá giật mình, vì vậy không cách nào tiêu hóa. Thấy tình cảnh này Tây Lợi Á tuy rằng trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng hay là không dám ở đối phương vị kia không nhả ra trước, đính trực hông của hắn. Vì vậy hắn liền vẫn duy trì khom lưng tạ lỗi tư thế, cúi đầu, không nói chuyện. Thấy thế Trần Phi đưa tay ở Apple có chút ngốc lăng mặt cười trên nhéo nhéo, cười nói ngươi nếu còn như vậy sững sờ xuống phía dưới, Tây Lợi Á tiên sinh hông của không muốn chặt đứt. Nghe vậy Apple lúc này mới thoáng cái như ở trong mộng mới tỉnh, phản ứng kịp tôn kính Tây Lợi Á tiên sinh bây giờ còn hướng hắn khom người, vội vã vươn tay, thần sắc hốt hoảng như muốn đỡ dậy. Hắn nói rằng tôn kính Tây Lợi Á tiên sinh, ngài mau đứng lên. Mà ở nhìn thấy Apple thân tới được ngọc thủ, Tây Lợi Á thập phần thức thời ngay tức khắc đem thân thể về phía sau khuynh khuynh, tránh thoát hắn muốn đem bản thân đỡ lên tới cử động. Chợt lại thấy hắn rốt cục đứng thẳng người, nhưng vẫn là vẻ mặt cung kính nói xinh đẹp nữ sĩ, đa tạ ngươi rộng lượng. Tây Lợi Á, nếu không ngươi đi làm việc trước đi. Nhưng vào lúc này, ân hai tròng mắt đỏ tóc trắng xóa lão Brett từ bên trong gian phòng cười đi ra. Chỉ thấy kỳ đầu tiên là hướng phía Tây Lợi Á cao mày nói, sau đó lại nhìn hướng Trần Phi mở miệng cười nói tôn kính Trần các hạ, tiệc tối đã chuẩn bị được không sai biệt lắm. Nếu không chúng ta tới liền bây giờ đi. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, đỏ sẫm con ngươi lại rơi xuống Trần Phi trong ngực Apple trên người, lại cùng cười nói Nga tương đương xinh đẹp nữ sĩ, nếu là ngươi không ngại, có thể đợi có thể theo chúng ta cùng đi, ngươi cứ nói đi. Tôn kính Trần các hạ, hiển nhiên. Từ vừa rồi một màn kia trong, hắn đã cảm nhận được Apple ở Trần Phi trong lòng phải có một ít phân lượng, thái độ tự nhiên cũng biến thành không trước như vậy bỏ qua, thậm chí còn phát ra đợi cùng đi ăn tối mời. Phải biết rằng có thể để cho hắn lão Brett chính mồm nói ra những lời này, chỉ sợ cũng coi là bọn hắn Italia chính phủ cao tầng, đều biết kích động không thôi, thoải mái cười to, vì vậy chớ nói chi là hắn Apple như vậy một vị phổ thông thông tiểu minh tinh. Đương nhiên sự thực cũng quả thật là như thế, người sau lúc này đang bết bát giờ bị đột nhiên xuất hiện lời nói này chấn động, kinh hỉ đến nhận việc giờ nghẹn quá khí đi. Phải biết rằng đây chính là Brett gia tộc tộc trưởng lão Brett A. Chân chính đứng ở bọn họ Italia quyền lợi tột cùng nhất chính là nhân vật, nhưng bây giờ, như vậy đại nhân vật, lại cư nhiên mời bản thân đợi cùng đi ăn tối, đây là hạng vinh quang. Bất quá theo hắn còn là mạnh mẽ đè xuống vui mừng trong lòng. Phục hồi tinh thần lại sau, đem ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Trần Phi. Phi ca tương đương. Hắn không ngốc, đương nhiên minh bạch tôn kính Tây Lợi Á tiên sinh, thậm chí vĩ đại lão Brett các hạ đột nhiên chuyển biến đúng thái độ của nàng, không phải là bởi vì khác, chính là bởi vì lúc này đang ở hắn bên cạnh, cười nhạt một tiếng đem hắn ôm vào trong ngực đông phương nam nhân. Cho nên hắn hiện tại phải trưng cầu ý kiến của hắn. Hắn nói cái gì, chính là cái đó. Đã như vậy. Vậy ngươi hãy cùng chúng ta đây cùng đi chứ. Trần Phi gặp Apple đem ánh mắt nhìn về phía bản thân, nhất thời mở miệng cười nói. Thật sự là quá tốt, cảm ơn ngươi, Phi ca. Nghe vậy nhất thời Apple tinh xảo dung nhan nổi lên nồng đậm thần sắc mừng rỡ, sau đó ngay tức khắc nhón chân lên nặng nề ở Trần Phi trên gương mặt hôn một cái, ba một tiếng đều rõ ràng lọt vào tai. Lại sau mới nhìn thấy hắn đỏ mặt hướng lão Brett cung kính cúi người chào nói tôn kính lão Brett tiên sinh, ta rất vinh hạnh đã bị lời mời của ngươi. Cái này cũng là vinh hạnh của ta, xinh đẹp nữ sĩ. Nghe vậy lão Brett tự nhiên cười cười, mở miệng nói. Đã như vậy, chúng ta tự lên đường đi. Thấy thế Trần Phi tuét miệng cười cười, nói. Cái kia, tôn kính lão Brett tiên sinh, Phi ca, ta có thể cần trước xin lỗi không tiếp được một hồi. Vì vậy, các ngươi hãy đi trước đi. Ta theo sau, có thể nghe nói Apple lại đột nhiên đỏ mặt nói. Apple nói nhượng Trần Phi hơi ngẩn người, chợt ngay tức khắc bừng tỉnh lúc này bị hắn ôm vào trong ngực giai nhân, trên người hình như tự chỉ mặc một bộ áo ngủ, cùng ít đến đáng thương tình chi Iota thân quần áo và đồ dùng hàng ngày. Đây hết thảy quả thực không rất thích hợp lại tham gia cái gì tiệc tối. Trần Phi ngay tức khắc buông tay ra gật đầu nói tốt lắm. Người đi trước thay quần áo đi. Ta và lão Brett các hạ hãy đi trước. Xinh đẹp nữ sĩ, bên trong gian phòng có thể thì có hợp ngươi mặc quần áo. Ngươi có thể cẩn thận chọn một chút, như thế này để cho bọn họ mang ngươi qua đây được rồi. Nghe vậy thấy thế lão Brett lập tức nói như vậy,
chợt lại làm ra một bộ yêu tư thế mời, hướng về Trần Phi híp mắt nói tôn kính Trần các hạ, vậy chúng ta bây giờ tựu lên đường đi. Hắn bây giờ hình dạng, nhưng không có một tia vị đứng ở Italia quyền lực đỉnh phong đại nhân vật cần có bá khí. Không có biện pháp, thân phận của hắn có thể ở trong mắt người bình thường, đã rất đáng sợ rất kinh người, thậm chí đều có tư cách được gọi là đứng ở Italia quyền lợi tầng thứ đỉnh, thế mà chính hắn lại rất rõ ràng, đối với Trần Phi loại này đông phương cổ vũ giả trước mặt quái vật, so với giấy càng thêm yếu đuối không chịu nổi, hoàn toàn không có kiêng kỵ hoặc là để ý cần phải. Bởi vì vô luận là bọn họ phương Tây hắc ám thế giới vòng tròn hay là đông phương, kỳ thực đều cho tới nay tuần hoàn theo một cái rất từ xưa quy tắc, đó chính là ai quả đấm lớn, người đó chính là chúa tể. Người đó chính là chí tôn. Mà bây giờ Trần Phi cái này tiểu quái vật liên màu đỏ tươi răng cái loại này hoàn toàn kiêu ngạo cho bọn hắn Red gia tộc khủng bố tổ chức sát thủ đều cho bưng, chứ nói chi là ngay cả vị kia truyền kỳ sát thủ đao phong xét thi thể đều bị người của bọn họ phát hiện. Ở nhân vật như vậy trước mặt, coi như là hắn lão Brett lại tự phụ, hữu khởi dám bá khí. Có thể nếu là hắn thật làm như vậy, vậy đơn giản liền cùng muốn chết không khác biệt. Hắn không ngu xuẩn như vậy, vì vậy, tuyệt không sẽ làm như vậy. Vâng, tôn kính lão Brett tiên sinh, nghe vậy Apple ngay tức khắc cúi đầu dịu ngoan gật đầu, nói. Thấy tình cảnh này Trần Phi cũng không nói thêm cái gì, mà là theo chân lão Brett hướng về bên ngoài đi đến. Mà ở hắn loại này tiểu trước mặt quái vật, mặc dù là lão Brett đều không có bao nhiêu tự tin cùng lo lắng sóng vai mà đi, vì vậy thẳng thắn hơi lui về phía sau nửa bước. Mà một màn này, cũng để cho chăm chú theo ở phía sau bọn họ hắc y nhân con người co rút lại, trong nháy mắt càng chấn động đại khí cũng không dám lung tung ra một chút. Như vậy, ở lão Brett tự mình chỉ huy người, Trần Phi từ cổ bảo nội xa hoa nhất tổng thống gian phòng đi ra, đi qua mở tối hàng lang. Bị bụi gai còn có dây leo quấn cầu treo chờ. Sau cùng bọn họ đi tới một tòa xa hoa vô cùng trước cung điện. Trần tiên sinh, chính là nơi này. Lão Brett hướng về Trần Phi nói một tiếng, chợt nhãn thần hướng theo sau lưng hắc y nhân báo cho biết một chút, nhất thời bọn họ liền ngầm hiểu, rất cung kính cúi đầu, khom người, lướt qua hắn cùng với Trần Phi hai người, đi tới tòa cung điện phía trước đem trường tính thước cao đao tước phủ khắc cánh cửa cực lớn đẩy ra. Chói mắt đèn rực rỡ theo soi sáng đi ra. Chỉ thấy tại nơi cánh cửa cực lớn trong, bất ngờ tồn tại một tòa rộng, xa hoa, tinh xảo đến khó có thể tin xanh vàng rực rỡ phòng khách. Bích lục bằng phẳng bãi cỏ, cổ điển dầu hỏa đèn, giá trị xa xỉ sang quý ba tư thảm, cùng với dắt trên trần nhà chứa nhiều kích thước không đồng nhất thủy tinh vậy thi hoa lạc thế kỳ cây đèn. Đây hết thảy cũng không có một, không, ở tản gia thuộc về bọn họ đặc biệt sang quý mị lực. Hơn nữa tối trọng yếu là Trần Phi có thể từ nơi này trong ngửi được một tia rất nặng lịch sử tang thương cảm, phảng phất như là có một từ xưa quý tộc khí thức tràn ngập trên không trung, mà không phải giống như bạo phát phú vậy. U long, mà coi như chỗ ngồi này xanh vàng rực rỡ cung điện khổng lồ đại môn, bị người từ bên ngoài đẩy ra lúc, vô luận là này bưng ly rượu, chính nghỉ chân cười top 5 top 3 nói chuyện với nhau hoặc già nua hoặc tuổi còn trẻ Brett gia tộc dòng chính. Hay là này đi xuyên qua ở giữa ăn mặc chỉnh tề bồi bàn, đều thoáng cái ngây ngẩn cả người, nhưng khi bọn hắn nhìn rõ ràng người xuất hiện là lão Brett lúc, nhất thời thần sắc chấn động, sau đó cấp tốc cung kính đưa tay đặt ở ngực trước, thành thật nói tộc trưởng đại nhân. Mặc dù đêm nay có tư cách xuất hiện ở nơi này, ngoại trừ này bồi bàn ở ngoài, cái khác tất cả đều là chúng nó Brett gia tộc chân chính dòng chính, chân chính hạch tâm. Có thể ở trong lòng bọn họ, lão Brett phân lượng còn là không thể nghi ngờ. Cái này không chỉ là bởi vì hắn là hiện giữ Brett gia tộc tộc trưởng, càng là bởi vì lão Brett, hắn là một vị vĩ đại công tước cấp bậc huyết tộc. Huyết tộc công tước, đây là một loại cái dạng gì khái niệm? Nói chung tại đây Âu Châu trên đại lục hầu như có thể nói là đi ngang tồn tại, không bao nhiêu người dám trêu. Chỉ là tiếp, trong bọn họ tuyệt đa số người lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì ở trong mắt bọn hắn vĩ đại vô cùng lão Brett tộc trưởng. Lại dĩ nhiên làm ra một cái thập phần cử động kinh người. Đó chính là hắn cư nhiên tự mình dẫn một vị chính mình đông phương mặt tuổi nhỏ người, đi vào bên trong cung điện. Rất hiển nhiên mọi người tại đây đều là người thông minh, có thể đoán được, có tư cách bị bọn họ Brett gia tộc tộc trưởng, đường đường lão Brett công tước đại nhân tự mình dẫn dắt người tiến vào, tất nhiên là một vị người vĩ đại vật, bối cảnh kinh người. Có thể vị kia, hắn thoạt nhìn vị miễn cũng quá trẻ tuổi đi. Nhưng lại là một vị người đông phương. Bất quá đang lúc bọn hắn nơm nớp lo sợ,
trong lòng có chút nghi hoặc cùng cổ quái lúc, lão Brett đã dẫn lính Trần Phi xuyên qua phía ngoài phòng khách, đi vào đến bên trong cung điện chân chính khu vực nòng cốt. Ở nơi này, có một tòa mô hình nhỏ tiếp khách phòng khách. Mà ở loại nhỏ tiếp khách trong đại sảnh, có 5 vị cả người lộ ra rất nặng âm u, huyết tinh khí hơi thở thân ảnh, hoặc là tóc trắng xóa, hay là thoạt nhìn vừa xong trung niên hình dạng. Bọn họ lúc này tất cả ngồi ở một hàng thật dài trước bàn ăn, thần sắc có chút ngưng trọng yên lặng cùng đợi. Mà ở phía sau bọn họ, cũng không thiếu khí tức hơi yếu thân ảnh thần sắc cung kính lẳng lặng đứng, tựa hồ liên nhập tọa tư cách cũng không có, an tĩnh có chút làm cho hít thở không thông, có chút đáng sợ. Bất quá đúng lúc này, chỉ nghe được chi nha một tiếng, tiếp khách đại sảnh cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Theo chỉ thấy đến vẻ mặt uy nghiêm lão Brett lấp lánh đỏ sẫm con ngươi, mang theo một vị sắc mặt bình thản thanh niên nhân từ bên ngoài đi vào. Tộc trưởng, nhất thời 5 vị ngồi ở trên ghế thân ảnh lập tức đứng dậy, đầu tiên là hướng phía lão Brett hơi khom người, sau lại không hẹn mà cùng con ngươi nhãn thần hướng về kỳ phía sau, chính mình người Đông Phương mặt tuổi nhỏ hy vọng của mọi người đi. Nhất thời thần sắc trên mặt bọn họ tự trở nên có chút túc mục, cùng khẩn trương. Chính là vị này, bưng màu đỏ tươi răng hang ổ. Tôn kính Trần các hạ, xin cho phép ta cho ngươi giới thiệu một chút. Cái này 5 vị là chúng ta Brett gia tộc 5 đại nguyên lão, là trưởng lão hội thành viên. Đến mức phía sau đứng này, tắc là gia tộc bọn ta dòng chính trong cao cấp nhất, ưu tú nhất thành viên. Nói đến đây lão Brett phi hơi dừng một chút. Sau đó một đôi uy nghiêm ánh mắt trọng trọng đảo qua toàn trường, đưa ngón tay ra hướng Trần Phi, chậm rãi nói vị này chính là đến từ Đông Phương Hoa Hạ, tôn quý Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh, nhất thời Brett gia tộc dòng chính trong thành viên ưu tú nhất cao cấp nhất thành viên nhất tề phát ra tiếng, không gì sánh được cung kính mở miệng nói. Không chỉ có như vậy, 5 vị cả người lộ ra rất nặng âm u, huyết tinh khí hơi thở Brett gia tộc 5 đại nguyên lão, cũng không nhịn được ánh mắt liếc nhau. Hướng về Trần Phi lộ ra một tia nhiệt tình mỉm cười nói tôn kính Trần các hạ, rất vinh hạnh có thể nhận thức ngươi. Chúng ta là, nhất thời bọn họ 5 người đều báo ra tên của mình. Cái này cũng là vinh hạnh của ta. Các ngươi khỏe, ta gọi là Trần Phi, đến từ Hoa Hạ. Trần Phi híp mắt nhìn phía 5 người kia, không khỏi khóe miệng hơi một phiết, cười nói. Không hổ là đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ Italia cường thịnh gia tộc, 5 đại nguyên lão. Là 5 đại công tước đi. Không sai, bọn họ 5 người chính là cùng lão Brett vậy, chính là 5 vị công tước cấp bậc huyết tộc cường giả. Tương đương với cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ. Italia từng ở phía sau màn điều khiển Italia trải qua năm đó tịch quyển thế giới đại chiến, hôm nay coi như không năm đó khoa trương như vậy, có thể gia tộc mấy trăm năm qua tích lũy nội tình cũng vẫn là có thể xưng là không gì sánh được kinh người. 5 đại nguyên lão lại thêm lão Brett bản thân. Đây là đủ 6 vị công tước cấp bậc cường giả. Chớ nói chi là Trần Phi vẫn có thể mơ hồ cảm giác được, tại đây cổ bảo nội, tối thiểu còn có dấu hoặc là đang ngủ say 2 cổ so với bọn hắn 6 người hết thảy đều cường đại hơn rất nhiều âm u, huyết tinh khí hơi thở. Mà cái này, ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Bất quá đây đối với hắn hôm nay mà nói, cũng tốt giống như không coi vào đâu. Dù thế nào hắn cũng chỉ là đến ăn bữa cơm. Thuận tiện chờ cầm đồ vật mà thôi, này dư thừa có không có tự nhiên lười nữa mù nắm lấy. Chỉ cần chớ chọc đến trên đầu hắn được rồi. Vì vậy tiếp tự nhiên là chủ khách đều vui mừng một màn. Vô luận là lão Brett hay là 5 vị cái gọi là Brett gia tộc nguyên lão, đều là không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật, là chân chánh nhân tinh, tự nhiên thập phần hay nói, rành mạch từng câu cái gì nên, cái gì không nên nói, có thể làm cho người rất mau mắn giao lưu. Mà đổi lại một thân màu tím nhạt hồ điệp lôi thi lễ phục dạ hội Apple đã ở Trần Phi nhập tọa sau không lâu sau thong dong tới chậm. Khi nàng đi tới sau, lão Brett rất hiển nhiên bán Trần Phi một cái đại mặt mũi. Tại nơi một ít hoàn lập ở chung quanh, Brett gia tộc cao cấp nhất, ưu tú nhất dòng chính thành viên không gì sánh được ánh mắt hâm mộ trong, hắn cư nhiên hạ lệnh cho Apple thêm một vị trí, cùng một bộ đồ ăn. Phải biết rằng đây chính là vĩ đại lão Brett cùng với bọn họ Brett gia tộc 5 đại nguyên lão, mới có tư cách nhập tọa khó có thể tưởng tượng cực kỳ đỉnh cấp tầng thứ tiệc tối. Nhưng bây giờ, một cái phổ thông nữ nhân, lại cư nhiên cũng nhập tọa đi tới, có như vậy thiên đại vinh hạnh, cùng trên bàn mấy vị khác người vĩ đại vật cùng đi ăn tối, đây là hạng vinh quang. Bực nào quang vinh? Chỉ có Apple lúc này tuy rằng không cảm thụ được nhiều như vậy thực chất, nhưng cũng có chút hôn mê. Bởi vì nàng cũng không ngốc,
cho nên khi nhưng mà có thể đoán được trước mắt trận này trượng, ý vị như thế nào. Như vậy, dạ tiệc này đã khuya thời gian mới kết thúc. Tan cuộc nội Trần Phi làm cho đem Apple đưa cách Brett gia tộc cổ bảo, bởi vì trên thực tế trong tay nàng còn có rất trọng yếu công tác cần phải đi làm, về phần hắn bản thân. Lúc này thì thôi trải qua nhận được chờ đã lâu thông chi, theo lão Brett đi tới cổ bảo nội ta gian phòng. Chỉ thấy ở căn phòng kia ngoại, mấy vị ăn mặc thẳng tây trang màu đen, mỗi người thần sắc lạnh lùng nam tử phân hai hàng xếp hạng cửa hai bên. Mà từ hơi rộng mở khe cửa nhìn thấy, bất ngờ vẫn có thể nhìn thấy một vị người mặc Âu phục, tóc vàng óng ánh, mũi cao vót, xanh thẳm hai mắt bạch nhân nam tử, chính run rẩy lật lật đứng ở trong đó, bên cạnh đều có cái ghế, lại phảng phất cũng không dám ngồi xuống, vẻ mặt thấp thỏm lo âu hình dạng. Rất hiển nhiên cái này bạch nhân nam tử không là người khác, chính là trước ở Hương Cảng chợ đêm cổ bảo cùng Trần Phi từng có gặp mặt một lần Tư Đồ Duy Áp Brett. Nguyên bản mấy canh giờ trước, hắn cũng còn ở Mỹ quốc chính hắn khu nhà cấp cao trong, ôm một vị gần nhất ở Hollywood có chút danh tiếng tóc vàng nữ lang tân nhân minh tinh, đem của nàng nóng bỏng thân thể đặt ở dưới thân, mãnh liệt rong ruổi, hưởng thụ thượng đế vậy đãi ngộ. Thế mà đột nhiên xuất hiện đang nhảy qua dương điện thoại lại đem chuyện tốt của hắn mà toàn bộ khuấy hợp. Không nghĩ tới bên trong gia tộc ta vị đại nhân vật cư nhiên sẽ đích thân gọi điện thoại đến hắn nơi ấy, hỏi hắn ở đâu, nhượng hắn ngay tức khắc chạy trở về Italia. Rất hiển nhiên, Tư Đồ Duy Áp là tuyệt đối chẳng bao giờ hưởng thụ qua loại này cao cấp đãi ngộ, nhất thời cả người đều có chút bị sợ sởn tóc gáy, da đầu tê dại lên. Sau đó, hắn lập tức không dám chút nào chần chờ mua gần nhất ban phản hồi Italia thủ đô La Mã vé máy bay. Như vậy mấy giờ sau, hắn Tư Đồ Duy Áp sốt cục thành công xuất hiện ở nơi này, chạy về. Không có biện pháp, làm Brett gia tộc chi thứ trong một thành viên, hắn biết rõ cổ xưa này mà vừa thần bí gia tộc, kỳ cao tầng, có cỡ nào kinh người nội tình cùng lực lượng. Chớ nói chi là bọn họ Brett gia tộc hay là trong truyền thuyết thần bí mà lại vĩ đại huyết tộc gia tộc, hắn Tư Đồ Duy Áp, chính là một vị hậu duệ hấp huyết quỷ. Huyết tộc thế giới, người mạnh là vua, tôn ti đẳng cấp phi thường nghiêm ngặt. Hắn Tư Đồ Duy Áp hiện tại bất quá là một cái nho nhỏ tử tước, mà gọi điện thoại tới cho hắn đại nhân vật, cũng một vị hầu tước cấp bậc cao quý huyết tộc, nếu là hắn dám cải lệnh nói, đối phương căn bản không dùng xin chỉ thị ai là có thể trực tiếp đem hắn giết chết. Đương nhiên lấy đối phương khủng bố hầu tước tu vi thực lực, muốn giết hắn chỉ sợ cũng dường như giết con gà vậy dễ dàng. Như vậy, hắn há có thể không sợ. Hơn nữa cái này hiện tại đều còn chưa phải là kinh khủng nhất. Bởi vì nhưng vào lúc này, cùng hắn cộng đồng ở vào cùng một cái phòng nội, bất ngờ còn có một vị khác thoạt nhìn cực kỳ yêu nhã cơ thể tái nhợt trung niên nhân, thoạt nhìn tràn đầy từ xưa quý tộc khí tức. Mà người này không là người khác, đúng là bọn họ Brett gia tộc đại quản gia, được khen là vệ miện công tước Tây Lợi Á đại nhân. Mà hắn lúc này cư nhiên vẫn lẳng lặng đứng ở cửa gian phòng, toát ra một tia xin đợi mỗi một đại nhân vật tư thế. Loại này tư thế... Há có thể nhượng vốn là hoảng hốt không ngớt Tư Đồ Duy Áp, không càng thêm hoảng hốt, càng thêm hoảng loạn sợ. Bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng, vị này Brett gia tộc đại quản gia đều nếu như vậy tính hậu đại nhân vật, đến tột cùng là hạng cao quý chính là tồn tại. Chẳng lẽ, là vĩ đại công tước những người lớn? Có thể, làm sao sẽ? Bất quá tiếp phát sinh một màn, lại làm cho hắn nghi ngờ trong lòng bỏ đi. Chỉ là phân rung động cùng giật mình lại trở nên càng thêm nồng nặc vô số lần, thậm chí cả người đều thiếu chút nữa sợ ngây ngô. Bởi vì hắn cư nhiên nhìn thấy, đường đường tôn kính Tây Lợi Á đại nhân, cư nhiên ở một vị có hắn hơi có chút quen thuộc đông phương mặt xuất hiện lúc, lại ngay tức khắc nghênh đón, cúi người chào thật sâu nói tôn kính Trần tiên sinh, Tư Đồ Duy Áp đã trở về. Không biết ngài phải tìm được chính là hắn sao? Rất hiển nhiên chính mình đông phương mặt tuổi nhỏ người không là người khác. Chính là vội vã chạy tới Trần Phi. Chỉ thấy kỳ khẽ gật đầu, liền ở lão Brett cùng đi, theo Tây Lợi Á ngón tay phương hướng ánh mắt nhìn đi qua. Nhất thời chỉ thấy hắn nhìn Tư Đồ Duy Áp trương quen thuộc bạch nhân mặt, nhếch miệng cười nói Nga, Tư Đồ Duy Áp các hạ, ngươi hẳn còn nhớ ta đi. Ngươi, là ngươi. Nghe vậy Tư Đồ Duy Áp vô ý thức ngẩn người, ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mặt cẩn thận quan sát một phen, chợt bỗng nhiên thần sắc cứng đờ. Như là hồi tưởng lại chuyện kinh khủng gì, ngay tức khắc vươn tay run rẩy chỉ vào Trần Phi kinh dị nói. Cái này, tiểu tử này không phải là trước ở Hương Cảng. Rất hiển nhiên, trước ở Hương Cảng cổ bảo ngoại phát sinh một màn kia,
để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Vì vậy hắn mới có thể phản ứng khoa trương như vậy. Đem móng vuốt của ngươi thả xuống cho ta, bằng không, ta không ngại nhượng nó lập tức phế bỏ. Mà khi đứng ở Trần Phi bên cạnh lão Brett ở nhìn thấy Tư Đồ Duy Áp loại này hèn mọn gia tộc chi thứ, lại dám như thế không biết sống chết, như vậy ngu xuẩn dùng tay chỉ Trần Phi, nhất thời nhìn không được nổi giận, quát lạnh một tiếng điềm nhiên nói. Lạnh lùng như đao phong giọng nói, cùng với lành lạnh cường điệu, đều chính diện lão Brett những lời này thật không vậy vui đùa, mà là hắn lúc này, là thật rất muốn giúp Tư Đồ Duy Áp đem chỉ kia không muốn tay phế bỏ. Ngài là tộc trưởng đại nhân, mà đang nghe lão Brett lạnh lùng lời của, cùng với làm người ta xa lạ mà lại mặt mũi quen thuộc, Tư Đồ Duy Áp nhìn không được mạnh cả người run lên, cả người như rơi vào hầm băng vậy, lắp bắp hoàn toàn không dám tin nói. Tôn kính tộc trưởng đại nhân, đường đường vĩ đại, cao quý chính là lão Brett công tước, hắn làm sao sẽ tự mình xuất hiện ở đây? Tộc trưởng đại nhân, ta. Tư Đồ Duy Áp nhìn lão Brett nghiêm trọng lộ ra hung quang, răng trên răng dưới răng bắt đầu có điểm run lên. Cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục ý thức được đêm nay muốn gặp hắn vị đại nhân vật kia, địa vị có kinh khủng bực nào, bao lớn. Thậm chí ngay cả vĩ đại, cao quý chính là tộc trưởng đại nhân đều hiện thân, đây quả thực. Lão Brett không cần như vậy, nhưng ta đơn độc nói với hắn nói mấy câu đi. Bất quá nhưng vào lúc này Trần Phi cũng đã có mở miệng lần nữa, chậm rãi khoát tay áo nói. Như ngươi mong muốn, tôn kính Trần các hạ, nghe thế lão Brett tự nhiên sẽ không phản đối, chợt gật đầu, lại đang trước khi đi hướng cả người run rẩy Tư Đồ Duy Áp đệ đi một cái lạnh lùng nhãn thần, lúc này mới xoay người rời khỏi phòng. Tây Lợi Á tự nhiên cũng đi theo. Đợi được bọn họ rời đi đóng cửa lại sau, Trần Phi cái này mới lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, trêu nói này, bạn thân, để xuống dễ dàng, lại nói tiếp chúng ta còn là gặp qua một lần, coi là người quen đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi. Lại nói tiếp, thời gian còn trôi qua thật nhanh a, trong nháy đương sơ hương cảng sự kiện kia mà, cũng đã đủ đi qua hơn nửa năm. Chỉ sợ tiếp qua không lâu sau, phải lễ mừng năm mới đi. Tuyết rơi đúng lúc năm được mùa. Tôn, tiên sinh tôn kính, không biết ngài tìm ta có cái gì? Có cái gì có thể cho ngươi ra sức? Nghe vậy Tư Đồ Duy Áp đương nhiên không dám ở Trần Phi trước mặt vậy tùy ý, chỉ dám cúi đầu, run rẩy nói. Nói đùa, cũng không nói vừa rồi cái này đủ để làm hắn tim đập ra tiếng nói mắt một màn này, tự trước khi nói đối phương ở chợ đêm cổ bảo ngoại lần kia đại triển thần uy, cũng đã nhượng hắn khắc sâu hiểu. Cái này đến từ Hoa Hạ người Đông Phương tuyệt đối là cái quái vật cấp tồn tại, dù thế nào cũng không phải hắn Tư Đồ Duy Áp loại này nho nhỏ tử tước, có thể chọc nổi. Vì vậy hắn rất thông minh đem mình tư thái để xuống rất thấp. Ta quả thật có chuyện này tìm ngươi. Nghe vậy Trần Phi thẳng thắn cũng lười lại thừa nước đục thả câu, nói ngay vào điểm chính trước ngươi ở Hương Cảng thời gian, có đúng hay không mua đi nhất kiện ngọc khí. Ngọc khí, ngài là nói vòng ngọc kia tử. Đúng vậy. Vòng ngọc kia tử đúng là ta mua đi. Nghe vậy Tư Đồ Duy Áp đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức gật đầu xác nhận nói. Nghe vậy Trần Phi không khỏi trên mặt hiện ra lau một cái sắc mặt vui mừng, mở miệng nói vậy nó hiện tại ở đâu? Nó hiện tại cũng không ở trong tay ta. Có thể nghe nói Tư Đồ Duy Áp thần sắc lại có chút bối rối lên, do dự nửa ngày, lúc này mới cắn răng thần sắc có chút run nguy mở miệng nói. Không ở trong tay ngươi, vậy nó hiện tại chưa? Nghe vậy Trần Phi ngay tức khắc chân mày cao lại, có chút vô ý thức ngữ điệu trầm xuống. Bởi vì nếu là đồ vật không có ở trong tay đối phương, đây chẳng phải là ý nghĩa, sự tình lại muốn trở nên phức tạp. Nó hiện tại, là như vậy, tiên sinh tôn kính, đương sơ ta ở Hương Cảng đấu giá chiếm được vòng ngọc kia từ sau, lại đang ma cao cùng người đánh bạc đem thua đi ra. Vì vậy nó hiện tại cũng không ở trong tay ta mặt. Tư Đồ Duy Áp lão thật thật mở miệng nói. Thua đi ra, biết đối phương là ai sao? Nghe thế Trần Phi không khỏi có chút không nói gì, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình hỏi. Biết, tên kia là Anh Quốc Steven gia tộc Sử Yêu Hoa bá tước nhi tử, tên gọi cách Lạc Tư Mẫu. Vòng ngọc kia tử bây giờ đang ở trên tay hắn. Tư Đồ Duy Áp ngay tức khắc toàn bộ thác suất, thành thật dặn dò nói. Anh Quốc Steven gia tộc. Nghe vậy Trần Phi không khỏi một cái đầu hai cái đại, không nghĩ tới việc này lại thực sự lần thứ hai đi xa, Anh Quốc. Ông trời của ta, chẳng lẽ hắn còn muốn đi một lần Anh Quốc?
Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được có chút nhức đầu xoa xoa đầu, chậm rãi nói Steven gia tộc vậy là cái gì địa vị? Cùng các người Brett gia tộc so với, ai lợi hại hơn? Đương nhiên là chúng ta Brett gia tộc cường đại hơn. Nghe vậy Tư Đồ Duy Áp lập tức ngẩng đầu, phảng phất là không gì sánh được kiêu ngạo nói Steven gia tộc tuy rằng cũng là huyết tộc gia tộc, có thể ở chúng ta huyết tộc thế giới nội bộ, bọn họ lại nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là nhị lưu, xa xa không tư cách cùng chúng ta vĩ đại mà lại cao quý chính là Brett gia tộc, đặt chung một chỗ tương đối. Bất quá! Nói đến đây hắn vì hơi dừng một chút, lại lần nữa mở miệng nói bất quá Steven gia tộc phía sau đã có yêu thi đức gia tộc cái bóng, là bọn hắn phụ thuộc gia tộc. Ở Anh Quốc, yêu thi đức gia tộc lực ảnh hưởng vẫn không dung xem nhẹ, rất mạnh đại. Yêu thi đức gia tộc, nghe vậy Trần Phi lại nhìn không được có chút im lặng xoa xoa đầu. Cái này thật đúng là một sóng đã dừng, một sóng lại khởi, thực sự là phiền phức a. Có cái gì Steven gia tộc còn chưa tính, không nghĩ tới bây giờ lại đụng tới một cái gì yêu thi đức gia tộc. Cái này vậy là cái gì địa vị? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 36.